Chuyện giữa tôi và anh ấy đã nói rõ ràng từ lâu, gặp lại để làm gì? Gặp lại chỉ càng hoài niệm. Quý Như Lan hơi thở dài một tiếng. Tôi chỉ là nhớ tới một chuyện không vui khác, cho nên mới khó chịu trong lòng. Vệ Tân đương nhiên không biết Quý Như Lan từ đầu đến cuối không thể vượt được qua một cửa ải là Trương Lực, cô cũng sẽ không nói gì nữa. Tống Nhất Phàm thì ngược lại đùa ha ha mở một lon nước trái cây, rất không có hình tượng thục nữ mà uống hùng hục một hơi, còn lau miệng rất thỏa mãn, nhìn thế nào cũng vẫn là hình tượng một nữ sinh trung học. Để em nói, tốt nhất là không gặp thì khỏi cần hoài niệm. Bộ dạng vô tư của Tống Nhất Phàm liền chọc cười Quý Như Lan. Quý Như Lan cười như hoa lan nở, dường như toàn bộ căn phòng bỗng nhiên sáng lên rất nhiều, cô cười nói. Hạ Tưởng thật sự là có phúc, có Tiểu Phàm và Vệ Tân tốt với anh ấy như vậy, khẳng định ngày nào cũng ngập trong hạnh phúc đến không tìm được hướng bắc. Tống Nhất Phàm cũng không biết là thực sự không hiểu hay là giả bộ không rõ. Dù sao cô có thể ngắt lời thì cũng cho là cô rất có trình độ. Cảm giác phương hướng của anh Hạ tốt lắm, không lạc đường đâu. Anh ấy nói đường phố ở các thành thị phương Bắc phần lớn là những đường ngang dọc thẳng tắp, so với các thành thị phía Nam thì dễ tìm ra phương hướng hơn. Quý Như Lan hết chỗ nói rồi, sự vui vẻ của Tống Nhất Phàm thật sự là đơn thuần mà làm cho người ta ngưỡng mộ. Đúng rồi, làm sao Hạ Tưởng lại đi Tấn Dương trước thời hạn? Quý Như Lan nhắc tới Hạ Tưởng. Ý nghĩ sẽ không tránh khỏi chuyển sang chính trị. Không biết, dù sao anh ấy muốn đi làm chủ tịch tỉnh, đi sớm một ngày đi muộn một ngày, không có gì khác biệt. Từ cách làm việc có chừng mực của anh ấy, em tin tưởng anh ấy. Tống Nhất Phàm rung đùi đắc ý nói. Chị Như Lan, nếu chị đến tỉnh Tây giúp anh Hạ, chị nói xem, chị sẽ quản lý tỉnh Tây như thế nào. Không nghĩ tới Tống Nhất Phàm cũng đã hỏi tới vấn đề chính trị, đừng nói. Một câu thật đúng là làm khó Quý Như Lan. Gần đây Quý Như Lan đắm chìm trong đau khổ vì cái chết của Trương Lực, mê muội trong gút mắc tình cảm với Hạ Tưởng, vẫn không thể tự kiềm chế, rất ít suy tư về vấn đề chính trị. Tống Nhất Phàm nhắc tới, ngược lại bỗng nhiên đánh thức cô, và khơi dậy hứng thú của cô. Đúng vậy, lần này Hạ Tưởng đi tỉnh Tây, khó khăn thật lớn, hơn nữa lại là chủ tịch tỉnh, trọng trách trên vai nặng hơn so với ở lĩnh Nam. Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi. Quầng sáng rất mạnh, nhưng dù sao trẻ tuổi khó có thể để kẻ dưới phục tùng, muốn lập được uy danh, phải đi lối tắt khác. Nếu không đi được một bước một mở ra cục diện mà nói, thì Hạ Tưởng ít nhất phải 2-3 năm mới có thể có thành tích. 2-3 năm, lịch sử không để cho Hạ Tưởng có nhiều thời giờ như vậy, nếu trong vòng một năm Hạ Tưởng không làm được gì mà nói, tỉnh Tây dẫn đầu làm thí nghiệm cho toàn bộ các tỉnh trong nước coi như là thất bại. Như vậy đồng thời chiến tích của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây cũng sẽ mờ mịt. Sự thay đổi thành công của tỉnh Tây có cùng một nhịp thở với chiến tích của Hạ Tưởng, cũng tiêu biểu cho cán bộ cấp bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nước là hư danh hay là thực sự có tài, có học vấn thực sự. Mà đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tỉnh Tây là trạm thứ nhất sau khi Hạ Tưởng lên cấp chính bộ, cũng chính là việc liên quan đến kế hoạch lên ngai vàng của Hạ Tưởng sau này. Nghĩ thông được mắt xích này, Quý Như Lan rốt cuộc ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy. Đi, quay về thôi, không ăn cơm nữa. Vệ Tân và Tống Nhất Phàm ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao mà bỗng nhiên tinh thần Quý Như Lan trở nên tỉnh táo. Đối với các cô mà nói, chính trị là chuyện chán nhất, làm sao vừa nhắc tới chính trị, Quý Như Lan còn hưng phấn hơn cả một cô gái ham hư vinh có được một chiếc xe thể thao vậy. Quý Như Lan hưng phấn không chỉ vì việc Hạ Tưởng ở tỉnh Tây gặp phải khiêu chiến thật lớn kích thích thần kinh của cô, mà là cô bỗng nhiên nghĩ đến nhà họ Quý, nói chính xác hơn là cá nhân cô cũng có một mối quan hệ ở tỉnh Tây. Tuy rằng cấp bậc không cao lắm, cũng không phải ở phòng ban quan trọng, nhưng nói không chừng một lúc nào đó cũng có thể đủ để trợ giúp Hạ Tưởng một tay. Hạ Tưởng sắp gặp phải vấn đề khó khăn trong chính trị, lại một lần nữa khiến ngọn lửa chiến đấu trong lòng Quý Như Lan tăng vọt. Cô phải lập tức quay về liên hệ lại với mối quan hệ ở tỉnh Tây một chút, bây giờ không còn muốn mượn rượu giải sầu ở bên ngoài nữa. Quý Như Lan tuy rằng ở xa tới là khách, nhưng cô có thói quen được chiều chuộng. Làm việc lại có tính cách thích làm chủ, khiến cô thành lãnh đạo trong ba người. Cô nói đi, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm cũng không nói nhiều, thuận theo đứng dậy bước đi. Vừa mới mở cửa, ngoài cửa có một gã cao to, đẹp trai, nhà giàu, vẻ mặt mỉm cười một cách lờ đờ, thể hiện là tự cho mình có một tư thế làm người ta hồn siêu phách lạc. Gã có một chùm tóc thật dài nhuộm màu vàng, buông ở trước trán, gã vẹo đầu, méo miệng, một tay chống vào khung cửa, một tay cầm một cành hoa hồng.
giơ tay đưa tới trước mặt Quý Như Lan. Một giọng nam trung đầy nam tính, giọng điệu vô cùng dịu dàng nói. Em gái, anh rất thích em là hoa hồng của anh, em là hoa. Vệ Tân và Tống Nhất Phàm là không có kinh nghiệm đối phó với loại nhà giàu, cao to, đẹp trai này nhất, hai người không biết làm sao liếc mắt nhìn Quý Như Lan một cái. Cách xử sự của Quý Như Lan khiến hai người trợn mắt ngây ngốc. Cút! Đôi mày thanh tú của Quý Như Lan vừa nhíu lại, không nói hai lời, giương cao tay đánh cho tên cao to, đẹp trai, nhà giàu một bạt tai. Cút ra xa một chút. Tống Nhất Phàm và Vệ Tân không nghĩ tới Quý Như Lan có khí chất như hoa lan, không ngờ lại có một mặt dũng mãnh như vậy, chỉ kinh ngạc, cứng lưỡi, một câu cũng nói không nên lời. Cao to, đẹp trai, nhà giàu bị đánh đến hôn mê. Cô, sao cô lại đánh người, cô? Nữ vệ sĩ của Quý Như Lan ra tay nhanh như gió, vài ba động tác đã xoay tên cao to, đẹp trai, nhà giàu sang một bên, đau đến nỗi chảy nước mắt. Quý Như Lan ngạo nghễ hất cằm, nói với Tống Nhất Phàm và Vệ Tân. Về sau gặp loại này, cứ thưởng cho một bạt tai trước rồi nói sau. Tấn Dương, ở một nơi hội họp. Lôi Tiểu Minh và Giang An ngồi cùng nhau, đối diện với một phụ nữ đoan trang, thanh tú xinh đẹp, dáng người thon thả. Kỳ lạ chính là, Giang An luôn luôn háo sắc trước mặt người phụ nữ này, lộ ra vẻ câu nệ, mà Lôi Tiểu Minh cũng có ý cung kính. Lôi Tiểu Minh cũng coi như là một trong những công tử con của bí thư tỉnh ủy khá kín đáo. Nhưng cho dù có kín đáo thì y cũng là con trai của bí thư tỉnh ủy, cũng không có mấy người phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp có thể khiến y ngoan ngoãn đối đãi như vậy. Chị Trần, chuyện của Hạ Tưởng, liền giao cho chị xem. Còn có vấn đề gì nữa không? Giang An trung thực như một đứa nhỏ, hai tay đặt trên đầu gối, cung kính hỏi han. Chị Trần tuổi không lớn. Nhiều lắm là hơn 30, theo cách mặc quần áo có thể thấy được sự giỏi giang và tính cách rõ ràng, gọn gàng dứt khoát. Trước mặt Lôi Tiểu Minh và Giang An, cô chỉ mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người, hơn nữa trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi, dường như là vừa mới tập thể dục xong vậy, ngay cả trang điểm cũng không, mà tự nhiên ngồi trước mặt con trai bí thư tỉnh ủy và con trai của chủ mỏ than lớn của tỉnh Tây. Lại thấy thần thái thản nhiên của cô. Hồn nhiên giống như không đặt hai vị đại công tử của tỉnh Tây này ở trong mắt. Qua không biết bao lâu, khi Lôi Tiểu Minh và Giang An liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý thất vọng, chị Trần mới đứng lên. Được rồi, tôi mới từ phòng tập thể hình đi ra, không kịp tắm rửa đã bị hai thằng danh các cậu kéo lại đây, người không thoải mái muốn chết. Tôi đi trước, đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi lấp đầy bụng. Nói xong, vươn cánh tay phải trắng nõn. Vẫy vẫy tay chào Giang An và Lôi Tiểu Minh, quay người lại, thướt tha lả lướt mà đi. Đường cong của cô cực đẹp, eo nhỏ, hai chân cân xứng, cùng với cặp mông này ở giữa có vẻ rất êm ái, để lại cho Giang An và Lôi Tiểu Minh một cảnh tượng hết sức gợi nhớ. Tuy nhiên, hai người có tính tình rất dễ dàng kích động này lại không hề có một chút suy nghĩ không an phận nào đối với cảnh tượng tuyệt vời như thế. Ngược lại, lại rất khó hiểu đối với thái độ vừa không trả lời ngay mặt lại không một câu từ chối của Trần Diễm. Trần Diễm rốt cuộc là có ý gì? Lôi Tiểu Minh ngồi trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt tức giận bất bình. Được hay không được thì phải nói ra chứ, không biết trong hồ lô chứa gì làm cho người ta khó chịu trong lòng. Nếu không, đã không phải mời cô ta. Cô ta ra tay là thích hợp nhất, nắm chắc hơn so với người khác. Giang An có thiên phú về mặt chơi xấu hơn nhiều so với Lôi Tiểu Minh, cũng có lòng lang dạ sói hơn. Hiện tại đối với Hạ Tưởng mà nói, vấn đề kinh tế không dễ dàng phá hủy hắn được, nếu vấn đề kinh tế và vấn đề phụ nữ liên tiếp vào cùng một chỗ, cuối cùng dẫn đến lực sát thương lớn nhất đối với hắn. Cho dù không thể khiến Hạ Tưởng thất bại thảm hại, ít nhất có thể cho hắn đừng nghĩ có thể lên đỉnh. Đừng nhìn Giang An không phải nhân vật trong quan trường. Nhưng lại nghe thấy và biết không ít chuyện trong quan trường. Y muốn cho bên thứ ba chen chân vào gia đình Hạ Tưởng, cuối cùng tạo thành vết thương nặng lặng lẽ và chắc chắn đối với tiền đồ của Hạ Tưởng. Chưa đề cập tới, quan lớn mỗi tỉnh trong nước có thể vì vấn đề ly hôn mà làm cho không thể đảm nhiệm chức vị chính. Đối với nhân vật chính trị mà nói, vấn đề ly hôn có thể lớn có thể nhỏ, liền thấy có ảnh hưởng như thế nào. Biện pháp của Giang An tuy rằng ác độc, nhưng khi làm thì khó khăn rất cao. Nếu không phải Tấn Dương có một phụ nữ kỳ tài tên là Trần Diễm, lại đúng lúc Giang An và Trần Diễm quen biết nhau, và lại có quan hệ kinh tế với Trần Diễm, y cũng sẽ không đột phát mà nghĩ ra chuyện phá hoại gia đình Hạ Tưởng,
từ đó đạt tới hủy hoại mục đích của Hạ Tưởng. Kỳ thật Lôi Tiểu Minh tình nguyện thực hiện kế hoạch tưởng tượng thứ nhất của Y và Giang An hơn, đó là sau khi Hạ Tưởng lên đảm nhiệm, tạo ra sự cố về mặt an toàn đặc biệt lớn, khiến Hạ Tưởng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nếu triển khai hoạt động một cách thích đáng mà nói, kết cục năm đó của Tôn Tập Dân tại tỉnh Yến chính là kết cục của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây. Giang An lại không chờ được muốn cho Hạ Tưởng gặp xui xẻo, bởi vì muốn thực hiện kế hoạch chịu tiếng xấu thay cho người khác này thì ít nhất phải đợi sau khi Hạ Tưởng lên đảm nhiệm 3 tháng, nếu sự cố phát sinh quá sớm, Hạ Tưởng mới đến đảm nhiệm càng dễ từ chối liên quan. Còn có một điểm, muốn sự vụ đạt tới sự cố an toàn đặc biệt lớn có số người thiệt mạng cao, số xác chết không đơn giản. Mỏ khai thác An Đạt những năm gần đây phát sinh sự cố an toàn, to hay nhỏ cũng ít nhất có mấy chục vụ, phần lớn đều là bỏ tiền ra là giải quyết cho xong việc. Cộng lại số người thiệt mạng cũng có đến mấy trăm người. Nhưng không phát sinh sự cố đặc biệt lớn nào, cho nên vẫn không lộ ra ngoài ánh sáng. Nói là nước nóng luộc ếch cũng vậy, mà dao nhỏ cắt thịt cũng thế, dù sao muốn tạo ra sự cố an toàn đặc biệt lớn tại mỏ khai thác An Đạt, với số người thiệt mạng tích lũy mấy năm do sự cố, thì không thiếu gì xác chết. Tạo ra sự cố an toàn, Giang An có phát rồ, cũng sẽ không lấy người sống mà làm. Giang An cũng không ngốc, vì muốn trừng trị Hạ Tưởng, mà lấy cả trăm mạng người để tạo ra sự cố, lưng y không gánh nổi tội danh cố ý giết người. Mấy năm qua số thợ mỏ ở mỏ khai thác An Đạt bị chết vô số kể, cũng có thể lấy bổ sung vào bằng vô số người chết từ các mỏ than khác, đến lúc đó mượn một đống xác chết ném xuống giếng. Sau đó cày mìn nổ một hầm mỏ đã bỏ đi, lại tổ chức một nhóm người nhà đến gây rối, là có thể thành chuyện lớn. Chỉ cần bỏ ra trên dưới 1-2 chục triệu là có thể bịt miệng mọi người, chỉ cần một mình Hạ Tưởng chẳng hay biết gì là được, chỉ cần khiến cho Hạ Tưởng bị tiếng xấu sau lưng, là đạt tới mục đích. 20 triệu có thể mua được tiền đồ của một chủ tịch tỉnh còn trẻ tuổi, tính thế nào cũng là một vụ kinh doanh có lời. Đang lúc Giang An tỉ mỉ thực hiện kế hoạch từng bước một, thì từ miệng Lôi Tiểu Minh biết được một tin tức không ngờ, lúc này Hạ Tưởng đang ở Tấn Dương, hơn nữa còn là âm thầm đến trước, cũng không biết ở sau lưng đã bố trí ra sao. Mặc kệ Hạ Tưởng bố trí thế nào, nếu hắn đã đến đây, cũng đừng nghĩ có thể trở về nguyên vẹn. Vừa lúc hiện tại Hạ Tưởng còn chưa chính thức lên đảm nhiệm, thân phận cá nhân này, tốt lắm, sẽ đưa Hạ Tưởng một phần quà lớn, cũng không xem như uy hiếp an toàn của chủ tịch tỉnh. Cơ hội tốt không thể bỏ qua. Giang An liền liên kết với Lôi Tiểu Minh bày kế, quyết định mời Trần Diễm ra tay, động thủ trước thời gian với Hạ Tưởng. Nhưng, không ngờ Trần Diễm chỉ để lại một câu trả lời ba phải, thế nào cũng được mà bước đi, khiến cho Giang An cảm thấy bất đắc dĩ. Trần Diễm không nói gì, làm sao bây giờ? Lôi Tiểu Minh hỏi. Lôi Tiểu Minh là người kế tục của Lôi Trị Học qua lại với Giang An, không chỉ bởi vì sự phá phách của Giang An mang đến cho y một thời kỳ mới và kích thích. Mà còn bởi vì kế hoạch trả thù nhằm vào Hạ Tưởng của Giang An, rất hợp khẩu vị của y, khiến y có một loại khoái cảm của trả thù. Lôi Tiểu Minh từ nhỏ đã được cho là một đứa trẻ ngoan, từ sau khi quen biết Giang An, bản tính phản nghịch và ý nghĩ xấu bên trong như bị ép phóng ra bên ngoài, tốc độ rơi xuống của y, khiến Lôi Trị Học hao tổn tâm trí hơn 20 mấy năm quản giáo, trong nháy mắt thành nước chảy bèo trôi. Trần Diễm không cự tuyệt, liền chứng minh còn có thể. Giang An cười ha hả. Chỉ cần nâng cao lợi ích, không sợ Trần Diễm không đáp ứng. Thời gian Lôi Tiểu Minh đến Tấn Dương cũng chưa lâu, trước kia vẫn du học ở nước ngoài, sau khi học xong ở Bắc Kinh trước. Tại Bắc Kinh sau khi quen biết Giang An, lại đúng lúc Hạ Tưởng sắp đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, y mới có hứng thú với Tấn Dương, nếu không y sẽ không đến Tấn Dương mà hít bụi than đá. Bởi vậy, y cũng không hiểu biết rõ ràng lắm về việc Trần Diễm có tiếng khen là chỉ cả ở Tấn Dương. Trần Diễm thực sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Lôi Tiểu Minh tiếp tục truy vấn. Có, bản lĩnh của Trần Diễm, so với trong tưởng tượng của cậu còn lớn hơn nhiều. Đừng thấy cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, nếu cậu cảm thấy cô ấy xinh đẹp mà dễ bắt nạt, thì liền sai 10 phần. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Xinh đẹp như hoa, lòng dạ như rắn rết. Trần Diễm bị Giang An hình dung là xinh đẹp như hoa, lòng dạ như rắn rết, lúc này đang thoải mái bước đi. Đã về đến nhà, là một nơi rất bình thường với 2 phòng, hơn nữa còn là một khu đô thị cũ, diện tích căn hộ nhiều lắm cũng chỉ hơn 60 m², bố cục căn hộ cũng rất đơn giản. Nếu nói dụng cụ gia đình đắt nhất bên trong căn hộ là cái gì, chính là bộ sofa màu trà bằng da thật trong phòng khách.
sofa bằng da thật rất mới, vừa chợt thấy, có vẻ không hợp với thiết kế căn hộ kiểu cũ, có vẻ rất đột ngột, giống vừa mới đem về vậy. Trần Diễm về nhà, tay chân nhanh nhẹn cởi quần áo, Trần Như Nhộng nhẹ nhàng đi tắm rửa. Hiện tại Tấn Dương còn chưa ấm áp đến mức có thể không mặc quần áo mà cảm thấy thoải mái, cô lại mở vòi nước ra, mặc cho nước lạnh chảy thẳng xuống mà kỳ cọ da thịt khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Có thể tắm trong nước lạnh ở nhiệt độ không khí hiện tại, tố chất thân thể của Trần Diễm quả thật hơn người. Sau khi tắm, cô tiện tay bó tóc hất ra sau đầu, chỉ quấn một cái khăn tắm, xoay người ngồi ở sofa, sửa móng chân móng tay, nhàn nhã, thoải mái, dường như vừa rồi không hề phát sinh cuộc đối thoại với Giang An và Lôi Tiểu Minh vậy. Sửa xong 10 đầu móng chân móng tay, cô đánh giá kỹ càng lại một lần, mới cảm thấy vừa lòng mà đứng lên, đi vài bước tại chỗ, giống như rất là thưởng thức tay nghề của chính mình vậy. Cởi bỏ khăn tắm định mặc áo ngủ, điện thoại đột ngột vang lên, trong sự yên ắng của ban đêm lúc gần 0 giờ, tiếng chuông điện thoại vang dội đến không ngờ. Trần Diễm hoảng hốt, nhẹ buông tay, khăn tắm liền rơi xuống trên mặt đất, lộ ra thân thể không có một vết sẹo lồi. Trần Diễm thản nhiên cười, lắc đầu, đơn giản cũng không tiếp tục mặc áo ngủ, cứ để mình Trần như vậy mà nghe điện thoại. Cô cũng biết, có thể vào lúc này gọi điện thoại tới nhà cô, cũng không có mấy người, người gọi điện, không phải là người ngoài. Alo. Giọng nói của Trần Diễm có hơi run một chút, không phải bởi vì khẩn trương và ngượng ngùng, mà là bởi vì cô thấy được dãy số. Điện thoại khuya như vậy, là có chuyện tốt hay việc vui việc lạ gì đây? Diễm Diễm, cậu ngoại trừ mỗi ngày nghĩ tới chuyện tốt việc vui và con đường dẫn tới thành công, thì còn có ý tưởng nào có ý nghĩa không? Trong điện thoại cũng là giọng nói của một cô gái, tiếng phổ thông có hơi hướng phát âm của người phía Nam, mềm mại và ngân nga. Tôi chưa từng nghĩ tới con đường dẫn tới thành công nào, con đường dẫn tới thành công như kiểu đàn ông theo đuổi người đẹp sao, như Lan, bảo cậu đó, nghe nói cậu đến Bắc Kinh. Chẳng lẽ nói rời xa nơi thương tâm, là có thể rời xa thương tâm được sao? Không sai, người gọi điện thoại cho Trần Diễm chính là Quý Như Lan. Quý Như Lan cười khẽ một tiếng. Thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình, có lẽ sẽ làm tầm mắt con người càng trống trải. Vẫn đợi ở lĩnh Nam. Cách trung tâm chính trị rất xa xôi. Cậu nha! Trần Diễm oán trách một tiếng. Vẫn ham thích chính trị như vậy, một phụ nữ, mạnh hơn như vậy để làm gì? Không phải cậu cũng giống thế sao? Tôi nghe nói cậu thăng cấp từ chị cả Tấn Dương lúc trước thành chị cả tỉnh Tây, cậu còn có tiếng tăm lớn hơn so với tôi nhiều, lại càng ham thích chính trị hơn so với tôi. Tôi không tính là người trong quan trường, nhiều lắm chính là một người tự do đứng bên cạnh quan trường thôi. Trần Diễm lúc này đã đoán được ý Quý Như Lan gọi điện tới, trước hết thay cô nói ra. Cậu gọi điện thoại tới, có phải vì chuyện của Hạ Tưởng hay không? Có thể coi là vậy. Tôi vừa mới gặp mặt Giang An và Lôi Tiểu Minh. Trần Diễm không giấu giếm chút nào chuyện cô bị Giang An và Lôi Tiểu Minh xúi giục. Điện thoại của cậu đến chậm một bước rồi. Á, Quý Như Lan kinh hãi. Cậu cùng với Giang An và Lôi Tiểu Minh đối phó Hạ Tưởng sao? Tôi có thể nói cho cậu biết, Diễm Diễm, nếu cậu làm gì bất lợi với Hạ Tưởng, tôi với cậu tuyệt giao. Xem cậu khẩn trương kìa, đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Trần Diễm cười khanh khách. Tôi vẫn chưa đồng ý với Giang An và Lôi Tiểu Minh. Quý Như Lan quan tâm quá liền bị loạn, nghĩ lại với sự khôn khéo của Trần Diễm, làm sao dễ dàng bị Giang An và Lôi Tiểu Minh lợi dụng, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi. Rốt cuộc cậu có thái độ gì? Còn chưa nghĩ ra, tôi muốn trước hết quan sát những gì Hạ Tưởng làm trong một khoảng thời gian, rồi mới quyết định là giúp anh ta hay là bôi đen anh ta. Trời gần sáng, Hạ Tưởng liền tỉnh dậy. Một trận mưa xuân đêm qua khiến không khí sáng sớm vô cùng tươi mát. Trong trang viên hạnh hoa, mưa xuân còn đọng lại trên cánh hoa hạnh, cảnh sắc vô cùng mê người. Hạ Tưởng vươn vai, chậm rãi đi vào trong sân, làm vài động tác thể dục, khi đang chuẩn bị chạy chậm vài bước, Đường Thiên Vân đã đến. Lãnh đạo, mấy cuộc gặp gỡ hôm nay bị hẹn lại sau rồi. Hẹn lại sau là việc đã nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, hành vi đầu cơ ngày hôm qua của Đông Phương Hiểu, khiến Lôi Trị Học đã biết có người khác ở Tấn Dương, Lôi Trị Học tất nhiên sẽ áp dụng phương sách phản ứng thích hợp. Tuy không làm ra chuyện ngu dốt là bố trí kiểm tra các khách sạn, nhưng cũng sẽ hành động để đề phòng hắn lén tiếp xúc với các lãnh đạo tỉnh ủy. Quả nhiên, Lôi Trị Học lấy danh nghĩa tổ chức hội nghị,
bố trí hạn chế lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy ra ngoài. Khiến cho bố cục thứ hai của Hạ Tưởng đã bị kiềm chế. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Đặt vé máy bay về Bắc Kinh. Thời điểm đến đây, Hạ Tưởng lái xe một mạch đến đây, không qua sân bay, không dễ dàng bị phía chính phủ nắm giữ hành tung. Hiện tại lại phải đặt vé máy bay về Bắc Kinh, Đường Thiên Vân trong chốc lát không thể đuổi kịp suy nghĩ của Hạ Tưởng. Lãnh đạo, đặt mấy vé? Hai vé, tôi một vé, cậu một vé. Hạ Tưởng cười ha hả. Đặt xong, cậu về Bắc Kinh trước, ngày mai tôi mới về. Đường Thiên Vân hiểu ra điều gì, bừng tỉnh ngộ mà cười. Hiểu rồi, lập tức đi làm ngay. Hạ Tưởng gật đầu nói. Chuyện khác làm đến đâu rồi? Đường Thiên Vân im lặng cười. Hết thảy đều thuận lợi, ngoại trừ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không tiếp ra, người khác, ý đồ đều rõ ràng. Phó Bí Thư Hạ là muốn dương đông kích tây, cố ý bài bố mê trận, khiến Lôi Trị Học nghĩ rằng Phó Bí Thư Hạ đã không thành công. Trên thực tế, Phó Bí Thư Hạ ở Tấn Dương tuy rằng bề ngoài chỉ tiếp xúc với Đồng Văn Vũ, Đông Phương Hiểu, nhưng đã âm thầm tiếp xúc với rất nhiều người. Đương nhiên, chuyện âm thầm là do hắn điều khiển một cách tỉ mỉ. Đường Thiên Vân tự đáy lòng khâm phục Phó Bí Thư Hạ còn chưa chính thức đến tỉnh Tây nhậm chức mà đã mở ra cục diện đầu tiên ở tỉnh Tây. Ở bề ngoài, sau khi Phó Bí Thư Hạ nhậm chức khẳng định là chủ tịch tỉnh yếu thế. Chưa đề cập tới Lôi Trị Học mạnh mẽ, cứng rắn, chính là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền cũng vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Hơn nữa nghe nói ông ta và Lôi Trị Học có quan hệ không bình thường, nói đúng hơn là, nếu Phó Bí Thư Hạ không phòng ngừa chu đáo, vừa lên đảm nhiệm, sẽ bị Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền liên kết dẫn đến mất quyền lực. Cũng may dưới sự bố cục tỉ mỉ của Phó Bí Thư Hạ, đến lúc đó cũng chưa biết hưu chết về tay ai. Đường Thiên Vân vừa nghĩ tới sắp trình diễn một loạt đọ sức cấp cao ở tỉnh Tây, anh ta không tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đường Thiên Vân vừa xoay người đi thì Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ đến báo cáo công tác. Báo cáo lãnh đạo, các bộ phận thế lực đen ở Tấn Dương không có gì khác thường. Khác với Đường Thiên Vân phụ trách lực lượng trực diện chính là, Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ phụ trách theo dõi hướng đi của thế lực đen ở Tấn Dương. Trong lòng Hạ Tưởng đã có tính toán. Thế lực đen Tấn Dương tuy rằng cũng vô cùng khổng lồ, nhưng khác với thế lực đen ác ở Dương Thành. Thế lực đen ác ở Dương Thành là thế lực đen ác chính cống, buôn lậu thuốc phiện, cưỡng bức làm nghề mại dâm, không chuyện ác nào không làm, còn thế lực đen Tấn Dương chủ yếu là do vệ sĩ chuyên nghiệp của các chủ mỏ than lớn nhỏ tạo thành, nửa trắng nửa đen, bình thường cũng có công tác chính thức nhưng có khi vì cướp đoạt địa bàn cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn, lấy nắm tay thu phục lòng người. Hơn nữa đại bộ phận vệ sĩ cá nhân của chủ mỏ than đều có chứng chỉ hành nghề chính quy. Tuy nhiên, ở trong nước bất luận là vệ sĩ gì cũng không cho phép đeo súng, nhưng gần như tất cả vệ sĩ của chủ mỏ than đều đeo thực súng thật đạn thật, cũng có đồ giả. Một số chủ mỏ than lớn có số vệ sĩ cá nhân lên tới hơn mấy chục người là nói không khoa trương chút nào, đã hình thành đội quân tư nhân có tính chất vũ trang. Nói cách khác, chính là vũ trang phi pháp. Chính phủ và cơ quan công an trên cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt đối với chuyện này, có khi tranh giành giữa chủ mỏ than, lên tới nông nỗi giải quyết bằng bạo lực, cơ quan công an cũng sẽ không tham gia. Hiện trạng như thế, cũng không có cách nào, quản cũng không quản tới được. Quan trọng chính là, chủ mỏ than đều có muôn vàn gút mắc lợi ích với cơ quan công an. Hạ Tưởng chỉ gọi là thế lực đen mà không gọi là thế lực đen ác, chính là để lại một con đường. Đội vệ sĩ tư nhân tuy rằng lớn mạnh, mặc dù có khi cũng là nhân tố gây bất ổn xã hội, nhưng cũng có giá trị tồn tại tất yếu, đại bộ phận thời gian coi như tuân thủ kỷ cương pháp luật, ngẫu nhiên có xung đột, cũng khống chế ở trong phạm vi nhất định. Nhưng không thể phớt lờ, hơn nữa tương đối mà nói, Hạ Tưởng mới đến, khó tránh khỏi sẽ không bị người có tâm lợi dụng đội vệ sĩ tư nhân, khiến Hạ Tưởng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng là băn khoăn khiến Hạ Tưởng muốn mang Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ đến Tấn Dương. Đội vệ sĩ tư nhân không có gì khác thường, Hạ Tưởng liền hơi chút thả lỏng tâm tình, hắn cũng không muốn vừa lên đảm nhiệm liền đứng ở mặt đối lập với chủ mỏ than. Ở trước khi chưa hoàn thành chuyển đổi hình thức kết cấu kinh tế, công tác của chính phủ còn rất nhiều chỗ cần chủ mỏ than ủng hộ. Tuy nhiên đội vệ sĩ tư nhân tạm thời không có gì khác thường không có nghĩa là về sau sẽ không có khác thường. Cũng không có nghĩa là Giang An và Lôi Tiểu Minh không có gì khác thường. Hạ Tưởng lo nghĩ, hỏi. Có biết hướng đi của Giang An và Lôi Tiểu Minh hay không? Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ cùng nhau lắc đầu. Không có,
lực lượng không đủ, nhân sự quá ít, không có biện pháp truy được hành tung tung của Giang An và Lôi Tiểu Minh. Tiêu Ngũ bổ sung, chủ yếu là lực lượng vệ sĩ của Giang An quá hùng mạnh, chúng ta lại không quen thuộc với Tấn Dương. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu được Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ mới tới Tấn Dương bó tay bó chân, mới đến có thể bố cục đến trình độ hiện tại, đã là vô cùng giỏi rồi, hắn còn nói thêm. Tiếp tục đi sâu điều tra thực lực kinh tế thực sự của mỏ khai thác An Đạt, tôi muốn một con số xác thực, một con số có thể thu mua hoặc là sáp nhập mỏ khai thác An Đạt. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ hiện tại xem như toàn tài, trên cơ bản mặt kinh tế và mặt thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, hai người đều có thể ứng phó được. Nga Ni Trần vừa nghe lời nói của Hạ Tưởng, giật mình không nhỏ. Lãnh đạo, chẳng lẽ muốn nuốt mỏ khai thác An Đạt sao? Hạ Tưởng cười mà không nói, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nga Ni Trần lĩnh ngộ được, cười ha hả. Nếu khống chế được mấy mỏ than và nhà máy điện của tỉnh Tây vào trong tay, giai đoạn thứ ba của kế hoạch lớn khống chế các sản nghiệp nguồn năng lượng, có thể bố trí trước thời hạn. Sau khi Đường Thiên Vân, Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ đi, Hạ Tưởng mới mở điện thoại di động ra. Vừa mới khởi động máy, liền nhận được điện thoại của Đông Phương Hiểu. Có thể thấy được Đông Phương Hiểu vẫn luôn cố gắng gọi đến điện thoại di động của hắn. Phó Bí Thư Hạ, làm tôi lo lắng muốn chết, ngài ở đâu vậy? Giọng nói của Đông Phương Hiểu cung kính hơn nhiều, còn có một ý thân thiết giả tạo rõ ràng. Tôi đang chuẩn bị về Bắc Kinh, cảm ơn trưởng ban Đông Phương đã quan tâm, tối hôm qua bất chợt lại nảy sinh ý tưởng đổi sang một khách sạn yên lặng. Hạ Tưởng ôn hòa trả lời một câu. Quay về sao? Đông Phương Hiểu hơi giật mình, trong lòng khó hiểu Phó Bí Thư Hạ mới đến một ngày, làm sao lại vội vã về Bắc Kinh, cách ngày chính thức nhậm chức còn có hơn 2 ngày, hoàn toàn có thể ở lại Tấn Dương một ngày. Chẳng lẽ nói Phó Bí Thư Hạ đã hoàn thành bố cục đầu tiên, nghĩ như vậy, tâm trạng của cô liền càng bức thiết. Phó Bí Thư Hạ, tôi đưa ngài đi. Không cần phiền tới cô. Hạ Tưởng cũng không phải là thực sự đi, chỉ có điều cố ý truyền ra tin tức mà thôi, hơn nữa hắn cũng có ý muốn đánh giá lại Đông Phương Hiểu. Tôi còn có chuyện phải xử lý, cũng không tiện lắm. Lòng Đông Phương Hiểu trầm xuống, muốn lại thể hiện một chút nhiệt tình, rồi lại không thể nói ra, lo nghĩ. Cảm thấy hay là báo cáo một chút động thái ở tỉnh ủy để tỏ vẻ có thành ý, liền nói. Cũng được, vậy chúc Phó Bí Thư Hạ thuận buồm xuôi gió. Cũng đúng lúc Bí Thư Lôi mời họp hội nghị thường vụ, yêu cầu tất cả ủy viên thường vụ đều ở tỉnh ủy chờ thông báo, cho dù tôi nghĩ đưa Phó Bí Thư Hạ đi, sợ là cũng không đi ra được. Buông điện thoại, Hạ Tưởng cười ha hả, Đông Phương Hiểu kín đáo ám chỉ với hắn sách lược đối phó của Lôi Trị Học, tuy rằng hắn đã biết từ lâu. Nhưng là thể hiện Đông Phương Hiểu đã có thay đổi. Chỉ mong Đông Phương Hiểu có thể kiên định lập trường, không bị lay động. Tỉnh ủy. Buông điện thoại với Hạ Tưởng, Đông Phương Hiểu đi qua đi lại vài bước ở trong phòng, tâm trạng bực bội khác thường. Hiện tại tình thế đã vô cùng rõ ràng, Lôi Trị Học hạn chế ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra ngoài, mục đích chính là vì ngăn cản ủy viên thường vụ khác giống như cô lén gặp Hạ Tưởng, để tránh cho Hạ Tưởng hoàn thành bố cục trước thời hạn. Tuy rằng thủ pháp rất thẳng thừng, thô bạo, nhưng bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1, có quyền lực trói buộc từng vị lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn nữa lý do của Lôi Trị Học lại rất đầy đủ, là vì truyền đạt tinh thần chỉ thị của Trung ương, vì thống nhất nhận thức, mời họp một lần hội nghị quan trọng vì nghênh đón Hạ Tưởng đến nhận chức. Đều là cô nhất thời hồ đồ gây ra họa, nếu không phải cô có tâm tư đầu cơ trục lợi, nếu không phải cô mật báo với Lôi Trị Học, Lôi Trị Học làm sao có thể nghĩ ra biện pháp phản kích Hạ Tưởng. Một bước sai, bước tiếp theo cũng sẽ sai, hiện tại Hạ Tưởng càng lạnh nhạt hơn đối với cô, khiến cô gần như thấy không rõ phương hướng. Làm sao bây giờ, Đông Phương Hiểu vốn định lại gọi điện thoại cho Diệp Thiên Nam, nghĩ lại hay là thôi đi, mọi chuyện đều đi thỉnh giáo Diệp Thiên Nam, cũng có vẻ cô rất không có năng lực. Đột nhiên, Đông Phương Hiểu trước mắt sáng ngời, nhớ tới một điểm đột phá nhất, chính là Trần Diễm. Trần Diễm trẻ tuổi xinh đẹp, nhân nghĩa. Chị cả của Tấn Dương Trần Diễm, từng đảm nhiệm phó chủ tịch quận, phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc đương nhiệm Trần Diễm, tuyệt đối là một điểm tựa tuyệt hảo. Trong thời gian cô ở đảm nhiệm phó chủ tịch quận, phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc chưa bao giờ đi làm một ngày, lại từ đầu đến cuối ngồi ăn không, mười mấy năm qua, ít nhất cũng ăn không hơn 100.000 tiền lương từ tài chính quốc gia. Hơn 100.000 không phải là gì lớn, không đáng kinh động nhiều người, nhưng sau lưng việc Trần Diễm ăn không lương,
cùng với việc cô có thể đảm nhiệm Phó Chủ tịch quận và Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, liên lụy tới không phải một người, mà là rất nhiều nhân vật quan trọng. Đúng, liền bắt tay vào Từ Trần Diễm. Tin tưởng cô tung ra một viên đạn thật lớn, Phó Bí Thư Hạ khẳng định có thể một tay đón được, sau đó dựa theo thế mà đánh ra lực, từ đó làm tan rã Lôi Trị Học nắm tỉnh ủy tỉnh Tây kín không một kẽ hở trong tay. Đông Phương Hiểu lập tức cầm lấy điện thoại. Tiểu Ngô, đến văn phòng tôi một chuyến. Ngô Khải 30 tuổi là thư ký của Đông Phương Hiểu, cũng là thân tín cô tín nhiệm nhất. Tiểu Ngô, có một chuyện, cần cậu tự mình xử lý một chút. Đông Phương Hiểu còn chỉ bảo nghiêm túc. Cần phải cam đoan không làm sai. Ngô Khải lập tức trở nên nghiêm túc. Dạ, tôi nhớ kỹ rồi. Buổi chiều, tin tức thứ nhất đột nhiên xuất hiện trên. Số lượng từ của tin tức cũng không nhiều, chỉ có trên dưới 100 chữ, tin tức lộ ra cũng không kinh người, chỉ là một vị nữ phó chủ tịch quận mười mấy năm làm việc ăn xén của công, nhưng trong đó đã có một câu ám chỉ rõ ràng, ngay lập tức khiến tin tức bùng nổ trên. Nghe nói, nữ phó chủ tịch quận là tình nhân của một vị quan lớn tỉnh ủy. Đông Phương Hiểu cũng không ý thức được chính là, sự kiện cô châm ngòi không phải một viên đạn thật lớn, mà là một quả bom tấn uy lực thật lớn. Ngay từ đầu, Lôi Trị Học cũng không có làm việc gì lớn, hơn nữa ông ấy vừa qua khá vội vàng, không lên mạng, còn Trần Hạo cũng không báo cáo với ông ấy kịp thời, khi ông ấy biết, tình hình đã náo loạn. Trần Hạo cũng thiếu sót, kỳ thực cũng không thể trách y thiếu sót, mà là bên ban tuyên truyền cũng không báo cáo ông ấy sớm, y thân là thư ký đứng đầu tỉnh ủy, cũng không thể luôn luôn canh giữ máy vi tính hơn nữa vì đảm nhiệm việc nghênh đón Hạ Tưởng, Lôi Trị Học yêu cầu làm rầm rộ sôi nổi. Đề nghị trên dưới tỉnh ủy nắm bắt việc tiếp đãi như một nhiệm vụ dự án chính trị, hầu như sự chú ý của toàn bộ lãnh đạo trong tỉnh ủy đều đặt lên việc Hạ Tưởng đến nhận chức. Kết quả, liền xảy ra một việc bất trắc không lớn không nhỏ, hoặc có thể, lỗ hỏng. Công tác tuyên truyền ở tỉnh Tây thời gian qua vô cùng quan trọng, nguyên nhân cá nhân không cần phải nói ra, trưởng ban tuyên giáo Đông Phương Hiểu xếp hạng ở mấy vị trí đầu của bộ máy ở tỉnh ủy. Tuy rằng cô bị Lôi Trị Học áp chế không thở nổi. Nhưng khía cạnh khác mà nói, Lôi Trị Học cũng quả thực vô cùng quan tâm đến ban tuyên giáo, luôn mãi chỉ thị, ban tuyên giáo không thể xảy ra vấn đề, ai bôi nhọ mặt tỉnh Tây, y sẽ bôi nhọ mặt họ. Cũng là bởi vì, Lôi Trị Học nắm công tác tuyên truyền thật sự rất suýt sao, khiến cho Đông Phương Hiểu có cảm giác bị đoạt mất quyền lực. Lôi Trị Học khi biết được tin tức, đã xuất hiện xu thế trần lan, muốn ngăn chặn truyền bá tin tức đã không thể. Y đột nhiên giận dữ, lúc này tìm đến Đông Phương Hiểu giáp mặt hỏi tội. Trưởng ban Đông Phương, ban tuyên giáo sao mà không có chút khống chế gì hết. Trước giờ đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm để xảy ra chuyện như vậy, là đã bôi nhọ mặt tỉnh Tây. Lôi Trị Học kỳ thực cũng không phải vì tình hình hết sức náo loạn, trên thực tế, y lúc này cũng không ý thức được sự kiện Trần Diễm là chuyện lớn, mạng huyên náo cũng sẽ không kịp diệt trừ tận gốc, cuối cùng tìm đại một lý do bình ổn dân chúng. Y sở dĩ tức giận, chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn mượn cơ hội áp chế Đông Phương Hiểu. Lần trước Đông Phương Hiểu mật báo, Lôi Trị Học nhất quyết cho rằng Đông Phương Hiểu chính là phối hợp đóng kịch với Hạ Tưởng, chính là cố tình mách lẻo y. Nhưng Lôi Trị Học lại tuyệt đối không ngờ, chuyện Đông Phương Hiểu mật báo, thật đúng là không phải phối hợp đóng kịch với Hạ Tưởng, nhưng sự kiện Trần Diễm, cũng là Đông Phương Hiểu cố tình can dự vào. Hiện tại Trung ương đang quan tâm chặt chẽ đến tình hình ở tỉnh Tây, náo loạn như vậy, sẽ làm lãnh đạo Trung ương nhìn chế độ dùng người của tỉnh Tây thế nào. Đồng chí Đông Phương Hiểu, cô làm công tác tuyên truyền cũng một thời gian không ngắn, sao không có một chút cảm giác bức bách và sứ mệnh. Lôi Trị Học không nể mặt phê bình Đông Phương Hiểu một trận, khiến Đông Phương Hiểu cảm thấy trên mặt không còn chút sáng, nhưng cô biết rõ tình Lôi Trị Học nói 102, khi ông ấy giáo huấn người, lại không thể phản bác, đành phải nhịn. Nhanh chóng thay đổi. Cũng may sự tình là cô cố ý can dự vào, bề ngoài nhịn, trong lòng cũng đắc chí. Sự tình Trần Diễm nếu ban đầu sôi nổi, Lôi Trị Học cũng đừng mong dễ chịu, sự yên lặng bình tĩnh khiến ông ấy như mũi nhọn ở lưng. Cho nên cứ để Lôi Trị Học tỏ uy phong, sớm muộn gì cũng có lúc ông ấy dễ chịu. Từ văn phòng của Lôi Trị Học đi ra, Đông Phương Hiểu đã lấy lại bình tĩnh, không phải vì Lôi Trị Học tức giận nổi trận lôi đình mà làm hỏng tâm tình, trái lại. Cơn tức giận của Lôi Trị Học càng cao, cô càng cảm thấy sự việc thật sự làm rất tốt. Nhưng cô chỉ là mồi lửa mới nhen nhóm, hướng đi cuối cùng của sự việc và uy lực dẫn nổ bao lớn, không nằm trong tay cô ta, mà nằm trong tay Hạ Tưởng, cô cũng rất cần báo cáo cho Hạ Tưởng một chút.
cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Tưởng, nhớ tới liền tắt điện thoại. Đông Phương Hiểu bỗng nhớ tới Hạ Tưởng hẳn là đã lên máy bay, liền lắc đầu cười, thật là vớ vẩn. Lo nghĩ, liền gửi tin nhắn cho Hạ Tưởng. Xin Phó Bí Thư Hạ đặc biệt chú ý đến chuyện Phó Chủ tịch quận chặn. Có nội tình bên trong. Như Lôi Chỉ Học đã dự liệu, sự kiện Trần Diễm trên mạng xôn xao, trên thực tế cũng không khiến lãnh đạo Trung ương chú ý. Chỉ cần không có lãnh đạo Trung ương nào hỏi đến việc này, sự việc có thể chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, kết quả cuối cùng chính là không giải quyết được gì. Nhưng để đảm bảo, ông ấy vẫn gọi điện thoại về Bắc Kinh, khiến cho quan hệ phía Bắc Kinh ngăn chặn phóng viên tham dự chuyện này, không cho tham gia sự kiện Trần Diễm. Sau khi giải quyết xong hậu quả, Lôi Chỉ Học cảm thấy nhẹ người, hơn nữa buổi chiều nhận được tin tức, nói là Đường Thiên Vân đặt mua 2 vé máy bay, dù chưa rõ có phải Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân cùng đi hay không, nhưng trên cơ bản có thể nhận định Hạ Tưởng hơn phân nửa sẽ đi khỏi Tấn Dương. Ngẫm lại Hạ Tưởng vô cùng nham hiểm lặng lẽ đi tới Tấn Dương, mối không chào hỏi ông ấy còn chưa tính, vẫn chưa đảm nhiệm chức vụ đã nghĩ đến chuyện bới móc chân tướng của ông ấy, thật sự lòng sâu khó dò. Cũng may Hạ Tưởng đến không một chuyến, không được gì mà trở về, cũng khiến ông ấy rất là vui mừng. Về phần Đông Phương Hiểu dựa vào Hạ Tưởng, ông ta căn bản không xem Đông Phương Hiểu là chuyện lớn, sẽ không để lại trong lòng. Vừa nghĩ tới Hạ Tưởng lén lút đến đây, cuối cùng lại hai bàn tay trắng rời đi, sự yên lặng vô cùng chán nản và thảm hại, tâm tình ông ta cũng tốt hơn. Nên xem như là thắng một ván nhỏ, Lôi Chỉ Học trong lòng cười lạnh, ông ấy đến tỉnh Tây sớm hơn Hạ Tưởng vài năm, lại là nhân vật số 1, Hạ Tưởng tới trễ, lại là nhân vật số 2, còn muốn chở người hát mừng. Nằm mơ giữa ban ngày. Lãnh đạo, Trần Hạo gõ cửa đi vào. Đường Thiên Vân mua 2 vé máy bay, không phải dùng tên Hạ Tưởng và anh ta để đăng ký, mà là một người khác không quan hệ. Ồ, tâm trạng tốt của Lôi Chỉ Học bị quét sạch, nheo mắt, thong thả ung dung hỏi han. Nói như vậy, Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân Dương Đông kích Tây, còn chưa rời khỏi Tấn Dương. Có rời khỏi hay không không dám khẳng định, nhưng chắc không có đi máy bay. Ánh mắt Trần Hạo nháy nhanh vài cái. Tuy nhiên tôi vừa mới để ý một chút, trên cơ bản lãnh đạo tỉnh ủy chủ yếu đều còn tại văn phòng, không có xã giao gì. Lôi Chỉ Học cũng biết cho dù ông ta là bí thư tỉnh ủy, cũng không thể đề phòng tất cả mọi thường ủy tỉnh ủy giống như đề phòng trộm. Ông ấy lấy danh nghĩa mở cuộc họp trói buộc các ủy viên thường vụ không được rời khỏi trụ sở tỉnh ủy, cũng thật là có họp hành, mà không phải là náo loạn vô lý, lại càng không hoàn toàn vì đề phòng Hạ Tưởng lén lút tiếp xúc với ủy viên thường ủy nào đó. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu phần tư lợi. Kỳ thực sau khi Hạ Tưởng chính thức đảm nhiệm chức vụ, ủy viên thường ủy nào đến gần hoặc là lén lút quan hệ qua lại, ông ấy cho dù biết rõ, cũng không thể biểu lộ không vừa lòng ra mặt. Sự khoan dung độ lượng của bí thư tỉnh ủy còn phải gìn giữ ở ngoài mặt. Nhưng thật sự là vì hành động lén lút đến Tấn Dương của Hạ Tưởng, mà trói buộc hành động của thường ủy, cũng có yếu tố giận hờn bên trong. Hạ Tưởng thật là xảo quyệt, chẳng lẽ nói một suy nghĩ trong đầu Lôi Chỉ Học chợt lóe lên, chẳng lẽ nói sự kiện Trần Diễm là bút tích của Hạ Tưởng. Tuy nhiên nghĩ lại, ông ấy cũng biết sự tình không thể có bóng dáng của Hạ Tưởng bên trong, ngay cả Trần Diễm là ai Hạ Tưởng cũng không biết. Nếu hắn có thể mượn Trần Diễm làm điểm tựa mở ra cục diện, hắn thật không phải người, mà là thần thánh. Về phần Hạ Tưởng vì sao lại im lặng đi tới Tấn Dương, Lôi Chỉ Học nghĩ là, Hạ Tưởng đơn giản là muốn sớm mở ra cục diện ở tỉnh Tây, muốn cải cách nguồn tài nguyên kinh tế làm thí điểm, tạo thành chiến tích của chủ tịch tỉnh. Lực lượng Hạ Tưởng có thể nhờ và thật không nhiều, chẳng qua chỉ có thế lực còn sót lại của Hình Đoan Đài, Lộ Uyên Nguyên và Tào Vĩnh Quốc. Thế lực còn sót lại của 3 người Hình Đoan Đài, Lôi Chỉ Học lại càng tự tin mà cho rằng, từ 2 năm trước, thế lực sót lại của 3 người đã không nên trò trống, cho dù có nhiều cá lọt lưới, cũng bị bên cạnh hóa nhiều năm, muốn trở về vũ đài chính trị, dựa vào một chủ tịch tỉnh không có bao nhiêu quyền nhân sự sao. Khi rảnh rỗi suy ngẫm còn tạm được, xem như một loại ký thác tinh thần cũng không có khả năng. Tổng hợp phân tích, Hạ Tưởng là ngôi sao chính trị trong tương lai, nhiệm ký tỉnh Tây. Không ngoài dữ liệu cuối cùng sẽ lấy chiến tích trung bình kết thúc. Lôi Chỉ Học cũng không hề muốn một côn đánh chết Hạ Tưởng, ông ấy chỉ cần lúc Hạ Tưởng chạy trốn, thoáng cái trói buộc tay chân Hạ Tưởng là được, không cho hắn chạy trốn quá nhanh. Mặc Hạ Tưởng muốn dở trò gì, có đi hay không, Hạ Tưởng muốn chơi trò bịp bợm gì, ông ấy không hầu, Lôi Chỉ Học tự tin tràn đầy, khoát tay dặn dò. Mặc kệ, bắt đầu từ giờ,
không cần quan tâm đến hướng đi của Phó Bí Thư Hạ nữa, còn có rất nhiều chuyện đại sự phải làm. Trần Hạo xuống phía dưới sắp xếp, vì để nghênh đón đồng chí Hạ Tưởng chính thức đảm nhiệm chức vụ, giờ phải huy động triệu tập cuộc họp lớn. Vâng, lãnh đạo. Trần Hạo kính cẩn mà khom lưng, y rất thích thần thái tự tin tràn đầy của Lôi Trị Học, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần ở trong nước thì không có việc gì không giải quyết được. Theo lãnh đạo như vậy, y còn gì lo ngại đến tiền đồ phía trước nào? Lôi Trị Học nếu biết sự tự tin của ông ấy suýt nữa làm hại ông ta đại bại, nếu biết sự kiện Trần Diễm cuối cùng sẽ nổi lên nhiều sóng gió, ông ấy nhất định cười không nổi. Trước không nói đến ảnh hưởng lâu dài, chỉ nói chuyện trước mắt. Nếu Lôi Trị Học biết thực ra khi sự kiện Trần Diễm trên mạng xôn xao vào buổi chiều, Hạ Tưởng quyết định để cho Đường Thiên Vân không đi Bắc Kinh, ở lại chờ lệnh, cũng đủ thay đổi lộ trình lần nữa, từ đó đoạt trước tiên cơ, ông ấy chắc chắn hối tiếc không kịp. Lúc đó, Lôi Trị Học đang chuẩn bị mở cuộc họp. Nếu để Lôi Trị Học biết khi ông ấy trên cao nhìn xuống phê bình Đông Phương Hiểu, Hạ Tưởng đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ở Tấn Dương, gặp được tất cả người muốn gặp, nói không chừng ông ấy sẽ để mất thái độ nho nhã, mà tức giận đến mức bại hoại. Mà trên thực tế Lôi Trị Học càng không biết chính là, thực ra Hạ Tưởng đã nhạy bén phát hiện sau lưng sự kiện Trần Diễm có thể dẫn phát chấn động trong quan trường tỉnh Tây, liền quyết định nhúng tay vào sự kiện Trần Diễm. Độ mẫn cảm chính trị của Hạ Tưởng so với trong tưởng tượng của Đông Phương Hiểu còn cao hơn nhiều, mặc dù hắn lúc này cũng không biết Trần Diễm là người ra sao. Hạ Tưởng để Đường Thiên Vân ở lại, là bởi vì Đường Thiên Vân trên đường ra sân bay, gặp điều bất ngờ. Bất ngờ không lớn, dường như hoàn toàn không liên can tới việc phá cục của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, nhưng diễn biến sự việc, thường ngoài ý muốn của mọi người. Đường Thiên Vân trên đường gặp một cụ già chặn đường kêu oan. Đường Thiên Vân mặc dù là thư ký thứ hai ở tỉnh Tây trong tương lai, nhưng bây giờ vẫn chưa phải, anh ta cũng vốn không có tư cách xen vào chuyện của người khác. Thế mà khi đi ngang qua, bị cụ già ngã xuống nằm dưới bánh xe của anh ta, nhìn thấy cụ già tóc trắng xóa không còn sức mà ngã gục ở đây, anh không đành lòng, xuống xe giúp cụ già. Vừa đỡ dậy, liền lộ ra một đại án kinh thiên. Cộng thêm sự kiện Trần Diễm, lần này đến Tấn Dương, chuyến đi này của Hạ Tưởng không tệ. Tỉnh Tây yên lặng đã lâu, theo đà Hạ Tưởng sắp chính thức đảm nhiệm chức vụ, mà khơi dậy một trận gió lốc. Ô tô trên đường lao nhanh, từ Tấn Dương thẳng đến thành phố Yến. Nửa đêm, trên đường cao tốc xe cộ không nhiều lắm, nhưng để an toàn, ô tô vẫn giữ tốc độ trong vòng 100 km/h. Mặc dù được mệnh danh là xe Việt giã Volvo an toàn nhất, tuy nhiên dưới tình hình siêu tốc nói an toàn, thì giống như rời khỏi tự do phê bình đi ca ngợi duy tâm vậy, mất đi ý nghĩa công chính. Nếu như không được tự do góp ý, thì chỉ ca ngợi thì không có ý nghĩa, mất đi quyền lực giám sát nếu không nảy sinh hủ bại, thì giống việc đợi thịt tươi không đông lạnh không bị hư thối, là ước muốn tốt đẹp nhưng không thực tế. Nếu cho Hạ Tưởng hình dung, rời khỏi an toàn để đàm luận về điều khiển và động lực của một chiếc xe, là ảo tưởng. Không có an toàn làm điều kiện tiên quyết, động lực càng mạnh thì khoảng cách đến cái chết càng gần, không có sự an toàn làm bảo đảm, điều khiển có tốt đến mấy thì được gì. Ô tô là phương tiện giao thông, tốc độ chạy nhanh, bảo vệ hành khách an toàn là quan trọng nhất. Quốc gia phải bảo vệ nhân thân công dân an toàn như một nguyên tắc, củng cố mục đích quốc gia chính là vì để dân chúng có cảm giác an toàn. Nếu quốc gia không thể bảo vệ an toàn tài sản, sinh mạng công dân, lòng yêu nước còn đâu? Cụ thể đến chính quyền địa phương, rõ ràng với tư cách cơ quan công an và chính trị pháp luật, càng nên vì dân chờ lệnh, xác lập công chính, đả kích thế lực đen tối ác độc. Mà không phải ăn hối lộ làm trái pháp luật, đến nỗi tự bản thân là thế lực đen ác khoác lên người cái mác cảnh sát. Hạ Tưởng nay đến Tấn Dương, tất cả vốn suôn sẻ, trong lòng cũng rất tốt, nhưng sau khi Đường Thiên Vân nâng dậy một cụ già, sau đó cụ già khóc kể gặp chuyện bất công, tấm trạng tốt của hắn phút chốc không còn nữa, thay vào đó chính là lửa giận ngút trời. Hạ Tưởng tức giận không thể kìm nén, lửa giận tận trời. Sở dĩ trong đêm trở về thành phố Yến. Từ thành phố Yến quay lại Bắc Kinh, thứ nhất là bởi vì ngày mốt sẽ chính thức nhậm chức, ngày mai còn phải đến ban tổ chức trung ương làm trình tự sau cùng. Thứ hai là hắn quyết định đưa cụ già cùng về Bắc Kinh, thu xếp cho cụ già ở Bắc Kinh chờ hắn tra rõ chân tướng toàn bộ sự việc sau đó sẽ lấy lại công đạo cho cụ già. Đợi sau khi lấy lại chính nghĩa sẽ cho cụ già quay lại Tấn Dương. Để tránh sau khi hắn nhúng tay vào sự kiện, có người hăm dọa cụ già, uy hiếp đến nỗi ngầm hạ độc thủ. Hạ Tưởng ngồi ở sau xe,
Đường Thiên Vân ngồi ở trước xe không phải lái phụ, mà là ở vị trí lái xe. Hôm nay Đường Thiên Vân chủ động lái xe thay cho tài xế, là bởi vì có một số việc không thể để tài xế nghe được, cũng bởi vì trên xe còn có Phó Tiên Tiên. Tuy rằng lái xe hơi mệt nhưng có thể được lãnh đạo tín nhiệm như thế, Đường Thiên Vân có mệt cũng vui vẻ. Có thể nói lần này hành trình đến Tấn Dương khiến cho địa vị của anh ta trong suy nghĩ của Hạ Tưởng càng có thêm trọng lượng. Cụ già họ Lý ngồi ở sau xe. Phó Tiên Tiên đi cùng Hạ Tưởng cùng về Bắc Kinh, tuy là nửa đêm, nhưng cô không có một chút khó chịu, vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, nhìn chăm chú vào bóng đêm ngoài cửa sổ, mặc dù bên ngoài một mảng tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Bên trong xe nhất thời trầm lặng, Phó Tiên Tiên liền phá vỡ sự yên lặng. Tôi cuối cùng cảm thấy kế hoạch của Phó Tiên Phong không thể được, hơi có chút liều lĩnh quá, hơn nữa nhà họ Phó cũng không có thực lực lớn như vậy. Phó Tiên Tiên đột nhiên xuất hiện ở Tấn Dương, cũng không phải chỉ vì tâm trạng nhất thời chơi đùa quá trớn muốn theo Hạ Tưởng, cô cũng có việc chính sự phải làm. Phó Tiên Tiên cố ý tranh giành quyền lợi của ngành công nghiệp năng lượng ở tỉnh Tây, muốn bắt tay vào ngành than đá, sẽ từng bước thâm nhập vào ngành công nghiệp điện lực và sắt thép, nhờ Phó Tiên Tiên nói giúp, thăm dò ý tứ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiện tại đã là tôn sư chủ tịch tỉnh, hơn nữa Hạ Tưởng lại được công nhận là năng lực nòng cốt của thế lực gia tộc, Phó Tiên Phong cũng phải tôn trọng ba phần. Nếu trước đây, gã ta quyết định một việc, chỉ cần nói qua với Hạ Tưởng là được, nhưng hiện tại gã ta phải lắng nghe ý kiến của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng gật đầu, gã ta mới có thể bắt đầu thực hiện. Phó Tiên Tiên cũng không ủng hộ ý tưởng của Phó Tiên Phong, cô cho rằng Hạ Tưởng cũng sẽ không tán thành, không ngờ sau khi Hạ Tưởng nghe xong, chỉ trầm ngâm một lát, lại hoàn toàn đồng ý. Về phần Phó Tiên Tiên gọi thẳng đại danh của Phó Tiên Phong, Đường Thiên Vân cũng tạm thời nghe theo, tuy rằng hơi ngạc nhiên, cũng sẽ không biểu lộ ra. Anh ta đối với việc Hạ Tưởng cho phép nhà họ Phó nhúng tay vào ngành than ở tỉnh Tây, ít nhiều đoán được dụng ý của Hạ Tưởng, là muốn mượn thế lực bên ngoài và lực lượng tài chính. Hơn nữa sau khi Hạ Tưởng nắm quyền, ra tay từ trong nội bộ, trong ngoài phối hợp, mới có thể một lần phá vỡ hiện trạng ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Nhà họ Phó cho dù có đủ thực lực, muốn nuốt hoàn toàn ngành công nghiệp năng lượng ở tỉnh Tây cũng không thể, cho dù nhà họ Phó có hàng trăm triệu đô la Mỹ, cũng không thể phá tan trận tuyến. Tuy nhiên mặc dù không thể thôn tính, nhưng có thể từng bước xâm chiếm. Nhà họ Phó cũng không có đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, Liên Nhược Hạ mới có. Với kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng, sẽ nắm trong tay sản nghiệp năng lượng, cũng là một kỳ tích vĩ đại. Nhưng cho dù có hàng trăm triệu đô la Mỹ, cũng không có khả năng đánh thẳng một mạch, có thể quét sạch sản nghiệp năng lượng ở tỉnh Tây, ở trong nước, không có sự can thiệp của thế lực chính trị, tư bản cũng sẽ không nổi sóng gió được. Không hiểu tính chất đặc thù của chính trị trong nước, trước đó vài ngày một số chùm tài chính nước Mỹ vào nước muốn vớt một vố, kết quả cũng là tay trắng mà về. Hạ Tưởng vốn cố ý mượn 5% cổ phần ngành khai thác mỏ An Đạt trong tay Nga Ni Trần, can dự vào bên trong tổ chức khai thác mỏ An Đạt, chờ hắn mở rộng cục diện ở tỉnh Tây, sẽ để Liên Nhược Hạm nắm giữ cổ phần lớn, nhân tiện xâm nhập vào sản nghiệp năng lượng ở tỉnh Tây, từng bước khống chế cổ phần đến khi đạt tới mục đích cuối cùng. Nhưng nếu tầm nhìn của Phó Tiên Phong nhìn trúng tiền đồ lâu dài của sản nghiệp năng lượng, như vậy để nhà họ Phó làm bia ngắm thu hút tầm nhìn khắp nơi, để Liên Nhược Hạm ẩn nấp sau lưng nhà họ Phó, im lặng ra tay, cười tới sau cùng. Phó Tiên Phong tin tưởng hoàn toàn, mà Hạ Tưởng cũng có thái độ ủng hộ, Phó Tiên Tiên lại không quá vui vẻ, lầm bầm một câu. Sao các anh đều cảm thấy hứng thú với than đá ở tỉnh Tây thế? Đen tuyền, lại vừa bẩn vừa ô nhiễm, tốt tốt, muốn làm chủ mỏ than thế sao? Chủ mỏ than đều là nhà giàu mới nổi. Hạ Tưởng cười. Hiện tại là thời kỳ của tư bản, cũng là thời kỳ của nguồn năng lượng, lực lượng và quyền lực của tư bản là khái niệm giống nhau, cái cần là khống chế, chứ không phải thân phận. Chủ mỏ than có gì không tốt? Nếu cô trở thành chủ mỏ than lớn nhất thế giới, toàn bộ tài nguyên than đá trên thế giới đều nằm trong tay cô chính là sánh ngang với quyền lực của Tổng thống còn hơn nhà giàu mới nổi. Phó Tiên Tiên cũng cười. Theo những gì anh vừa nói, nhà giàu mới nổi cũng khá vẻ vang đó chứ. Nhà giàu mới nổi tuân kỳ thủ pháp, cũng vẻ vang như thế. Quan lớn quyền quý vì tư lợi ăn hối lộ trái pháp luật, cũng đáng xấu hổ như vậy. Hạ Tưởng nói là có ý nhằm vào uẩn khuất của lão Lý. Khi ô tô chạy vào thành phố Yến, đoàn người đều mệt mỏi, liền tìm một chỗ trú ở thành phố Yến, sáng mai sẽ khởi hành về Bắc Kinh.
Hạ Tưởng lại gần như một đêm không ngủ, cùng Đường Thiên Vân suy nghĩ về sự tình của lão Lý đến gần 2 giờ đồng hồ, mới chịu ngủ. Ngày mới đã lên, một nhóm mấy người liền lập tức khởi hành, trở về Bắc Kinh. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ nửa phần. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ ở lại Tấn Dương, bọn họ vẫn có chuyện phải làm. Sự tình bên ngoài phải đợi sau khi chính thức nhậm chức, Hạ Tưởng mới có thể dùng quyền lực trong tay thong dong mà mở rộng cục diện, nhưng sau lưng có rất nhiều sự tình, cần phải từng bước đẩy mạnh, hơn nữa còn không thể ngừng. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ này đã khác xưa, muốn trầm ổn có trầm ổn, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tiền có tiền, ngoại trừ lạ nước lạ cái ra, chủ yếu những chỗ hai người đến, không có gì bất lợi. Hạ Tưởng cũng rất yên tâm để hai người kết hợp ra tay. Lo lắng chính là Đông Phương Hiểu. Sau khi khởi động máy, nhận được tin nhắn của Đông Phương Hiểu, Hạ Tưởng ngay lập tức hiểu được, sự kiện Trần Diễm là do Đông Phương Hiểu gây ra. Rất rõ ràng, Đông Phương Hiểu hành động lần này chính là có tính đầu cơ chính trị mạnh mẽ. Mặc dù Hạ Tưởng cũng cho rằng sự kiện Trần Diễm cũng có thể cho ra ngoài sáng, nhưng thời cơ quá nhạy cảm, nếu chẳng may đưa ra rồi bắn ngược lại Lôi Trị Học thì mất nhiều hơn được. Dẫu sao, hắn cũng chưa chính thức nhậm chức. Nhưng sự kiện đã bùng nổ rồi, nói thêm nữa cũng vô ích, tuy nhiên sau khi sự kiện Trần Diễm xảy ra, trái lại khiến Hạ Tưởng càng có tâm lý đề phòng Đông Phương Hiểu hơn. Nếu nói những chuyện của Quý Như Lan là tùy hứng bên trong có sự khôn ngoan, như vậy rối loạn của Đông Phương Hiểu có tính đầu cơ nhiều hơn dân sinh. Tin tưởng Đông Phương Hiểu nếu biết Hạ Tưởng có thái độ ngày càng thêm xa cách với cô, không biết sẽ hối hận vì lấy Trần Diễm làm điểm đột phá hay không. Nhưng bất kể cô có hối hận hay không, sự tình đã bắt đầu lướt nhanh xuống phương hướng không thể khống chế, muốn dừng tay cũng đã muộn. Hạ Tưởng đã chính thức can thiệp vào sự kiện của Trần Diễm. Nếu nói Hạ Tưởng can dự vào sự kiện của Trần Diễm, có nghĩa là làm nổi dậy sóng gió thứ nhất ở tỉnh Tây, như vậy Hạ Tưởng thu nhận và giúp đỡ lão Lý, cũng nhúng tay vào cảnh ngộ lão Lý, tra rõ tất cả những oan án, lại là ngọn nguồn của làn sóng thứ hai ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng sau khi nhậm chức dưới cuộc tấn công của hai đợt sóng triều, sắp gặp phải một lần rung chuyển thật lớn. Trở lại Bắc Kinh, việc nhỏ tạp vụ, do Đường Thiên Vân sắp xếp, Phó Tiên Tiên cũng trở về nhà họ Phó, nói với Phó Tiên Phong ý kiến của Hạ Tưởng. Mà Hạ Tưởng thì im lặng đi đến nhà họ Ngô, vừa lúc gặp Ngô Tài Dương, nói qua loa chuyến đi đến Tấn Dương. Đúng vậy, Hạ Tưởng trước khi đi Tấn Dương, đã xin sự tán thành của Ngô Tài Dương, hắn không phải người lỗ mãng. Cùng trưởng ban tổ chức trung ương chào hỏi trước, nếu chẳng may xuất hiện cục diện không thể cứu vãn, cũng tiện để Ngô Tài Dương lấy danh nghĩa ban tổ chức trung ương ra mặt. Ngô Tài Dương đến Tấn Dương với Hạ Tưởng, chẳng ừ hử gì cả, không phải không muốn phê bình, mà là y hiện tại đối với Hạ Tưởng tin tưởng vô điều kiện, cho rằng phương pháp của Hạ Tưởng tuy là không hợp lệ, nhưng không thể lấy lệ thường mà bàn, cũng để mặc Hạ Tưởng đi, tin tưởng Hạ Tưởng hiện tại, đã chín chắn rất nhiều. Ngày hôm sau, với ban tổ chức trung ương cùng đi, Hạ Tưởng chính thức đi nhậm chức, đảm nhiệm ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây, ủy viên thường vụ, phó bí thư, quyền chủ tịch tỉnh. Khi máy bay chuyên dụng của Hạ Tưởng dừng ở sân bay Tấn Dương, Lôi Trị Học dẫn đầu toàn thể thành viên 4 bộ máy, đến sân bay nghênh đón Hạ Tưởng cùng với nhân viên ban tổ chức trung ương. Ban tổ chức trung ương cùng đi nhậm chức với Hạ Tưởng chính là một gã phó trưởng ban, trước khi có người suy đoán dựa vào mối quan hệ của Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương. Rất có khả năng là Ngô Tài Dương đích thân tới Tấn Dương, không ngờ Ngô Tài Dương vẫn chưa lộ diện, mà để một gã phó trưởng ban ra mặt, Lôi Trị Học liền hiểu rõ, lần này đến nhậm chức, lãnh đạo trung ương hy vọng cố sức khiêm tốn. Khiêm tốn, cũng xuất phát từ yêu cầu bảo vệ Hạ Tưởng. Sau đó, dựa theo trình tự cử hành nghi lễ đã định, khi phó trưởng ban tổ chức trung ương ở tỉnh Tây trước đại hội toàn thể cán bộ trịnh trọng đọc quyết định của trung ương và ban hành lệnh bổ nhiệm của ban tổ chức trung ương. Quan lớn cấp bộ trưởng trẻ nhất trong nước Hạ Tưởng, từ đây chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Hạ Tưởng nhậm chức, không chỉ biểu thị tỉnh Tây sắp lật sang trang mới, cũng hé lộ cải cách thể chế chính trị trong nước từ khi Hạ Tưởng bước một bước đầu tiên vào tỉnh Tây, đã đặt ra bước đầu tiên vững chắc mà đổi mới. Sự chênh lệch giữa phó bộ và chính bộ, dường như chỉ kém một bậc, cũng không phải khoảng cách xa cỡ nào, trên thực tế, lại cách trăm núi ngàn sông. Nếu nói phó bộ đang là bóng mờ của chính bộ, luôn nấp ở phía sau, vì phục vụ lãnh đạo cấp trên, tới chức vị chính trong chính bộ như vậy, dù cho chỉ là phó chủ tịch tỉnh, cũng như chính thức từ phía sau đi ra trước đài, đảm nhiệm chức quan hành chính cao nhất một tỉnh, có thể tự quyết định quyền hành.
Nếu nói Hạ Tưởng trước đây tuy là làm ra không ít việc thật, thân cũng là cơ sở của lực lượng hậu bị, có được tán thành bên trong cấp cao, nhưng trên thực tế hắn vẫn không mấy nổi tiếng trong nước, lại càng không hấp dẫn sự chú ý của thế lực nước ngoài, như vậy khi hắn bắt đầu đảm đương chức vụ chủ tịch tỉnh, cũng sẽ chính thức đi trên vũ đài lịch sử của chính mình. Không một chút khoa trương, nếu có người muốn biên soạn biên niên sử của Hạ Tưởng, năm Hạ Tưởng đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, là thời đại vô hạn của Hạ Tưởng. Từ khi nắm quyền một tỉnh, con đường làm quan của Hạ Tưởng, từ đó bước vào bản kế hoạch đường cao tốc 10 năm. Hạ Tưởng nhậm chức, truyền thông trong nước đưa tin, đều là thông qua bản thảo, ít ỏi vài chữ, chỉ là qua loa nhắc tới chuyện Hạ Tưởng chính thức nhậm chức, không còn kèm thêm gì khác, không có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng truyền thông nước ngoài thì sẽ không giống vậy, lại một trận bình luận che trời phủ đất. Trước kia chỉ là truyền ra tin đồn, vẫn chưa khẳng định, Hạ Tưởng hiện tại chính thức nhậm chức, chẳng khác nào chuyện đã rồi, truyền thông bên ngoài mới bắt đầu dậy lên sóng chiều Hạ Tưởng. Sở dĩ vén lên sóng chiều Hạ Tưởng cũng không phải vì truyền thông bên ngoài thật sự không có việc gì làm, mà là lần trước nghe đồn Hạ Tưởng sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh, tuy rằng dâng lên trận sóng. Nhưng một số truyền thông của thế lực thù địch có thể xuất phát từ lòng căm thù, có thể dựa vào nhu cầu chính trị của bản thân, đến nỗi suy đoán việc nhậm chức của Hạ Tưởng sẽ không suôn sẻ. Một tờ báo của Mỹ gần đây lập tức tuyên bố, Trung Hoa đề bạt một gã tuổi đời còn trẻ lên làm chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng là muốn lấy lòng mọi người, chính là tín hiệu cải cách thể chế chính trị. Chỉ sợ chính là giả bộ để đẩy ra một gã chủ tịch tỉnh trẻ tuổi không ra gì mà thôi, hẳn đây là phần lớn ý nghĩa thực tế, tức là nói. Hạ Tưởng chẳng qua là ngụy trang, đã chứng tỏ Trung Hoa chính là đẩy mạnh cải cách chính trị mà đẩy ra một quân cờ thử, là một thủ đoạn chính trị dùng để ứng phó với những áp lực hô hào yêu cầu cải cách trong nước. Thậm chí ngay cả truyền thông của tiểu quốc Đông Lự cũng suy đoán hùa theo, có lẽ việc bổ nhiệm của Hạ Tưởng cuối cùng sẽ thất bại, sau đó chuyển chức phụ bí thư đứng đầu đoàn Trung ương rồi để bí thư đứng đầu đoàn Trung ương giữ chức chủ tịch tỉnh Tây. Không thể không nói. Truyền thông của Trung Quốc từ đầu đến cuối hơi có thành kiến đối với sự vụ Trung Quốc lúc nào cũng phỏng đoán sự tình đến mức ác ý nhất, sau lưng việc đề bạt Hạ Tưởng cuối cùng đã xảy ra cuộc đọ sức chính trị gì, có mục đích chính trị gì. Hạ Tưởng chính thức nhậm chức, chẳng khác đòn cảnh cáo đối với không ít truyền thông suy đoán lung tung. Mà sau khi triệu tập hội nghị bổ nhiệm Hạ Tưởng, truyền thông bên ngoài ngoại trừ kinh ngạc khoảnh khắc lịch sử đã trở thành sự thật. Lại lần nữa mở ra một trận tranh luận với thanh thế to lớn về lý lịch và tương lai của Hạ Tưởng. Đúng, là tranh luận mà không phải là thảo luận. Âm thanh tranh luận kịch liệt nhất và hơn nữa khiến cho hiệu suất Hạ Tưởng xuất hiện trước ống kính còn nhiều hơn cả Tổng thống và Thủ tướng quốc gia của họ, Tây có Âu Mỹ, Đông có Nhật Hàn. Đặc biệt một số truyền thông của nước Mỹ sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng con đường chính trị của Hạ Tưởng. Không ít nhà bình luận chính trị bí mật có một chút xót xa mà kết luận Hạ Tưởng ở dưới một cộng đồng vừa mới lập quốc tới nay đã trải qua rất nhiều thăng trầm, thủ đoạn cứng rắn nhất, còn là người nối nghiệp đời thứ bảy thần bí nhất, Hạ Tưởng nhất định là một người chủ nghĩa dân tộc. Cùng chung nhận thức của quốc tế, 30 năm sau, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới, nhưng hệ thống lại thực lực chưa chắc có thể vượt qua được Mỹ. Nhưng Hạ Tưởng tồn tại đối với cấp cao trong nước mà nói. Hạ Tưởng là lực lượng hậu bị được chuyên tâm bồi dưỡng, đối với không ít thế lực nước ngoài mà nói, trước khi Hạ Tưởng chưa đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh, vẫn chưa trúng vào tầm mắt của bọn họ, cho nên sự xuất hiện của Hạ Tưởng giống như trên trời rơi xuống. Nhất định có thể làm cho bước tiến của Trung Quốc, trước thời hạn 10 năm. Hơn nữa, nhìn chung những gì Hạ Tưởng đã trải qua, cùng với nhiều lần đảm nhiệm xử lý các sự kiện vô cùng thủ đoạn, có thể dự đoán được là, sau khi Hạ Tưởng trèo lên đỉnh, chính sách ngoại giao tất nhiên sẽ cứng rắn hơn gấp ngàn lần so với hiện tại. Đến lúc đó sẽ nhờ vào sức mạnh kinh tế và thực lực quân sự, sẽ là thời đại lịch sử mạnh nhất của Trung Quốc, của 20 năm sau. Nước Mỹ không ít chuyên gia chính luận thậm chí kêu gọi chính phủ nước Mỹ tạo áp lực với chính phủ Trung Quốc, yêu cầu chính quyền Trung Quốc không nên đưa nhân vật mang sắc thái chủ nghĩa dân tộc cực đoan lên nắm quyền, để nhân dân thế giới thuần phục nước Mỹ và nhân dân nước Mỹ tiếp tục kìm hãm tương lai tốt đẹp của nhân dân thế giới. Để khiến Trung Quốc mãi mãi nghe theo nước Mỹ, kiên quyết phản đối để Hạ Tưởng trở thành người kế thừa. Cố vấn của Tổng thống nước Mỹ cũng kiến nghị Tổng thống nước Mỹ, hiện tại nên lập ra một loạt kế hoạch vây đổ Hạ Tưởng nhậm chức, lợi dụng tất cả ủy viên Trung Quốc, các trụ sở lớn có ưu thế gián điệp Mỹ giải rác, từ bên trong Trung Quốc phát động chiến tranh, cần phải đặt con đường công chính của Hạ Tưởng lên hàng đầu, nếu không, nước Mỹ cuối cùng sẽ bị Hạ Tưởng hại.
và các nhà chuyên môn nước Mỹ vô cùng lo lắng chính là, truyền thông tiểu quốc Đông Lự chủ yếu tranh luận về lập trường ngoại giao của Hạ Tưởng là lệch lạc, có thể nói, thân vẫn là người của chủ nghĩa dân tộc. Thông qua nếp sống của Hạ Tưởng, thủ đoạn hành động cùng với các tin đồn về Hạ Tưởng, thậm chí còn tìm hiểu về sở thích, tính cách của Hạ Tưởng, vân vân. Một loạt tình tiết, tuy rằng điểm dừng chân của việc nghiên cứu nhằm vào Hạ Tưởng vô cùng giống nhau, nhưng cuối cùng các nhà chuyên môn của tiểu quốc Đông Lư cho ra kết luận cơ bản giống như kết luận của các nhà chuyên môn nước Mỹ, chính là nếu Hạ Tưởng cuối cùng vẫn trở thành người kế thừa, sẽ áp dụng lập trường cứng rắn và kịch liệt không nhường một bước đối với Đông Lự. Cùng lúc với các chuyên gia lịch sử và chuyên gia quân sự của Đông Lự kinh hô, từ nhiều năm trước đã có nhân sĩ Đông Lự tuyên bố, khi nào Trung Quốc xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi trèo lên đỉnh, chính là lúc Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Con đường chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng, chính là bước khởi đầu đã thấy được con đường mạnh mẽ của Trung Quốc. Một tình lỵ trong nước vẫn không nổi danh, một gã thanh niên nhậm chức chủ tịch tỉnh, kéo theo vô số sự kiện chấn động quốc gia. Từ một đôi cánh nho nhỏ vỗ đập của tỉnh Tây, gió nổi mây phun kinh động các nơi trên thế giới, ngoại trừ vô số truyền thông cùng tranh luận đưa tin và ý nghĩa chính trị to lớn sau lưng việc bổ nhiệm Hạ Tưởng ra, cũng có rất nhiều người, nước Mỹ, Đông Lự và tiểu quốc Nam Hải, âm thầm triệu tập hội nghị khẩn cấp tiến hành thảo luận, tìm hiểu sau này làm sao thống nhất nhận thức để ứng phó với sự nổi dậy của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng với thân là dân thường, cuối cùng một lần hành động mà danh chấn thiên hạ, đáng vui mừng rồi. Tuy nhiên, Hạ Tưởng lúc này đối với tin tức nước ngoài về hắn ùn ùn kéo đến cùng với suy đoán mưu cầu danh lợi quá mức, thậm chí đến nỗi đưa con đường làm quan của hắn bay lên tới an nguy quốc gia, tuy rằng có nghe thấy, nhưng không để ở trong lòng. Truyền thông nước ngoài quen dùng thủ đoạn có hai loại, một là chèn ép đến chết, không ngừng đe dọa hoặc là uy hiếp, khiến đối phương rối loạn. Hai là tán thưởng đến chết, hết lời ca tụng và tán dương, khiến đối phương lâng lâng, sau đó phá hỏng. Hạ Tưởng là thanh niên, nhưng cũng không phải đứa trẻ, đối với truyền thông nước ngoài rất giỏi đưa tin vô căn cứ, cười cho qua chuyện. Hắn còn có rất nhiều chính sự phải làm, mới lên đảm nhiệm, công tác kết giao, làm quen môi trường, nhận biết đồng nghiệp, vân vân, gần như bận tối mày tối mặt, cũng may hắn có Đường Thiên Vân tương trợ, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều việc vụn vặt, để hắn có thể rảnh tay giải quyết các sự vụ bức thiết hơn. Mang thư ký theo nhậm chức quả là không tồi, nhưng là phải đến cấp bậc nhất định mới được hưởng thụ đặc quyền. Ba ngày sau, Hạ Tưởng cuối cùng đã gấp rút làm xong giai đoạn kết giao tiền ký và một loạt công việc, cũng lần đầu tiên sắp xếp công tác sau khi hoàn thành chính thức nhậm chức ở tỉnh Tây. Sự kiện Trần Diễm, sự kiện Lão Lý, bên trong đã thúc đẩy xoay sở đâu vào đấy, tin rằng có thể cho một số người niềm vui bất ngờ. Trên thực tế, sau khi Hạ Tưởng chính thức nhậm chức, thế cục ở tỉnh Tây không dậy lên cơn sóng dữ, cũng không gây ra nhiều tin tức, dường như mọi người trong bộ máy tỉnh ủy đã tiếp nhận sự thật Hạ Tưởng với tư cách là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, cũng tiếp nhận sự thật một gã nhỏ hơn mình 10 thậm chí 20 mấy tuổi làm lãnh đạo. Trải qua đại hội toàn thể cán bộ, sau khi tiệc tùng đón tiếp và hội nghị thường vụ đầu tiên, hiện trạng của tỉnh ủy tỉnh Tây cùng với nhân vật đứng đầu các nơi, Hạ Tưởng trên cơ bản trong lòng hiểu rõ, hơn nữa công tác ngày trước làm đúng thời gian đã định, hắn tuy là mới nhậm chức được 3 ngày, nhưng hoàn thành lượng công việc của 30 ngày. Sự kiện Trần Diễn hiện tại đã gần như không người nhắc đến, khói thuốc súng trên mạng cũng dần tản đi, giống như là Đông Phương Hiểu gây nổ chuyện ngày trước, dường như không thu được hiệu quả gì. Ngay cả bản thân Đông Phương Hiểu cũng hết sức buồn bực, vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ thật sự là đi nhầm một bước, chẳng lẽ hao tổn tâm sức hành động một lần mà vô công. Ngay cả người có liên quan đến Trần Diễm cũng không có chút gì bị liên lụy và ảnh hưởng, Đông Phương Hiểu hôm qua còn nhìn thấy Trần Diễm trưng diện toàn thân đi vào tỉnh ủy, thần thái thoải mái, cười điềm nhiên, hiển nhiên tỉnh ủy cũng không nhằm điều tra rõ sự kiện Trần Diễm, cũng sẽ không cho công chúng một lời giải thích. Liên tưởng đến mạng lưới quan hệ của Trần Diễm bên trong tỉnh ủy, cùng với người trước đây cất nhắc Trần Diễm hiện tại quyền cao chức trọng, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với Lôi Trị Học, Đông Phương Hiểu lại càng yên lặng, sự kiện Trần Diễm sẽ không giải quyết được gì. Chẳng lẽ Phó Bí Thư Hạ, không, là Chủ tịch tỉnh Hạ, không kịp thời phát hiện Trần Diễm ăn xén của công sau lưng, là một sự kiện chính trị trọng đại có thể khai thác lợi dụng? Chẳng lẽ Chủ tịch tỉnh Hạ thật sự không có mắt am tường chính trị? Hoặc là Đông Phương Hiểu trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới phân đoạn nào, Hạ Tưởng bây giờ chỉ mới quyền chủ tịch tỉnh, muốn chính thức trúng cử chủ tịch tỉnh, còn khoảng một năm, nói đúng là, Hạ Tưởng nhất định phải cẩn thận trong vòng một năm tận dụng khả năng mà khiêm tốn dấn thân,
hơn nữa cùng với quan hệ của thế lực địa phương tỉnh Tây, nếu chẳng may hội đồng nhân dân tuyển cử là lúc nảy sinh sự kiện lạc tuyển, Hạ Tưởng sẽ hủy hoại tiền đồ. Đông Phương Hiểu đoán đúng phân nửa, Hạ Tưởng quả thực ý thức được tình cảnh của hắn cũng không phải như truyền thông bên ngoài miêu tả tuyệt vời như thế, nhưng hắn cũng không lơ là điều tra sự kiện Trần Diễm, trái lại, hắn đang chờ đợi xuất hiện một cơ hội tuyệt hảo. Kết cấu sản xuất của tỉnh Tây rất không hợp lý, về phía Hạ Tưởng trước khi đến nhận chức, hắn đã có nghiên cứu rất kỹ về kết cấu sản xuất của tỉnh Tây. Nhưng sau khi thâm nhập tiếp xúc hắn mới phát hiện ra rằng tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Nhìn ra phạm vi thế giới, nguồn tài nguyên phong phú có thể đem lại cho địa phương sự giàu có khác thường, ví dụ như Trung Đông, nhưng cũng có thể đem đến cho địa phương sự nghèo khó khác thường, ví dụ như Châu Phi. Sở dĩ xuất hiện tình trạng khác nhau rõ rệt như vậy là do tài nguyên có thể mang đến tất cả sự giàu có, nhưng nó cũng có thể mang đến sự bóc lột, bất công và áp bức. Nguồn tài nguyên than đá của tỉnh Tây rất dồi dào, đây là ưu thế hiếm có được từ thiên nhiên, nhưng ngược lại tỉnh Tây lại tương đối nghèo khó, hơn nữa tốc độ phát triển cũng rất chậm, chậm đến mức người ta khó có thể tưởng tượng. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tây thấp nhất so với cả nước. Thu nhập bình quân của người dân thành thị và nông thôn đều xếp hạng thứ 20 trong cả nước. Một tỉnh năng lượng lớn, một tỉnh than đá lớn thắp sáng Nam Bộ Trung Hoa và làm ấm Bắc Bộ Trung Quốc. Với nhân tố có lợi mà than đá nhiều năm liền tăng giá cả, tốc độ tăng trưởng kinh tế không tăng, ánh mắt của Hạ Tưởng đau nhói khi nhìn thấy những con số mà phát hoảng. Trong mắt Hạ Tưởng xuất hiện một số hình ảnh công nhân than đá lưng trần, toàn thân bọn họ không một chỗ nào mà không có bụi than đá, nếu đôi mắt không chuyển động có thể thấy bọn họ như pho tượng một người sống, khi bọn họ đứng ở trước núi than đá, gần như không phân biệt được bọn họ là người hay là một đống than đá. Thu nhập của công nhân than đá quá ít. Suốt một ngày trung chuyển cả trăm chuyến than, mệt chết được mà chỉ được khoảng 110 tệ. Cũng có nhiều chủ mỏ than vô lương, mướn đứa bé 13, 14 tuổi tải than đá, làm cả ngày chỉ phát khoảng hơn mười mấy thậm chí mấy tệ tiền lương. Và hình thành sự đối lập rõ ràng chính là, sau khi chủ mỏ than phát tài, mua khu nhà cao cấp mua xe cưới minh tinh hạng 2, 3, sau lưng bọn họ tiêu tiền như nước, đã biết bao máu và nước mắt của sinh mệnh các công nhân mỏ. Một nguồn tài nguyên phong phú dồi dào không chỉ ở tỉnh Tây, vì sao những năm gần đây chỉ có mỗi chủ mỏ than ở tỉnh Tây là phất nhanh, vì sao hào hoa xa xỉ, 7 triệu gà con, mấy chục chiếc Hammer đón dâu cực kỳ xa xỉ là chuyện truyền ký ép của nhà giàu khoe của hợm hĩnh mà lại đều phát sinh ở tỉnh Tây. Mà cùng lúc đó, tai nạn than đá, quan than đá cấu kết bưng bít cũng thấy nhiều trên báo, tất cả cũng đều liên quan đến chủ mỏ than ở tỉnh Tây. Là nguyên nhân gì mà tạo ra các chủ mỏ than ở tỉnh Tây nổi danh trong phút chốc? Hạ Tưởng là ai? Hắn là nhân vật truyền kỳ chính tay dựng nên một đế quốc thương mại lớn, là nhân vật truyền kỳ đã từng gặp qua quan thương câu kết hơn nữa còn cùng vô số thái tử đảng, còn ông cháu cha trực tiếp giao thủ mà không một lần bại trận, hắn sao có thể không rõ căn nguyên hiện trạng của tỉnh Tây? Căn bản là một loại thể chế phân phối dị thường, quyền lực và tư bản không kiêng nể gì mà đoạt lấy của cải xã hội. Đồng thời, độ cao siêu của việc khai thác tài nguyên mỏ than còn gây nên vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Số liệu cho thấy, 10.000 GDP có giải phóng sunfua dioxide gấp 2 số bình quân cả nước trở lên. Mà ngành du lịch đang mở rộng mạnh mẽ ở tỉnh Tây, với bầu trời mịt mù bụi than đá và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trước mắt, rất khó thu được kết quả mong muốn. Nếu nói trạm Tây khách Bắc Kinh hàng năm chìm xuống 10 mét tạm thời gọi là thiên tai, phần lớn cũng là chủ tính và thi công có chỗ thiếu sót. Như vậy mạch nước ngầm riêng biệt của địa phương tỉnh Tây do khai thác than đá quá mức mà dẫn đến tốc độ kinh người chìm sâu xuống 21 mét trong 3 năm, rõ ràng là nhân họa. Một trong những nguyên do tỉnh Tây nghèo khó lạc hậu, là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây quản lý ngành than không làm hết chức trách, là thể chế phân phối bất hợp lý, là quyền hạn và tư bản đoạt lấy của cải xã hội một cách mạnh mẽ. Bởi vậy, sau khi Hạ Tưởng nhậm chức chủ tịch tỉnh, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là muốn lập lại cơ chế phân phối một cách hợp lý, là phải bắt những chủ mỏ than làm giàu bất nhân. Đương nhiên, toàn thể tỉnh Tây lạc hậu và nghèo khó, cơ chế phân phối bất hợp lý, nhân viên ngành thương nghiệp quốc doanh cùng lúc cấu kết, về phương diện khác, nhà nước áp bức điều phối tài nguyên đối với tỉnh Tây. Giai đoạn đầu của xây dựng đất nước là phải xây dựng thành thị, nhà nước lựa chọn thi hành chính sách áp bức nông dân lao động. Dựa vào đè thấp giá cả nông sản, không phải nhà nông và hộ tịch điều phối chính sách hạn chế ruộng đất của nông dân,
đè giá nông sản xuống cực thấp, thương cảm cho thu nhập của hàng trăm triệu nông dân vất vả trồng trọt, lại cung cấp tất cả dân cư thành thị, mới đảm bảo đẩy mạnh tiến trình thành thị hóa thuận lợi. Đáng tiếc chính là, dựa vào bóc lột sức lao động nông dân được người thành thị thực dụng, tương đương một thời kỳ dài bên trong coi rẻ nông dân, cảm thấy tài trí hơn người, thật sự là xót xa cho một dân tộc. Sau đó mở rộng cải cách, khiến số ít người phất lên trước có được chính sách, kỳ thực cũng là dựa vào chính sách hy sinh quyền lợi của đa số người cho lợi ích của một số cá thể. Kết quả là gì? Trước sự giàu lên của tỉnh lỵ vùng Duyên Hải và thành phố Hạ Giang, cũng là nổi lên sự ngạo mạn giống nhau, khinh thường tỉnh lỵ nội địa lạc hậu nghèo khổ, lại không biết, nếu không có tỉnh lỵ nội địa hy sinh to lớn sau lưng, thì không thể có được sự giàu có của tỉnh lỵ vùng Duyên Hải. Giống như tỉnh Yến nhu nhược trước Kinh Tân, để phát triển Bắc Kinh Thiên Tân đã hy sinh không ít việc, đại cục lại tuân theo nhà nước, chỉ khiến người làm quan được lợi, vô số dân chúng nghèo khổ vẫn hiến dâng tuổi trẻ và sinh mạng mà không ai biết đến. Cụ thể đến tỉnh Tây, tài nguyên của tỉnh Tây, ngay từ đầu là phục vụ cho nông nghiệp theo hướng công nghiệp mà nhà nước yêu cầu nhanh chóng chuyển hình, bị nhà nước trưng thu lại không bồi thường, nên đành hy sinh. Mà sau khi cải cách mở cửa, thì lại trở thành sức khai thác mở rộng nguồn tài nguyên của vùng Duyên Hải, vừa muốn vì sự phát triển của quốc gia yêu cầu cùng với sự sắp xếp phát triển tự hy sinh lần nữa, nguồn tài nguyên giá thấp đến nỗi không hoàn lại mà vận chuyển ra khỏi tỉnh Tây. Căn cứ quy luật thị trường, nguồn tài nguyên mua bán giá cả càng thấp, lại càng tổn hại quyền lợi xuất khẩu tài nguyên, mà đồng thời sẽ gia tăng quyền lợi nguồn tài nguyên nhập khẩu, bởi vậy, phát triển chênh lệch sẽ từng bước kéo xuống mạnh. Mặc dù nói, địa phương nào phát triển mau một chút, địa phương nào phát triển chậm một chút, địa phương nào có thể xuất trận với trang bị nhẹ nhàng, địa phương nào đảm nhiệm càng nhiều chi phí, nội bộ một quốc gia, thường là thành quả mà nhà nước sắp đặt phát triển. Nhưng cải cách mở cửa vài năm qua, một cái bánh ngọt lớn thế, đâu có thấy địa khu giàu có chủ động làm ra hành động vĩ đại phân chia bánh ngọt. Vẫn không ngừng làm cho bánh ngọt lớn thêm mà bất đồng khi lập ra quy chế phân chia bánh ngọt, với Hạ Tưởng mà nói, là quy chế bất hợp lý, cướp đoạt là không bảo đảm, nếu hắn đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây, nếu tỉnh Tây lấy được đặt cách phê làm khu thí nghiệm cải cách, như vậy liền bắt đầu từ hắn, từ quy chế bất hợp lý phân phối nội bộ tỉnh Tây đến quy chế bất hợp lý nghiêng về chính sách lớn của nhà nước, một lần thử đề xướng ý nghĩa khai sáng. Do hoàn cảnh khó khăn, nếu từ đầu đến cuối yêu cầu tỉnh Tây nhường đường vì sự phát triển của quốc gia, mà nhà nước lại với hình thức vây đuổi, giảm bớt sự phát triển, đến lúc nào là kết thúc? Chẳng lẽ phải chờ tới tài nguyên tỉnh Tây cạn kiệt, khi tỉnh Tây không còn giá trị lợi dụng, nhà nước mới có thể thôi dốc tâm huyết điều phối tỉnh Tây? Mâu thuẫn như vậy làm sao cân bằng, cũng là trở ngại, liên quan đến trung ương và địa phương, sự việc quan trọng cần giải quyết là phân chia quyền lợi giữa địa phương với địa phương. Lòng tham của con người là vô tận, giống như nhau, tỉnh giàu muốn đoạt lấy tài nguyên cũng là vô hạn, một mực mà nhường nhịn, chỉ là làm ra một cái bánh cực lớn mà phân chia bất hợp lý, khoảng cách giàu nghèo sẽ càng lúc càng lớn, mâu thuẫn xã hội sẽ càng ngày càng sâu sắc. Nếu cần phải làm một phép so sánh, chỉ sợ tỉnh lỵ có chênh lệch thu nhập lớn nhất, chính là tỉnh Tây. Chủ mỏ than phất nhanh chênh lệch với thu nhập của công nhân than đá, gần như là con số không thể tưởng tượng được. Suy nghĩ của Hạ Tưởng càng ngày càng rõ ràng, về phần ủy nhiệm của Trung ương với hắn đến công tác ở tỉnh Tây, với thân phận của chủ tịch tỉnh trẻ tuổi đến để thi hành chuyển hình tài nguyên sang kinh tế, đã được Trung ương xác thực hạ quyết định, quyết tâm phải một lần nữa lập ra tín hiệu của cơ chế phân phối thu nhập, nhà nước cũng là sắp thi hành bổ sung cải cách thể chế chính trị. Nếu nói Trần Hạo Thiên ở lĩnh Nam bề ngoài thi hành cải cách thể chế chính trị, để lĩnh Nam lại lần nữa có dũng khí trở thành người dẫn đầu nhà nước, như vậy chuyển hình tài nguyên sang kinh tế ở tỉnh Tây, chính là thực hành cụ thể cải cách thể chế chính trị. Trong quá trình chuyển hình tài nguyên thành kinh tế, tất nhiên phải bài trừ quan thương cấu kết, để mà bài trừ quan thương cấu kết, đầu tiên quan trọng nhất trước là giảm bớt chức năng chính phủ, phòng ngừa chính phủ nhúng tay quá nhiều vào sự vụ kinh tế. Hạ Tưởng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm to lớn trên vai, Tổng Bí Thư cũng tốt, Thủ tướng cũng tốt, bao gồm ông cụ nhà họ Ngô và Ngô Tài Dương. Cuối cùng đều đồng ý để hắn đến tỉnh Tây, đúng là phải giao nộp tỉnh Tây một tỉnh lỵ mang tính khiêu chiến cho hắn cai quản, từ đó, để hắn đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tây, sau đó đề cập đến sứ mệnh lịch sử lớn lao là chuyển hình toàn bộ nền kinh tế trong nước. Khi tan ca, Mã Dục gõ cửa tiến vào, vẻ mặt cười nhạt. Chủ tịch tỉnh, vài người ở văn phòng Ủy ban Nhân dân muốn cử tôi đại diện, muốn mời chủ tịch tỉnh tham dự buổi tiệc chào đón của văn phòng Ủy ban Nhân dân.
đành phải kiên trì đến cùng đến đây, xin chủ tịch tỉnh góp ý cho tôi. Mã Dục là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, 44 tuổi, mặc bộ sơ mi trắng, là người ở tỉnh Tây, bộ dạng rất có đặc sắc phương Bắc, ngôn ngữ khi nói chuyện cũng mang chút tiếng địa phương ở tỉnh Tây. Lấy tư cách trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh nói chuyện với Hạ Tưởng, Mã Dục và Hạ Tưởng cùng công tác nhiều nhất, Hạ Tưởng vừa lên đảm nhiệm cũng quen biết y trước. Học vấn của Mã Dục rất cao, tốt nghiệp tiến sĩ, tài ăn nói cũng không tồi, đối nhân xử thế vô cùng ngọt ngào, Hạ Tưởng coi như có ấn tượng tạm được với y. Văn phòng ủy ban nhân dân là khâu chuyển tiếp, trên tiếp chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch tỉnh, dưới tiếp các cơ quan trực thuộc tỉnh, thành phố, cũng là bộ phận quan trọng. Trưởng ban thư ký văn phòng ủy ban nhân dân là người khôn khéo, linh hoạt, nhanh nhẹn, Mã Dục lấy tư cách đó mời hắn ăn cơm, Hạ Tưởng muốn từ chối, cũng không tốt lắm. Cho dù hắn là chủ tịch tỉnh, cũng phải tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong văn phòng ủy ban nhân dân dưới quyền hắn, dù sao cũng có rất nhiều công việc chi tiết phải giao cho nhân viên trong văn phòng ủy ban nhân dân thực hiện cụ thể. Hạ Tưởng đáp lời. Đồng chí Mã Dục đã mở lời, tôi cùng các đồng chí ngồi với nhau cũng tốt. Mã Dục vừa nghe ý trong lời chủ tịch tỉnh Hạ nói, rõ ràng là cho y thể diện, y cảm thấy trong lòng vui vẻ. Cảm ơn chủ tịch tỉnh. Chỉnh đốn xong xuôi đang chuẩn bị đi ra, cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng lại bị người khác gõ, Đường Thiên Vân dẫn Dương Nhâm Hải vào. Dương Nhâm Hải thấy Mã Dục, liền chủ động bắt tay Mã Dục, cười nói. Nghe nói trưởng ban thư ký muốn đãi khách, tôi vừa dịp gặp, có thể tham gia bữa tiệc náo nhiệt được không? Dương Nhâm Hải bình thường không giao tiếp với Mã Dục nhiều, nhưng y thân phận đặc biệt, Mã Dục cũng kính trọng y ba phần, là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ai không ba phần kính trọng. Mã Dục sửng sốt, trong nháy mắt không rõ chuyện gì, Dương Nhâm Hải cũng không phải vừa đúng dịp gặp, mà là có chuẩn bị mà tới, lấy tư cách phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến siết chặt mối quan hệ với chủ tịch tỉnh, lại chủ động đề xuất tham gia bữa tiệc của văn phòng ủy ban nhân dân, thâm ý sâu xa. Bỗng nhiên, Mã Dục nghĩ thông suốt vướng mắc trong đó, sợ hãi nhưng mà kinh ngạc, chủ tịch tỉnh Hạ muốn mượn vấn đề nhân sự, bắt đầu tiến hành bố trí cục diện thứ nhất ở tỉnh Tây rồi. Nếu y biết rõ thủ đoạn của Hạ Tưởng, sẽ hiểu hôm nay Hạ Tưởng tiện dịp đáp lại lời mời của y, mà Dương Nhâm Hải đến sớm không bằng khéo léo mà hiện thân, trên thực tế là một cục trong cục. Mã Dục nhạy bén ý thức được Dương Nhâm Hải trùng hợp lộ diện. Lại không hề khách khí mà đề xuất phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn ăn ké, đừng nói muốn ăn ké, bao nhiêu người muốn mời cũng mời không được ông ấy, cũng không phải là thể diện y đủ lớn, cũng không phải Dương Nhâm Hải cố ý đến gần y, mà là Dương Nhâm Hải đã xác định rõ mục đích chính trị. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trong lúc đó nếu nói có công việc gì xuất hiện cùng lúc, chỉ có thể là vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Gần đây cũng không có thay đổi nhân sự trọng đại. Nếu đẩy về phía trước còn có thay đổi gì bình thường hay bất thường, Mã Dục cũng tạm thời nghĩ không ra. Nhưng Mã Dục chính là Mã Dục, không hổ là tổng quản của chính phủ, trong nháy mắt liền nghĩ tới một nhân vật quan trọng là Trần Diễm. Không tồi, đúng là lúc trước trên mạng ồn ào huyên náo vụ Trần Diễm lĩnh tiền lương không đi làm. Trần Diễm từng là nhân viên công tác văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh điều đến khu đào hoa thành phố Tấn Dương làm trưởng phòng. Sau đó từ trưởng phòng từng bước một thăng chức lên làm phó chủ tịch quận. Đúng là sau khi Trần Diễm được tuyển làm phó chủ tịch quận, cô chưa từng đi làm một ngày, mang chức vụ phó chủ tịch quận, lại xuống làm kinh doanh, chu toàn trong quan trường và thương trường, như cá gặp nước, mấy năm thời gian liền có được tài sản mấy tỷ, hơn nữa có được tiếng tăm ở Tấn Dương, nhưng cụ thể cô làm kinh doanh gì, lại không ai hiểu rõ. Đại gia ở tỉnh Tây không phải chủ mỏ than thì chính là chủ sắt thép. Trên thế giới người trong bảng xếp hạng phú hào toàn là người chơi than đá hoặc chơi sắt thép, Trần Diễm có thể chiếm giữ một vị trí nhỏ trong đó mà không tranh giành quyền lợi than đá và sắt thép, liền có vẻ khác thường, rất sạch sẽ, cũng thực làm người ta khó hiểu. Điều khiến người ta khó có thể lý giải chính là với tài sản hiện tại của Trần Diễm, cần gì phải để ý một chức vụ. Nhưng cô lại chính là người bên ngoài tách khỏi quan trường, tâm lại gắn bó với quan trường. Từ vị trí của phó chủ tịch quận còn điều tới mặt trận tổ chức đảm nhiệm chức phó chủ tịch. Lẽ ra Trần Diễm bình thường giao lưu giữa quan trường và thương trường đều như cá gặp nước, cũng có khối người, đều không phải là một quy định, nhưng nếu liên tưởng đến Trần Diễm trẻ tuổi xinh đẹp, nội dung ý nghĩa sâu xa trong đó thì hơi nhiều. Trần Diễm là phụ nữ đã có chồng,
năm nay 36 tuổi. Rất khéo léo, và bằng tuổi Hạ Tưởng, nhưng chồng của cô quanh năm ở nước ngoài. Cũng không về nước, giống như là chỉ có danh nghĩa vợ chồng. Một cuộc hôn nhân mà người chồng lại không ở bên người vợ xinh đẹp, lại không có con, vừa ở trong quan trường có năng lực hô mưa gọi gió, vừa ở trên thương trường đọ sức quyết liệt, dùng kỳ nữ miêu tả cô cũng không quá đáng. Nhưng Trần Diễm không chỉ có chỗ hơn người này, khiến cho người ta nói chuyện say sưa chính là mối quan hệ mật thiết giữa cô và quan lớn tỉnh ủy. Khách sạn quốc tế Tấn Dương là một trong những khách sạn xa hoa nhất Tấn Dương, cũng là khách sạn cao cấp, lấy danh nghĩa của văn phòng ủy ban nhân dân mời chủ tịch tỉnh ăn cơm, sắp xếp mọi thứ ở khách sạn Tấn Dương là thích hợp nhất. Hạ Tưởng ngồi ở vị trí chủ tiệc, Dương Nhâm Hải ngồi ở bên trái, Mã Dục ngồi bên phải, Đường Thiên Vân rất khiêm tốn, hiền hòa mà ngồi cùng một chỗ với đám người văn phòng ủy ban nhân dân. Mã Dục vốn muốn nhún nhường Đường Thiên Vân ngồi ở bên phải, Đường Thiên Vân khăng khăng không chịu, Mã Dục cũng vốn không miễn cưỡng. Hạ Tưởng nâng chén. Sau này công việc trong bộ máy chính phủ, còn cần các đồng chí giúp đỡ nhiều hơn. Tôi kính các đồng chí một ly. Chủ tịch tỉnh kính rượu, cũng cung kính mà khẩn thiết bưng chén rượu lên, thấy chủ tịch tỉnh uống một hơi cạn sạch, đều cảm giác được lòng thành của chủ tịch tỉnh, không khỏi trong lòng thoải mái, cũng đều dễ chịu mà cạn ly. Hạ Tưởng ngay sau đó lại bưng lên hai chén rượu. Trung ương cắt cử tôi đến công tác ở tỉnh Tây, tôi xin nói một câu trong tâm can của tôi với các vị, không sợ tôi nghiêm mà lo ngại tôi liêm, dân không phục uy của tôi mà phục công của tôi, các vị nếu có thể hết sức trung thành với cương vị, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho công tác của tôi. Chén rượu thứ ba, Hạ Tưởng còn nói, tôi là người ở tỉnh Yên, tỉnh Tây với tôi mà nói không khác gì quê hương. Tôi sẽ hiến dâng tất cả nhiệt huyết để xây dựng tỉnh Tây, vì tương lai tốt đẹp hơn của tỉnh Tây, xin theo tôi cùng nhau quyết chí tiến lên. Tiến lên con đường phía trước, nếu có người ngăn cản bước chân chuyển hình nguồn tài nguyên ở tỉnh Tây, rất xin lỗi, ba chén rượu hôm nay xem như rượu tuyệt giao. Nếu ai không ham đại công, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của tỉnh Tây mà hiến dâng tài trí thông minh, như vậy ba chén rượu hôm nay, chính là rượu kết giao. Hạ Tưởng phát biểu một loạt. Tuy rằng không phải tại hội nghị thường vụ chính quyền nói chuyện ngay trước mặt các phó chủ tịch tỉnh, nhưng cấp dưới làm việc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh không chỉ có chủ tịch tỉnh, còn có phó chủ tịch tỉnh, lời của hắn không hơn 2 giờ, sẽ truyền tới tai phó chủ tịch tỉnh. Với bài phát biểu của Hạ Tưởng, vừa thực cũng có giả, nhưng có nghiêm túc cũng rất sinh động, đúng là dụng tâm đích thực của Hạ Tưởng. Hắn muốn đám người văn phòng ủy ban nhân dân thay hắn truyền lời, gián tiếp cảnh báo 7 tên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ của hắn ở tỉnh Tây là một nhiệm kỳ làm việc thực tiễn, làm việc đại sự, không phải là nhiệm kỳ ẩn giật mặc kệ, lại càng không phải là nhiệm kỳ ba phải. Đám người văn phòng ủy ban nhân dân, bao gồm Mã Dục bên trong, đều nghe hiểu hàm ý của chủ tịch tỉnh Hạ, cảm thấy uống vào ba chén rượu chính là cảm thụ đủ điều. Sau ba chén rượu, mọi người có mặt chia nhau kính rượu Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ nhẹ nhàng nhấp một cái rồi để xuống, cũng không uống nhiều. Chỉ có điều lúc Dương Nhâm Hải kính rượu, hắn uống vào nửa chén, liền truyền đạt với mọi người một tín hiệu chính trị mạnh mẽ là Dương Nhâm Hải và chủ tịch tỉnh Hạ có quan hệ không bình thường. Ngoại trừ Mã Dục ra, tất cả mọi người có mặt vô cùng khó hiểu vì sao Dương Nhâm Hải cũng tham dự, nhưng dù có khó hiểu đến không thể giải thích được, thì lại vô cùng phấn chấn vì có thể cùng để cho phó trưởng ban thường trực ngồi cùng một chỗ, mọi người bên trong ngoại trừ Mã Dục lên chức không hề qua tay Dương Nhâm Hải ra, quyền sinh sát của mọi người. Dương Nhâm Hải có quyền quyết định không nhỏ. Tạm thời, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Rượu đã ba lần, đề tài rộng mở rất nhiều, bắt đầu giai đoạn kính rượu lẫn nhau rồi. Đường Thiên Vân liền kính rượu Dương Nhâm Hải, rất là tò mò mà nhỏ giọng hỏi một câu, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Trưởng Ban Dương, tôi nghe nói Trần Diễm nổi tiếng ở Tấn Dương, có phải có chuyện gì không? Đường Thiên Vân nói không lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ, đủ để cho Mã Dục nghe được rõ ràng, cũng có thể khiến tất cả mọi người đang ngồi đều nghe được. Đường Thiên Vân nhìn như không cố ý nói, lập tức khiến tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe Dương Nhâm Hải trả lời ra sao. Mã Dục trong lòng sốc lớn, chủ đề hôm nay, cuối cùng vẫn là khơi mào không thể tránh. Thư ký Đường rất ngạc nhiên à. Dương Nhâm Hải cười ha hả, cố ý liếc nhìn Mã Dục một cái. Nói đến Trần Diễm, kỳ thực có một người đang có mặt còn hiểu rõ hơn so với tôi, thư ký Đường nên hỏi y mới đúng. Y yên lặng mà có thể nói ra một tình tiết sinh động thú vị,
là ai? Đường Thiên Vân hỏi tới, vẫn cười tươi như trước, dường như thật sự là không có ý giống như hỏi đến, tất cả lời nói giúp vui trên bàn rượu thật là giống như đề tài, chính là nói chuyện phiếm. Là ai? Tôi không nói, để y tự thừa nhận. Dương Nhâm Hải cười cười rất mờ ám, nâng chén cạn ly với Đường Thiên Vân. Xem y có vui lòng giao lưu với thư ký Đường hay không, ha ha. Không thể không nói, hành động tốt của Dương Nhâm Hải, vừa gây khó dễ, khiến Mã Dục thất lễ với xung quanh, muốn mở miệng, lại sợ không tốt. Không chủ động mở miệng, tin rằng sự yên lặng trước mặt chủ tịch tỉnh hạ sẽ lưu lại ấn tượng không tốt, Dương Nhâm Hải chỉ rất rõ ràng, vừa rồi cố ý nhìn gã vài lần, rõ ràng chính là ám chỉ, y nhất định hiểu rõ. Mã Dục là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, là cấp trên của Đường Thiên Vân, nhưng mối quan hệ không thân thiết bằng Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân, chớ quên, Đường Thiên Vân là thư ký Hạ Tưởng dẫn theo từ lĩnh Nam, là người thân cận nhất của Hạ Tưởng. Và lại ai chẳng biết thư ký là người lãnh đạo thứ hai, Đường Thiên Vân vừa rồi thuận miệng hỏi, khó bảo đảm sau lưng không được chủ tịch tỉnh bày mưu. Mã Dục trần trừ, vẫn nói tiếp lời. Muốn hiểu rõ Trần Diễm, kỳ thực mọi người đang ngồi hiểu khá rõ, nhưng nếu phó trưởng ban Dương Chiếu Tướng, tôi không nói vài lời, thì không hay cho lắm. Mã Dục mở miệng, Hạ Tưởng vốn ở một bên dường như cũng không hứng thú với đề tài của Đường Thiên Vân và Dương Nhâm Hải trong lúc đó, biết ý mà cười mỉm. Nhìn mặt đoán lòng, Mã Dục càng thêm nhận định một điểm, sự kiện Trần Diễm sẽ trở thành phát súng thứ nhất mà chủ tịch tỉnh Hạ khai hỏa ở tỉnh Tây. Hơn nữa sự kiện Trần Diễm cũng quả thực có rất nhiều nội tình sâu bên trong có thể bới móc. Mã Dục trong lòng càng không ngừng khua chiêng gõ trống, y vốn định mời Hạ Tưởng ăn cơm, làm gia tăng thêm cảm tình, không ngờ bị Hạ Tưởng trở tay lợi dụng, sự tham gia của Dương Nhâm Hải, khiến hôm nay tình nghĩa kết giao bình thường trở thành bàn tiệc xếp vào hàng. Rất rõ ràng, chủ tịch tỉnh Hạ muốn mượn sự kiện Trần Diễm nói chuyện, mời Dương Nhâm Hải đến, chính là muốn y xác minh thể hiện thái độ. Dương Nhâm Hải nói tiếp. Trưởng ban thư ký thật biết nói, tôi không so được, vẫn là tổng quản ủy ban nhân dân tỉnh, ha ha. Mã Dục mí mắt nháy nháy, hôm nay Dương Nhâm Hải có ý tứ hát vai chính, y hiển nhiên đảm nhiệm vai trò giúp đỡ chủ tịch tỉnh Hạ, chủ tịch tỉnh Hạ đủ lợi hại, mới đến 3 ngày đã kéo Dương Nhâm Hải đến gần. Phải biết rằng, Dương Nhâm Hải ở ban tổ chức cán bộ là thâm niên nhất, trên cơ bản cất nhắc cán bộ từ cấp giám đốc sở trở xuống, y có thể làm chủ một nửa, ngay cả Mao Thân Văn cũng kiêng nể 3 phần. Mã Dục giơ lên chén rượu. Có thể được trưởng ban Dương khen, tôi nằm mơ cũng cười, nào, tôi kính phó trưởng ban Dương một chén. Dương Nhâm Hải biết ý của Mã Dục, y uống rượu rồi, Mã Dục sẽ mở miệng bàn về sự kiện Trần Diễm, y liền uống một hơi cạn sạch. Trưởng ban thư ký, anh làm vậy không đúng, trên bàn rượu, gọi chức vụ làm gì, gọi tôi là Nhâm Hải. Mã Dục trong lòng liền sáng tỏ hơn, Dương Nhâm Hải chẳng những dựa vào chủ tịch tỉnh. Hơn nữa còn hoàn toàn hướng về. Muốn nói đến Trần Diễm, tôi thật đúng là có lời muốn nói. Mã Dục xem xét tình hình, quyết định nói ra, hơn nữa y và Trần Diễm cũng không có quan hệ gì ghê gớm, không cần che giấu sự qua lại của Trần Diễm mà khiến chủ tịch tỉnh Hạ không vừa lòng đồng thời đắc tội với Dương Nhâm Hải. Trước kia Trần Diễm tốt nghiệp, liền được phân công đến văn phòng ủy ban nhân dân, vừa lúc cấp dưới của tôi tham gia quân ngũ. Chuyện phiếm của Mã Dục về chuyện trước kia của Trần Diễm liền nổi lên mặt nước. Bởi vậy, sự kiện Trần Diễm sau khi yên lặng một thời gian, cuối cùng lên men, hơn nữa dẫn phát trận chấn động thứ nhất của quan trường ở tỉnh Tây. Ngày hôm sau, tỉnh ủy triệu tập hội nghị thường vụ, hội nghị vốn là thảo luận tình hình kinh tế trước mắt trong nước và vấn đề chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, nhưng đột nhiên, Hạ Tưởng chất vấn hội nghị thường vụ. Sau khi Trần Diễm và Quý Như Lan trò chuyện với nhau lần trước, liền biến mất không dấu vết. Lại rất ít xuất đầu lộ diện trước mặt người khác, ngoại trừ chuyến đi đến tỉnh ủy ra, cô vẫn rú rú trong nhà, ở trong biệt thự, không để ý đến chuyện bên ngoài, gần như cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Trên thực tế, với tính tình của Trần Diễm không thể tĩnh lặng được, cô sở dĩ làm như vậy, chính là được cao nhân chỉ bảo, tạm thời trốn tránh đầu sóng ngọn gió, bất kể cô không hề cho rằng đầu cơ sự kiện ăn xén của công của cô không thể tạo thành ảnh hưởng thực sự đối với cô. Ở trên lãnh thổ tỉnh Tây, không ai đá động được cô. Về phần Hạ Tưởng có nhúng tay vào chuyện của cô hay không, cô cũng không nghĩ sâu, cho rằng Hạ Tưởng mới tới tỉnh Tây, cực kỳ phức tạp không biết bắt đầu từ đâu, làm sao lo được việc nhỏ của cô. Hơn nữa, cô tạm thời không cùng Giang An,
Lôi Tiểu Minh gây phiền toái cho hắn đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ hắn muốn lấy cô làm bia ngắm? Hạ Tưởng thật muốn dám lấy cô làm mồi lửa, cô sẽ không sợ trở mặt, ngay cả mặt mũi quý như Lan cũng không chiếu cố, trực tiếp liều mạng với Hạ Tưởng. Trần Diễm tin chắc 10 phần rằng Hạ Tưởng sẽ không đem chuyện của cô ra nói, bởi vì chuyện của cô là tối kỵ trong quan trường ở tỉnh Tây, không thể va chạm được, ai va chạm người đó xui xẻo, đừng xem Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh, cũng sẽ tổn thương đến không dậy nổi. Đang lúc một mình nhàn nhã vô vị, Quý Như Lan lại gọi điện thoại đến. Diễm Diễm, tôi đang Bắc Kinh chán chết được, muốn tới Tấn Dương giải khuây, Tấn Dương có gì tốt để chơi không? Giọng điệu của Quý Như Lan dịu dàng, giống như gió xuân khiến cho người ta say đắm. Chỗ để chơi thì không có, người ham chơi lại không hề ít. Trần Diễm tức giận khiển trách. Hạ Tưởng gì đó của cô vừa đến tỉnh Tây liền không an bình nữa, tôi tìm hiểu một chút quá khứ của hắn, hắn đi đến đâu, thì ở đó sẽ có người xui xẻo, cô nói hắn có phải sao quả tạ không? Quý Như Lan mỉm cười. Cô sao không suy nghĩ ngược lại chút, phải nói, hắn đi đến đâu, đều có một đám tham quan xui xẻo, đều đem lại hạnh phúc cho dân chúng khắp nơi. Hừ, bây giờ còn thật sự có quan tốt vì dân chúng làm việc thực tế sao? Tôi xem hắn là tìm cách đạt được danh tiếng mà thôi. Tranh thủ thanh danh thì sao? Nếu quan lớn nhỏ cả nước đều vì tranh thủ thanh danh, yêu thanh danh mà tạo phúc cho dân, cũng là vinh hạnh cho quốc gia hạnh phúc cho nhân dân, chỉ tiếc, hiện tại nhiều cán bộ ngay cả cốt lõi đạo đức và liêm sỉ đều từ bỏ. Được rồi, tôi nói không lại cô, không cùng cô thảo luận đề tài chính trị nữa. Dù sao cô muốn tới Tấn Dương, tôi rất hoan nghênh. Nhưng tôi nói trước nếu Hạ Tưởng nếu động điểm mấu chốt của tôi có thể không để yên cho hắn, đến lúc đó đừng trách tôi không nói tình cảm. Được, cô nói sao thì cứ vậy. Quý Như Lan cười ha hả mà cúp điện thoại, sắc mặt lại trầm xuống, chân trần đi lại trong phòng, tự nói. Trần Diễm ơi Trần Diễm, cô quá tự phụ, đánh giá bản thân quá cao, khi tôi bắt đầu cũng thế. Tuy nhiên, vẫn hy vọng cô và hắn không đứng trên phương diện đối lập, nếu không. Nếu không thì sao, Quý Như Lan không dám nghĩ sâu. Trần Diễm cũng như Quý Như Lan, cúp điện thoại, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, lắc đầu tự cười giễu, sau đó ngồi trước máy vi tính, tài liệu trong máy vi tính cho thấy tất cả đều là của Hạ Tưởng. Một mặt nhẹ nhàng khuấy cà phê, một mặt xem xét sơ yếu lý lịch của Hạ Tưởng, khóe miệng của Trần Diễm trước sau lộ một chút ý cười nhạt. Bên trong ý cười có ý không cho là đúng và sự khinh miệt. Đại khái sau khi nhìn qua sơ yếu lý lịch của Hạ Tưởng một lần, Trần Diễm lại cầm lấy điện thoại, gọi đến một số. Giang An, buổi tối gặp mặt ở chỗ cũ. Trụ sở làm việc tỉnh ủy tỉnh Tây xây dựng mới không lâu, phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng vừa mới đầu tư sử dụng không lâu, từ các thiết bị lắp đặt đến dụng cụ làm việc, toàn bộ đều mới. Hạ Tưởng ngồi ở vị trí số 2, sắc mặt bình thản. Nhìn không chớp mắt. Hắn 36 tuổi, số lần tham dự hội nghị thường vụ tỉnh ủy vô số kể, từ ban đầu ngồi ở vị trí cuối, rồi từng bước thăng cấp, thẳng cho tới hôm nay, cuối cùng ngồi ở vị trí số 2, đã trải qua nhiều năm gian khổ. Từ phó bộ đến chính bộ, là một đoạn đường vô cùng dài và khó khăn, có 90% cán bộ cấp thứ trưởng trở lên, cả đời dừng lại ở ngoài cánh cửa của cấp bộ trưởng. Từ vị trí số 3 ở lĩnh Nam đến vị trí số 2 ở tỉnh Tây, tuy rằng chỉ là tiến lên một bậc, nhưng ý nghĩa lại không tầm thường, không có mấy người có thể từ vị trí số 3 tiến một bước ngồi vào vị trí số 2. Hạ Tưởng đã quen với bầu không khí của hội nghị thường vụ rồi, mặc dù hắn rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của quyền lực của Lôi Trị Học ở hội nghị thường vụ này là đệ nhất không người thách thức, trước mặt ngồi xuống liền có khí thế hùng mạnh, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ung dung, cũng không thể hiện sự cao thượng của chủ tịch một tỉnh. Cũng không tỏ vẻ bị sự uy hiếp của Lôi Trị Học liền có thái độ cúi đầu nghe theo. Hội nghị do Lôi Trị Học chủ trì. Sau khi Lôi Trị Học nhằm vào xu thế lớn của tình hình kinh tế trong nước phát biểu xuông một loạt nội dung, nhưng nêu rõ những nét chính của vấn đề, liền rơi xuống trên tình hình cụ thể của tỉnh Tây, chỉ ra tỉnh Tây là khu thí nghiệm chuyển hình kinh tế của các tỉnh trong nước, gánh vác sứ mệnh lịch sử quan trọng, ý chí phải kiên định bất di bất dịch mà thực hiện đầy đủ chỉ thị của Trung ương. Vì tỉnh Tây chuyển hình thuận lợi, mỗi người đều phải thực sự đứng lên hành động, dùng hành động thực tế xây dựng một tỉnh Tây mới mà cố gắng làm việc. Sau đó, mọi người đều tỏ thái độ ủng hộ bài phát biểu của Lôi Trị Học, một mảng trong cuộc họp có tiếng hùa theo. Hạ Tưởng nhìn hết mọi vẻ mặt của các ủy viên thường vụ, hắn ngồi ở vị trí ánh sáng tốt,
vừa dịp có thể thấy rõ mỗi người hoặc biểu diễn khoa trương hoặc chân thực, mà người khác nếu muốn nhìn hắn, liền bị phản quang. Xếp hạng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây cũng rất thú vị. Xếp hạng của tỉnh bình thường vô cùng giống nhau, nếu muốn nói tương tự, cơ bản hơi có điểm giống lĩnh Nam. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh phân chia sắp xếp một vài vị trí, không cần phải nói, sau Hạ Tường, chính là phó bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu. Trương Duy Chiếu thực là một người thú vị, trước sau một vẻ mặt cười tủm tỉm, dường như ai cũng đều có cảm tình và có thể chơi thân. Sau Trương Duy Chiếu, chính là phó chủ tịch thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền. Sau Vương Hướng Tiền, là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mao Thân Văn. Sau Mao Thân Văn, chính là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đông Phương Hiểu. Nói chung, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy xếp hạng dựa vào trước như vậy, tỉnh Tây là trường hợp đặc biệt. Xếp hạng của Đông Phương Hiểu thậm chí còn vượt qua chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và bí thư đảng ủy công an, một là có liên quan đến lý lịch của cô, hai là công tác tuyên truyền của tỉnh Tây quả thật cũng là đặc biệt quan trọng. Sau Đông Phương Hiểu, là phó chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu. Phùng Kiện Siêu trong tỉnh ủy, cũng là phái thanh niên, y và Lôi chỉ học cùng tuổi, đương nhiên, so với Hạ Tường, y vẫn lớn hơn 10 tuổi. Ánh mắt Hạ Tường nhìn chăm chăm vào Phùng Kiện Siêu vài giây, bất động thanh sắc mà mỉm cười. Sau Phùng Kiện Siêu, là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây Lưu Bình Hành. Với tư cách chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, xếp hạng gần cuối như thế, có thể thấy công tác khai triển ủy ban kỷ luật tỉnh Tây không được mọi người chú ý, cũng không quá xem trọng. Sau đó là bí thư thành ủy Tấn Dương Trương Tắc Dương. Bộ dạng lão thành của Trương Tắc Dương rất ôn hòa, đeo một cặp kính, có vẻ là người rất nho nhã. Sau đó là ủy viên chính trị quân ủy tỉnh Tây Đồng Văn Vũ. Sau Đồng Văn Vũ, là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Âu Khắc Nhân. Âu Khắc Nhân ban đầu là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Lôi Chỉ Học đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy năm thứ hai đã được đề bạt làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, y là dòng chính của ai thì không cần nói cũng biết. Bí thư tỉnh ủy không nhất định hoàn toàn nắm trong tay ban tổ chức cán bộ, nhưng nhất định phải có một trưởng ban thư ký tỉnh ủy trung thành. Sau Âu Khắc Nhân, là bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy kiêm sở công an Mộc Thành Kiệt. Đúng vậy, bí thư đảng ủy công an tỉnh Tây kiêm giám đốc sở công an là Mộc Thành Kiệt xếp hạng thứ hai từ dưới đếm lên ở hội nghị thường vụ, gần như là trường hợp đặc biệt trong nước, tất nhiên có liên quan đến lai lịch nông, tuổi còn trẻ của Mộc Thành Kiệt hơn nữa mới đề bạt, nhưng thể hiện một điểm. Công tác chính trị pháp luật ở tỉnh Tây giống như công tác ủy ban kỷ luật, không được chú trọng và rất khó đạt được thành tích. Xếp hạng không ở đằng trước, vốn không có quyền phát ngôn quá lớn, nói ra thì sức lực sẽ không đủ mạnh. Từ xếp hạng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Bình Hành và bí thư đảng ủy công an là có thể bước đầu rút ra kết luận, quan trường ở tỉnh Tây, quả thực xương mù trồng chất, truyền thống, tầm quan trọng của xếp hạng nhân vật thực quyền trên rất gần cuối. Sau lưng dám chắc sẽ có một loạt cuộc đọ sức không ai biết. Đồng thời cũng lộ ra một góc yếu của hiện trạng tỉnh Tây, càng làm cho Hạ Tưởng nhận thấy rõ hắn đang đứng trước bao nhiêu vấn đề ác liệt. Người xếp hạng cuối cùng trong hội nghị thường vụ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở tỉnh ủy Từ Học Giả, có thể xem như trong tỉnh Tây không có bao nhiêu công tác Mặt trận Tổ quốc phải làm, Từ Học Giả xếp hạng cuối cùng, là lẽ phải. Sau khi phát biểu xong, Lôi Chỉ Học nâng tay nhìn đồng hồ, quay đầu hỏi Hạ Tưởng một câu. Đồng chí Hạ Tưởng còn có gì muốn bổ sung không? Nhìn đồng hồ trước rồi hỏi, rõ ràng là ám chỉ thời gian không còn nhiều nữa, nói đúng là, cũng không phải thật tâm muốn cho Hạ Tưởng bổ sung. Kỳ thực cũng là Lôi Chỉ Học cố tình làm khó dễ Hạ Tưởng, thân là người đứng đầu thủ đoạn thường dùng chính là thăm dò nhân vật số 2 một số việc nhỏ, lần đầu tiên nhân nhượng, còn có lần thứ hai, dần ra, nhân vật số 2 sẽ từng bước bị nhân vật số 1 gây áp lực gắt gao, cuối cùng không ngẩng đầu lên được. Việc nhỏ không nhỏ, nhất là tới cấp tỉnh bộ rồi, chính trị lại càng không phải việc nhỏ. Nếu Hạ Tưởng hiểu rõ ý ám chỉ rõ ràng của Lôi Chỉ Học, mà lùi lại một bước, như vậy hắn trên khí thế thua một cấp, chẳng khác nào một mở đầu không tốt. Ủy viên thường vụ tham dự đều là quan chức lão thành, có người lập tức nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt kỳ vọng, có người cúi đầu lại nghiêng tai lắng nghe, cũng có người nhìn có chút hả hê, cái quan trọng nhất là muốn xem Hạ Tưởng ứng đối như thế nào khi Lôi Chỉ Học ra tay. Nội dung chỉ thị của bí thư Lôi lúc đầu đã rất toàn diện, tôi cũng không muốn chậm trễ thời gian của các vị nữa, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện liên quan tới hình tượng tỉnh Tây, cảm thấy rất cần thiết thông báo cho các vị một tiếng. Hạ Tưởng chậm rãi phát biểu, ánh mắt rất sung, giọng điệu lãnh đạm, nhưng vẻ mặt rất kiên quyết không có nghi ngờ gì.
Sự kiện Trần Diễm, tin rằng các đồng chí đều đã nghe rồi, tuy nói là đồn đại trên không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng là một tấm gương soi, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa, tôi còn nghe được một số nội tình bên trong sự kiện Trần Diễm. Hạ Tưởng vừa nói lời này ra, Lôi Chỉ Học sắc mặt hơi đổi, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền cũng tức giận biến sắc, suýt nữa không khống chế được. Mà sắc mặt của Đông Phương Hiểu bỗng nhiên vui vẻ, vẻ mặt mừng rỡ suýt nữa không thể che giấu. Đây thâm ý hơn chính là, ánh mắt của trưởng ban tổ chức cán bộ Mao Thân Văn đột nhiên nheo lại, không thể tin được mà ngẩng đầu lên một cái, ánh mắt hướng về Hạ Tưởng vô cùng mãnh liệt. Sự kiện Trần Diễm, chính thức dẫn nổ quan trường ở tỉnh Tây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này Trần Diễm Hoàn vẫn không biết, tiếng tăm của cô đã bị Hạ Tưởng đặt trước hội nghị thường vụ tỉnh ủy, trước mặt mười mấy người có trọng lượng nhất ở tỉnh Tây, lần đầu tiên bay lên độ cao chính trị tiến hành thảo luận. Lúc này, cô đã hoàn toàn thay đổi cách ăn mặc, nhịp chân thoải mái nhàn hạ, nhẹ bước tới chỗ hẹn với Giang An. Giang An có mặt, Lôi Tiểu Minh cũng có mặt. Hiện tại, Lôi Tiểu Minh càng không thể rời khỏi Giang An. Mười mấy năm qua, gã hưởng thụ một nền giáo dục chính thống, cùng với học vấn của nước ngoài, thậm chí du học ở Âu Châu hun đúc phong độ thân sĩ, dưới sự gột rửa bỏi bụng dạ xấu xa của Giang An, đã toi bời tan tác. Hơn nữa mặt nạ ngụy trang của gã hơn mười mấy năm qua một khi đã bị kéo xuống, càng lộ ra bộ mặt dữ tợn. Mấy ngày gần đây, Giang An không tiếp tục thúc giục Trần Diễm Hoàn, Lôi Tiểu Minh lại ngồi không yên, chủ động đề nghị Giang An nhanh chóng liên hệ với Trần Diễm Hoàn. Xem Trần Diễm Hoàn có cân nhắc kỹ về kế hoạch đối phó với Hạ Tưởng hay không. Không ngờ, không đợi Giang An gọi điện thoại, Trần Diễm Hoàn đã chủ động gọi điện thoại tới, khiến cho Giang An mừng rỡ, cho rằng Trần Diễm Hoàn đã đồng ý. Địa điểm gặp mặt, vẫn là chỗ lần trước. Giang An và Lôi Tiểu Minh cũng giống như lần trước, ăn mặc rất chỉnh tề. Trần Diễm Hoàn hoàn toàn khác với lần trước, không mặc quần áo bình thường, mà mặc trang phục công sở, khiến cô rất có hương vị tri thức. Trần Diễm Hoàn tự nhiên hào phóng ngồi xuống phía đối diện. Giang An, chuyện mà anh nhắc tới lần trước, tôi đã cân nhắc nghiêm túc. Thật ra có thể hợp tác, nhưng vấn đề là, điều kiện ưu đãi của anh không đủ. Cho dù là đưa ra điều kiện, Trần Diễm Hoàn cũng không mất đi bản sắc của một người phụ nữ đẹp. Hai tay đặt ở phía trên đầu gối, đoan trang mà không mất đi vẻ tao nhã, đưa ra tín hiệu vừa hàm xúc lại không bị cản trở, còn có một chút đùa và ám chỉ. Lôi Tiểu Minh bỗng chốc bị cử chỉ đầy phong tình của một người phụ nữ thành thục như Trần Diễm Hoàn đưa đẩy, trong nháy mắt, đầu óc cảm giác trống rỗng. Trời ạ, mãi cho tới ngày hôm nay, gã mới biết được, hóa ra gã thích những phụ nữ đã trưởng thành, mà không phải là điều khiển các em. Nghĩ đến việc không lâu trước còn yêu Tống Nhất Phàm đến chết đi sống lại, hóa ra, tình yêu là trạch chuẩn như thế. Bị Trần Diễm Hoàn đánh trúng, trong nháy mắt, gã mới hiểu được nhu cầu thực sự trong lòng. Hóa ra là người phụ nữ trưởng thành khác xa so với một cô gái ngây thơ, càng làm cho tim người khác đập thình thịch. Lôi Tiểu Minh hiểu rõ, gã đã yêu Trần Diễm Hoàn không có thuốc chữa rồi. Tạm thời không đề cập tới tâm tư của Lôi Tiểu Minh, nhưng Giang An đã sớm miễn dịch đối với vẻ phong tình của Trần Diễm Hoàn. Không phải y không bị phong tình của Trần Diễm Hoàn mê hoặc, mà là y biết Trần Diễm Hoàn lợi hại, đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Trần Diễm Hoàn. Y cũng không dám có suy nghĩ nào không an phận đối với cô cả. Trần Diễm Hoàn dùng vẻ ngoài xinh đẹp và thủ đoạn hoàn mỹ của cô chứng minh một câu, rượu càng mạnh càng thơm mát, hoa càng độc lại càng đẹp. Điều kiện, cũng có thể thương lượng, chị Trần cứ việc mở lời. Giang An cười hì hì, sau khi cười xong dường như lại cảm thấy không đủ nghiêm túc, vội vàng thu hồi vẻ tươi cười lại. Đúng, đúng, mong chị Trần chỉ bảo. Lôi Tiểu Minh liên tục gật đầu. Vẻ mặt cung kính ngầm có ý lấy lòng. Trần Diễm Hoàn cười duyên dáng. Thật ra tôi không muốn bắt nạt hai anh em các cậu. Dù sao giao thiệp với các cậu, luôn làm cho lòng tôi không yên tâm. Giang An nghe ra hàm ý của Trần Diễm Hoàn, vỗ vỗ ngực nói. Chị Trần yên tâm, cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần tôi đáp ứng được, khẳng định chắc chắn, Giang Cương cũng nghe theo lời của tôi. Lôi Chỉ Học cũng nghe lời của tôi. Dưới tình thế cấp bách, Lôi Tiểu Minh cũng vội vàng phụ họa một câu. Sau khi nói xong mới phát hiện mình đã lỡ lời, sao có thể gọi thẳng tên của cha. Tuy nhiên nhớ ra Giang An cũng vừa gọi thẳng tên của Giang Cương, nên cũng bình thường trở lại. Trần Diễm Hoàn cười khanh khách một hồi, che miệng nói. Đồ con nít danh,
chỉ nói mà chắc chắn mới lạ đấy. Tuy nhiên cho cậu truyền lời cũng không thành vấn đề. Mắt mơ của cô như đang cười, liếc mắt nhìn Giang An một cái, nhưng cũng không thèm nhìn tới Lôi Tiểu Minh. Trong lòng Lôi Tiểu Minh vừa đau lại vừa cảm thấy mất mát, lại không biết vẻ mặt của gã đã sớm bị Trần Diễm Hoàn thu hết vào tầm nhìn. Trần Diễm Hoàn là người ra sao? Đàn ông trung niên bị cô mê hoặc tới thần hồn điên đảo còn chẳng đáng kể, huống chi Lôi Tiểu Minh một người ít tuổi còn chưa trải việc đời. Đừng nói Lôi Tiểu Minh, ngay cả Giang An, cũng bị cô nói vài ba câu chơi đùa trong lòng bàn tay. 5% cổ phần của mỏ khai thác than An Đạt, không biết có phải là lòng tham quá lớn hay không? Trần Diễm Hoàn vừa nói, vừa cắn môi, hai mắt như xương. Tuy nhiên muốn bắt Hạ Tưởng, khó khăn rất lớn, phải liều tính mạng của bản thân và gia đình mới được. Cho nên, nếu có 5% cổ phần, tôi còn nguyện ý đánh cuộc một keo. Giang An hơi hơi sửng sốt, quả thật, lòng tham của Trần Diễm Hoàn không nhỏ. Lần trước vì cứu y, Giang Cương đã bỏ ra 5% cổ phần của mỏ khai thác than An Đạt. Hiện tại, nếu lại phun ra 5% cổ phần, trong ngoài ngoài, chỉ vì một mình Hạ Tưởng mà tổn thất 10% cổ phần, có phải là cái giá phải trả quá lớn hay không? Trần Diễm Hoàn thấy rõ Giang An đang do dự, cũng không nói nhiều, vuốt tóc, cố ý lại như vô ý liếc mắt nhìn Lôi Tiểu Minh một cái. Trong ánh mắt ngầm ám chỉ sự kỳ vọng, còn có hàm ý thâm sâu, cô nhẹ nhàng nói. Không sao, Giang An, cậu không cần phải bối rối. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, thành hay không đều không ảnh hưởng với mối quan hệ giữa chúng ta. Thôi, tôi đi mua quần áo đây. Tôi tiễn chị Trần đi. Lôi Tiểu Minh hấp tấp đứng lên, bởi vì dùng lực quá mạnh, thiếu chút nữa thì bổ nhào vào người Trần Diễm Hoàn. Một mùi thơm lạ thường xông vào mũi, khiến gã thiếu chút nữa mà không kìm chế được. Trần Diễm Hoàn thản nhiên cười, không nói cự tuyệt cũng không nói đồng ý, chỉ chú ý bước về phía trước, bóng dáng phong tình vạn chủng khiến trái tim Lôi Tiểu Minh lại càng đập nhanh hơn. Tiễn Trần Diễm Hoàn xong, Lôi Tiểu Minh cấp bách đến khó nhịn nổi, mà trở lại phòng, thấy Giang An vẫn đang ngây người, gã hơi nóng nảy. Giang An, 5% cổ phần cũng không phải quá nhiều, sao không đáp ứng chị Trần? Tiểu Minh, quá chủ động chưa chắc đã thành công, việc buôn bán, phải chú ý đến sách lược. Anh đáp ứng quá dễ dàng, đối phương sẽ biết điểm mấu chốt của anh. Vậy rốt cuộc anh có thể đáp ứng chị Trần hay không? Không đáp ứng thì có thể thế nào đây? Vẻ mặt Giang An bất đắc dĩ. Tóm lại, tôi phải báo cáo với Giang Cương một chút mới được. Cũng không biết giữa Giang An và Giang Cương có mâu thuẫn gì, dù thế nào, ở bên ngoài y vẫn thích gọi thẳng tên của Giang Cương. Vừa dứt lời, điện thoại của Lôi Tiểu Minh chợt vang lên. Sau khi Lôi Tiểu Minh tiếp điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ gây khó dễ, muốn bắt Trần Diễm Hoàn về việc ăn khoản báo khống, từ bé xé ra to. Giang An nghe xong cũng sửng sốt, sau đó cười ha ha. Tôi vừa rồi không đáp ứng Trần Diễm Hoàn thật đúng là hay rồi. Hiện tại không cần 5% cổ phần, Trần Diễm Hoàn sẽ tự mình đi đối phó với Hạ Tưởng. Ha ha, Hạ Tưởng, anh thật đúng là bạn, tiết kiệm tiền thay tôi. Trước kia, quan hệ giữa Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền và Lôi Trị Học, đặc biệt chặt chẽ tới mức độ nào rồi? Trên cơ bản có thể nói, Vương Hướng Tiền chính là nhân vật phát ngôn của Lôi Trị Học ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lôi Trị Học có khả năng khống chế rất lớn đối với bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoàn toàn nhờ vào việc nói gì nghe nấy của Vương Hướng Tiền đối với ông ta. Lôi Trị Học nắm tỉnh ủy tỉnh Tây trong tay kín không kẽ hở. Không chỉ bởi vì tay của ông ta đã duỗi vào trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn bởi vì Phó Bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng nhắm mắt theo đuôi ông ta, mọi chuyện đều đi theo phía sau ông ta. Có thể ảnh hưởng quyết sách bộ máy chính quyền, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ quyền lớn về nhân sự, Lôi Trị Học hoàn toàn không lưu lại đường sống cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đề cập tới chuyện của Trần Diễm Hoàn, vài người cảm thấy kinh ngạc, chấn động, vài người không hiểu, còn có vài người thờ ơ lạnh nhạt. Tất cả mọi người đều biết, Chủ tịch tỉnh Hạ dù có chí khí hào hùng, cũng chỉ khi nào đứng vững ở tỉnh ủy, và nắm giữ thực quyền mới có thể thi triển tay chân. Nếu không, quan niêm chấp chính ngay cả hội nghị thường vụ cũng còn đưa ra được, huống chi thành phố cấp 3 bên dưới. Tới nay, Hạ Tưởng đã đảm nhiệm được 3 ngày, tình hình có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, Chủ tịch tỉnh Hạ nhất định sẽ tìm cách phá bỏ cục diện. Nhưng cũng thật không ngờ,
sự kiện Trần Diễm Hoàn đã không nổi dậy sóng gió gì có thể bị chủ tịch tỉnh Hạ lật ra nợ cũ. Tuy nhiên, tất cả mọi người không thể không bội phục chính là, mượn sự kiện Trần Diễm Hoàn phá cục diện, chủ tịch tỉnh Hạ đã chọn thời điểm thật đúng là không phải sự cao minh bình thường, quả thực là cực kỳ cao minh. Hạ Tưởng nói vừa xong, hội nghị thường vụ lâm vào trong trầm mặc xấu hổ, không ai nói tiếp, cũng không có người nào phản đối, không ngờ. Cuộc họp tẻ nhạt. Lần đầu tiên Hạ Tưởng ra tay, hiệu quả cũng là một cuộc họp tẻ nhạt, hắn bất giác xấu hổ. Nhân vật chính trị từng có tố chất tâm lý cứng rắn, hơn nữa, hắn đã sớm dự liệu cuộc họp sẽ tẻ nhạt, bởi vì hắn đề nghị quá đột nhiên. Đại khái trầm mặc chừng nửa phút, Lôi Trị Học khẽ ho khan một tiếng. Đồng chí Hạ Tưởng, vấn đề của đồng chí Trần Diễm Hoàn, có lẽ anh còn chưa thực sự hiểu rõ, tin đồn bên ngoài phần lớn là tin vỉa hè. Lời đồn đại trên mạng là vàng thau lẫn lộn, cho dù có nghe cũng chỉ có thể nghe một chút. Giọng điệu Lôi Trị Học hời hợt, hiển nhiên là muốn đè sự kiện Trần Diễm Hoàn xuống. Lôi Trị Học vừa dứt lời, Vương Hướng Tiền liền không nhịn nổi mà vội vàng lên tiếng. Chủ tịch tỉnh Hạ, nếu nói đến những tin tức từ trên mạng, tôi muốn nhắc nhở chủ tịch tỉnh Hạ một chút, phải cảnh giác cao độ, không nên dễ dàng tin vào những lời đồn đại trên mạng. Một tiếng vang rất lớn làm mọi người giật mình mà nhảy dựng lên, chính là Đồng Văn Vũ chính ủy quân khu đập bàn, trợn mắt nhìn Vương Hướng Tiền. Đồng chí Hướng Tiền, anh thân là cấp dưới, khi nói chuyện với cấp trên, mong anh hãy chú ý tới thân phận và giọng điệu của anh. Cho tới nay, Đồng Văn Vũ rất ít lên tiếng ở trong cuộc họp thường vụ, càng không cần phải nói tới chuyện phát cáu. Hôm nay thình lình mà bùng lên, thật làm cho mọi người phải nhảy dựng lên. Lôi Trị Học cũng hơi hơi biểu lộ ra vẻ không vui. Nhưng không vui cũng không có cách nào, Đồng Văn Vũ với danh nghĩa là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chịu sự quản lý của ông ta, trên thực tế Đồng Văn Vũ thân là chính ủy quân khu tỉnh, là cấp cao trong quân đội, ông ta không có bất cứ sức mạnh nào có thể kìm chế được Đồng Văn Vũ. Đồng chí Văn Vũ, có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Lôi Trị Học vẫn không nặng không nhẹ mỉa mai Đồng Văn Vũ một câu. Hạ Tưởng ra mặt giảng hòa. Có chuyện cứ từ từ rồi nói. Phải nói ra sự thật, nói đạo lý, không nên tin tưởng vào tin đồn vô căn cứ, cũng không nên chỉ trích người khác không có năng lực phân biệt đúng sai. Lời nói của Hạ Tưởng là ám chỉ ai, trong lòng mọi người đang ngồi đây đều hiểu rõ. Mặt Vương Hướng Tiền hơi hơi đỏ lên, lập tức phản bác nói. Chủ tịch tỉnh Hạ, hội nghị thường vụ vạch ra đề tài thảo luận, cũng không có thảo luận sự kiện Trần Diễm Hoàn. Hơn nữa, đem một chuyện nhỏ đến thảo luận trong hội nghị thường vụ, có thích hợp hay không? Hạ Tưởng mỉm cười, nụ cười thực sự đầy thâm ý. Đồng chí Hướng Tiền, hiện tại tôi chính thức đề nghị với hội nghị thường vụ thêm đồng chí Trần Diễm Hoàn vào đề tài thảo luận, như vậy là có thể hay không có thể? Cái này, Vương Hướng Tiền bị phản bác, không nói được lời nào. Chủ tịch tỉnh đề nghị tăng đề tài thảo luận, chỉ có bí thư tỉnh ủy mới có quyền phủ quyết. Gã thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, không có tư cách phản bác lại lời đề nghị của Hạ Tưởng. Lúc này, vấn đề khó khăn lại xảy ra trước mặt Lôi Trị Học. Ánh mắt đầy chờ mong của tất cả mọi người đều hướng về phía Lôi Trị Học, xem Lôi Trị Học sẽ mạnh mẽ trực tiếp đáp trả Hạ Tưởng như thế nào. Lôi Trị Học hít sâu một hơi. Quý Như Lan không lên đường đến Tấn Dương, Hoa Nhài Vàng lại đến đây. Vừa mới buông điện thoại của Trần Diễm Hoàn xuống không lâu, Quý Như Lan đã biết Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ đã chính thức lấy sự kiện Trần Diễm Hoàn làm khúc dạo đầu, ván đầu tiên từ khi nhậm chức ở tỉnh Tây, công khai với bên ngoài. Cô chỉ biết, lúc này cô không nên tham gia vào cuộc phân tranh giữa Hạ Tưởng và Trần Diễm Hoàn. Thật ra, cũng không có thể xem là phân tranh, chỉ có thể xem như Hạ Tưởng nhằm vào Trần Diễm Hoàn để ra tay. Cô thấy, Trần Diễm Hoàn hoàn toàn không phải một đối thủ cấp quan trọng với Hạ Tưởng. Hơn nữa, Hạ Tưởng lấy Trần Diễm Hoàn để khai đao, là có ám chỉ khác, Trần Diễm Hoàn chỉ là điểm tựa, cũng không phải là điểm dừng chân. Lần này cô lại đến Tấn Dương, giúp Hạ Tưởng, thực có lỗi với giao tình nhiều năm giữa cô và Trần Diễm Hoàn. Trợ giúp Trần Diễm Hoàn, càng không thể. Cho dù cô tự nhận mình không phải là người trọng sắc khinh bạn, nhưng muốn cô đưa ra một chọn lựa giữa Hạ Tưởng và Trần Diễm Hoàn, cô sự yên lặng không chút do dự lựa chọn Hạ Tưởng. Thật ra, sau khi biết được tin tức, Quý Như Lan vẫn muốn tự mình đến Tấn Dương một chuyến. Ít nhất, cô cũng muốn cố gắng hết sức để Hạ Tưởng và Trần Diễm Hoàn không náo loạn đến mức độ quyết liệt. Nhưng, sau khi cô nhận được điện thoại từ Lĩnh Nam,
lại thay đổi chủ ý. Điện thoại là do Quý Trường Hạnh gọi tới. Quý Trường Hạnh nói với Quý Như Lan, về sau không cần nhúng tay vào chuyện của Hạ Tường. Kỳ nhậm chức ở tỉnh Tây, là một nhiệm kỳ khảo nghiệm trí tuệ chính trị của Hạ Tường, tốt nhất để Hạ Tường dựa theo suy nghĩ của mình đối mặt với mỗi vấn đề khó khăn mà hắn gặp phải ở nơi hắn tới. Bất luận là giúp đỡ hắn một cách trực tiếp hay gián tiếp, có lợi ngắn hạn đối với hắn, nhưng lại có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển lâu dài của hắn. Nhậm chức ở tỉnh Tây, là chính thức đặt nền móng Hạ Tường có thể giành ngôi hay không. Hiếm thấy khi nào ông cụ lại khuyên bảo cô tận tình như thế. Quý Như Lan không phải là một người phụ nữ không biết điều quan trọng. Trước kia cô không biết điều quan trọng, làm tùy hứng. Tuy nhiên, hiện tại khi một người phụ nữ đã yêu thương một người đàn ông sâu sắc, hiện tại, cô đã bình tĩnh hơn, lúc này chợt nghe theo ông cụ lời nói, lòng đã thảnh thơi. Tuy nhiên, cô vẫn có một chút lo lắng cho Hạ Tường. Khuyết điểm chung của một người đàn ông chính là khả năng kiềm chế quá kém. Nếu có một người phụ nữ đẹp chủ động cởi hết quần áo nhào vào ôm lấy, không có mấy người đàn ông có thể khống chế được. Cô tin rằng Trần Diễm Hoàn ở một thời điểm nào đó sẽ liều lĩnh dùng thủ đoạn, coi đàn ông như con mồi để săn bắt cô, liền gửi tới Hạ Tường một tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ít ỏi vài từ. Trần Diễm Hoàn là phụ nữ lạ, cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Tập tư liệu có liên quan của cô ấy, tôi đã gửi vào trong hòm thư tay của anh. Tin tưởng Hạ Tường sẽ cảm động và nhớ nhung tới mối tình thắm thiết của cô. Mà sở dĩ hoa nhài vàng từ Bắc Kinh tới Tấn Dương, là có chuyện cần trao đổi với Nga Ni Trần, có lẽ cũng muốn gặp mặt Hạ Tường để nho nhỏ tâm sự cũng chưa biết chừng. Lôi chị học hít sâu một hơi, thoáng trầm ngâm, nói. Nếu đồng chí Hạ Tường chính thức đề nghị xếp vấn đề Trần Diễm Hoàn vào đề tài thảo luận của hội nghị thường vụ, tôi cũng không có ý kiến, lý lẽ không tranh luận không hiểu được. Sự việc không quan sát không rõ. Sự kiện Trần Diễm Hoàn bị người khác tung lên trên mạng với dụng ý xấu, sinh ra ảnh hưởng nhất định tới hình tượng tỉnh Tây. Hôm nay xin ý kiến phê bình thảo luận một chút về tính đúng đắn trong sự kiện Trần Diễm Hoàn. Âu Khắc Nhân thuận thế tiếp nhận ý đồ chân chính của Lôi Trị Học. Nếu chính Hạ Tường đem sự tình đặt lên trên bàn, nhân vật số 1 cũng không dễ dàng trực tiếp phủ quyết đề nghị lâm thời của nhân vật số 2. Đơn giản là thuận nước đẩy thuyền xác định tính đúng đắn của sự kiện Trần Diễm Hoàn, cũng tiện thống nhất nhận thức, khiến Hạ Tường từ bỏ ý định. Hơn nữa, trong bài phát biểu của Lôi Trị Học đã trực tiếp ám chỉ sự kiện Trần Diễm Hoàn là bị đồn đại với dụng ý xấu. Một câu lời đồn đại với dụng ý xấu vừa nói, chính là khiến mọi người đang ngồi nghe hiểu được rõ ràng, không cần phát sinh mặt đối mặt để xem xét, liền cùng nhận định Trần Diễm Hoàn vô tội là được. Hạ Tường sao có thể nghe không hiểu dụng ý âm thầm kêu gọi đầu hàng của Lôi Trị Học, khẽ gật đầu. Nếu bí thư Lôi không có ý kiến, các đồng chí, cùng nói xem lời đồn đại trên đang xối xục về sự kiện Trần Diễm Hoàn là tin đồn vô căn cứ, hay là xác thực. Vừa nói xong, ánh mắt Hạ Tường liền dừng ở trên người Đông Phương Hiểu. Nếu lúc này, Đông Phương Hiểu còn không dũng cảm tỏ rõ lập trường, vậy Hạ Tường hoàn toàn có thể kết luận sau này không thể trọng dụng cô ta. Đông Phương Hiểu trần trừ một chút, rồi lên tiếng. Qua điều tra, quả thật vấn đề Trần Diễm Hoàn báo khống là thật. Đông Phương Hiểu khoe sự thông minh, Trần Diễm Hoàn khoản báo khống là sự thật không cần tranh cãi, không ai có thể phủ nhận. Nhưng báo khống chỉ là việc nhỏ, các tỉnh trong cả nước, có tỉnh nào không tồn tại vấn đề báo khống chứ? Chân tướng của sự kiện báo khống mới thực sự là nơi mà mũi kiếm của chủ tịch tỉnh hạ hướng tới. Chẳng qua Đông Phương Hiểu cũng không biết Hạ Tường đã xác thực đến bước nào rồi, hoặc là nói, đối với nội tình sự kiện Trần Diễm Hoàn đã biết rõ, cho nên cô cũng không dám nói lung tung. Đông Phương Hiểu nói xong, Vương Hướng Tiền lại lên tiếng. Làm trợ thủ đắc lực của Lôi Trị Học ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay gã và Hạ Tường với ý tứ hàm xúc mà đối chọi nhau một cách gay gắt. Cũng có thể hiểu được, thân là người có tuổi tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, lại là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Dựa vào sự ủng hộ của Lôi Trị Học, nếu trên đề nghị ngày hôm nay, gã có thể ép Hạ Tường lui một bước, như vậy kế hoạch liên hợp của Hạ Tường không thể thực hiện được, trận chiến mở màn giành được thắng lợi. Báo khống là hiện tượng phổ biến, không là chuyện gì lớn, chiếm dụng thời gian quý báu của hội nghị thường vụ để thảo luận về vấn đề của một các bộ cấp phó cục, dường như có vẻ chuyện bé xé ra to. Giọng điệu Vương Hướng Tiền khi nói chuyện rất bình tĩnh cũng ý nghĩa là gã vô cùng tự tin. Tôi đề nghị, yêu cầu ban tổ chức cán bộ điều tra một chút chân tướng của sự việc,
yêu cầu Trần Diễm Hoàn trả lại tất cả tiền lương đã nhận, sau đó lại căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ, hoặc dứt khoát rời khỏi đội ngũ của bộ, hoặc yêu cầu một lần nữa vào lại vị trí, kết quả xử lý do ban tổ chức cán bộ báo cáo với hội nghị hường vụ, sau đó lại yêu cầu ban tuyên giáo tăng cường công thế chùa, cho cư dân một lời giải thích, giải quyết sự tình cho tốt. Nếu Vương Hướng Tiền chỉ đích danh ban tổ chức cán bộ, Mao Thân Văn liền nói tiếp. Đề nghị của đồng chí Hướng Tiền, có tính khả thi nhất định, trên nguyên tắc tôi đồng ý. Mao Thân Văn nói vừa xong, ánh mắt không tự nhiên thoáng nhìn về phía Hạ Tưởng, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc này, Trình Tự lên tiếng đã bị rối loạn, nhân vật quan trọng thứ ba ở tỉnh ủy là phó bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu chưa lên tiếng, hơn nữa nhìn bộ dạng cúi đầu không nói của y, hiển nhiên cũng không muốn tỏ thái độ bây giờ. Âu Khắc Nhân liền tỏ thái độ. Tôi cũng cho rằng đề nghị của đồng chí Hướng Tiền rất hợp lý, tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng, đồng chí Trần Diễm Hoàn đã không thích hợp ở lại trong đội ngũ cán bộ, tốt nhất là trực tiếp thanh trừ, trả lại tiền lương lĩnh thừa. Vương Hướng Tiền gật đầu phụ họa với ý kiến của Âu Khắc Nhân. Đồng chí Khắc Nhân suy xét chu toàn hơn so với tôi. Quả thật đồng chí Trần Diễm Hoàn đã không thích hợp ở lại trong đội ngũ cán bộ. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, Âu Khắc Nhân và Vương Hướng Tiền, kẻ sướng người họa, có ý khống chế tiết tấu của hội nghị thường vụ, nắm giữ đại cục chặt chẽ. Âu Khắc Nhân là ai? Là thân tín thứ nhất của Lôi Trị Học. Vương Hướng Tiền là ai? Là trợ thủ đắc lực nhất của Lôi Trị Học trong bộ máy chính quyền. Hai người anh tới tôi đi, coi người bên ngoài như không có người, rõ ràng là đang thể hiện ý đồ hàm xúc của Lôi Trị Học. Trận giao phong thứ nhất, Hạ Tưởng liền rơi vào thế bất lợi. Hơn nữa, Đông Phương Hiểu cũng nhìn ra, ở hội nghị thường vụ, ngoại trừ cô và Đồng Văn Vũ ra, gần như không người nào ở cùng phía Hạ Tưởng. Rốt cuộc là ức hiếp Hạ Tưởng trẻ tuổi, cũng ức hiếp Hạ Tưởng mới đến. Thân là chủ tịch tỉnh ở hội nghị thường vụ lại không có mấy người đồng minh kiên định, không thể không cảm thấy xót xa. Đông Phương Hiểu có chút tuyệt vọng. Vừa rồi, cô đã cao hứng quá sớm. Rõ ràng, Hạ Tưởng còn chưa có sự chuẩn bị tốt cho trận chiến hôm nay đã vội vàng ra tay. Hiện tại bị Lôi Trị Học phản chế đến nỗi không có sức trả đòn. Vừa ra trận đã không có lợi, về sau muốn hòa nhau một ván, cũng khó khăn. Trận chiến mở màn thất bại thật sự có hại tới sĩ khí, cũng cực kỳ bất lợi với bố cục sau này của Hạ Tưởng, cũng khiến ủy viên thường vụ trung lập trong các ủy viên thường vụ không dám dựa vào hắn. Đông Phương Hiểu bất đắc dĩ nghĩ, sự thật về Hạ Tưởng, hóa ra cũng không giống như trong truyền thuyết, đã chiến đấu thì không thể không thắng, tấn công không thể không thành. Cuối cùng, một nhân vật cấp quan trọng khác ở tỉnh ủy, xếp hạng thứ ba tỉnh ủy là phó bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu, đã mở miệng. Trong ấn tượng của mọi người, Trương Duy Chiếu chính là đồng minh của Lôi Trị Học, chăm chú đi theo bước chân của Lôi Trị Học. Cho tới bây giờ, trên mỗi một quyết sách lớn quan trọng ở tỉnh Tây, anh ta đều tán thành quyết định của Lôi Trị Học, chưa từng có lần nào bỏ phiếu chống đối. Không chỉ toàn bộ tỉnh ủy, toàn bộ nhân vật số 1. Số 2 của thành phố cấp 3 tỉnh Tây cũng không có một người nào không cho rằng Trương Duy Chiếu chính là tay sai đắc lực của Lôi Trị Học. Từ lúc làm phó bí thư tỉnh ủy đến nay, Trương Duy Chiếu cũng coi như một kẻ không có tài cán gì. Nhưng bị người coi là không có tài cán, bất cứ lúc nào, khuôn mặt Trương Duy Chiếu cũng lộ ra một nụ cười tủm tỉm, giống như một thủ quỹ hòa khí phát tài, khách khí khiến tất cả mọi người đều cho rằng anh ta là người hiền lành. Một hàm nghĩa khác của người hiền lành là bất tài mặc kệ mọi chuyện. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, hôm nay Trương Duy Chiếu tỏ thái độ, tất nhiên là lại chặt chẽ theo sát phía sau bí thư Lôi, hơn nữa có Vương Hướng Tiền và Âu Khắc Nhân ám chỉ ở phía trước, với một phiếu của anh ta, 100% sẽ quay đầu hướng về Lôi Trị Học. Ai cũng thật bất ngờ chính là, cao nhân ẩn núp lớn nhất ở tỉnh Tây rốt cục đã lộ nguyên hình. Người hiền lành với nụ cười tủm tỉm chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài. Trương Duy Chiếu thực sự, đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây 3 năm, lần đầu tiên lộ răng nanh trước mặt mọi người. Sự kiện Trần Diễm Hoàn, nhìn bề ngoài việc là một chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ nhỏ, ăn khoản báo khống, tiền lương nhận thừa hơn 100.000 tệ, thanh trừ người đương sự ra khỏi đội ngũ cán bộ, trả lại khoản tiền lương, dường như là một kết quả xử lý rất hợp lý. Nhưng, như vậy có phải đã bỏ qua nguyên nhân có ý nghĩa sâu xa phía sau hay không? Khi Trương Duy Chiếu nói ra, nụ cười trên khuôn mặt dường như vẫn không giảm, làm cho bài phát biểu của anh ta thiếu đi sự nghiêm túc. Nhưng vẻ tươi cười của anh ta không tương xứng nữa, giọng điệu của anh ta cũng có sự nghiêm khắc mà trước nay chưa có,
thậm chí còn có một chút lạnh lùng. Trương Duy Chiếu vừa nói xong, lập tức khiến tất cả mọi người đều chấn động. Đúng, mọi người, bao gồm cả Lôi Chỉ Học. Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trương Duy Chiếu theo phía sau lấy ra một tập tư liệu, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, dùng một ngón tay gõ vài cái. Năm đó, khi Trần Diễm Hoàn đảm nhiệm phó chủ tịch quận, còn không đến 30 tuổi. Một cán bộ cấp phó cục không đến 30 tuổi, ngay lúc đó lại kinh động tới Bí thư Thành ủy Tấn Dương. Bí thư Thành ủy tự mình đến làm công tác ở quận, trực diện nói với Bí thư Quận ủy, nếu Trần Diễm Hoàn không đảm nhiệm phó chủ tịch quận, Bí thư Quận ủy bị miễn chức ngay tại chỗ. Hơn nữa vài năm sau nữa, khi Trần Diễm Hoàn được đề cử làm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tấn Dương, lại có lãnh đạo tỉnh ủy tự mình ra mặt làm công tác, yêu cầu đem việc trúng cử của Trần Diễm Hoàn trở thành một nhiệm vụ chính trị. Nếu nói Hạ Tưởng tung ra sự kiện Trần Diễm Hoàn ra thảo luận trên hội nghị thường vụ chỉ là một mồi lửa, như vậy những lời mà Trương Duy Chiếu vừa lên tiếng mới chính thức dẫn nổ quả bom đầu tiên có uy lực rất lớn của tỉnh Tây. Trương Duy Chiếu nói vừa xong, Vương Hướng Tiền vỗ bàn đứng lên. Lúc này, Đông Phương Hiểu có cảm giác choáng váng. Đầu hơi choáng váng, mắt hơi đau rát, không phải bởi vì khó chịu, mà là bởi vì kích động và hưng phấn. Sự kiện Trần Diễm Hoàn, do cô cố ý tuyên truyền, Hạ Tưởng khéo léo thúc đẩy, rốt cục bay lên tới giai đoạn đọ sức bằng đao thật súng thật. Tâm tình Đông Phương Hiểu đã trải qua sự biến đổi nhanh chóng, đối với Hạ Tưởng là từ kỳ vọng đến thất vọng, lại đến Trương Duy Chiếu châm ngọn lửa chiến tranh, trong nháy mắt, sự sùng bái của cô đối với Hạ Tưởng lập tức bay lên tới độ cao không gì sánh kịp rồi. Chủ tịch tỉnh Hạ là người giấu tài không để lộ. Chủ tịch tỉnh Hạ quả là một người không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trúng ngay chỗ hiểm. Lúc này cô hoàn toàn hiểu được, Hạ Tưởng chẳng những có chuẩn bị trước, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng phong phú. Phải nói, trừ Hạ Tưởng ra, tất cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bao gồm cả Đông Phương Hiểu, đều biết rất rõ người đứng phía sau sự kiện Trần Diễm Hoàn năm đó là ai. Đó là nhân vật thứ tư hiện tại của tỉnh ủy Vương Hướng Tiền. Có thể nói, Trần Diễm Hoàn có thể đảm nhiệm phó chủ tịch quận, đúng là do một tay Vương Hướng Tiền bí thư Thành ủy Tấn Dương lúc đó thúc đẩy. Sau đó, Trần Diễm Hoàn có thể được chọn làm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, cũng là khi Vương Hướng Tiền đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh đích thân quan tâm đến, mới có thể nhậm chức thuận lợi. Nếu nói điều tra tìm nguồn gốc thật sự của bàn tay phía sau đã thúc đẩy sự kiện Trần Diễm Hoàn, Vương Hướng Tiền là người đầu tiên làm việc nhân thì không cần nhường thầy. Đúng vậy, Trương Duy Chiếu chỉ hướng đặc biệt rõ ràng, Vương Hướng Tiền mới trong lúc không thể át giận được, vỗ bàn đứng lên. Đồng chí Trương Duy Chiếu, anh có ý gì? Anh ngấm ngầm hại người, rốt cuộc là chịu sự sai khiến của ai mà phải dùng sự kiện Trần Diễm Hoàn tạt nước bẩn lên người tôi? Trương Duy Chiếu bị Vương Hướng Tiền chỉ mũi, lại còn có thể cười. Đồng chí Hướng Tiền không cần kích động, tôi làm sao dám ngấm ngầm hại người? Tôi chỉ kể lại sự thật, chẳng lẽ anh muốn nói, năm đó anh đã đề bạt Trần Diễm Hoàn? Cũng không biết là anh ta giả bộ hồ đồ hay là cố ý chọc giận người khác. Thật đúng là cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ đầu. Ai ra, tôi mới nhớ ra, lúc đó, Bí thư Thành ủy Tấn Dương thật sự là anh. Thở, phù, một tiếng, Mộc Thành Kiệt đang muốn uống trà rốt cuộc không nhịn nổi, nước trà trong miệng đều phun ra, phun đầy cả bàn. Gã thấy mọi người đều quay đầu nhìn gã với ánh mắt bất mãn, vội không ngừng gật đầu, úp tay xuống, sau đó dùng tay mình lau sạch. Chủ yếu cũng là do màn biểu diễn của Trương Duy Chiếu rất giống như thật, quả thực chính là chỗ cao siêu khiến người tức chết mà chẳng thèm đền mạng. Hạ Tưởng dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Đồng chí Hướng Tiền, biểu hiện của anh hôm nay, khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Động một tí là chen lời, động một tí là đập bàn. Trong mắt anh còn có tính tổ chức và tính kỷ luật hay không? Hạ Tưởng một câu như một kiếm xuyên tim, khiến Vương Hướng Tiền đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Muốn có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ. Không có biện pháp, Hạ Tưởng trực tiếp đè từ trên xuống, quan lớn một cấp đè chết người. Vừa rồi, ai bảo gã khí thế quá thịnh. Trương Duy Chiếu cố ý nói bóng gió tôi. Mong đồng chí Lôi Trị Học và đồng chí Hạ Tưởng phân xử cho tôi. Vương Hướng Tiền dưới có sự bức bách trong bông có kim của Trương Duy Chiếu, lại bị khí thế của Hạ Tưởng hăm dọa, chỉ có thể lui về sau một bước. Lôi Trị Học liền không thể không tỏ thái độ. Cách nói của đồng chí Duy Chiếu, có căn cứ xác thật hay không? Không có căn cứ xác thực thì không nên nói lung tung, ảnh hưởng tới danh dự của đồng chí khác sẽ không tốt lắm.
phát biểu của đồng chí Duy Chiếu cơ bản là thật. Lúc đó, Bí thư Quận ủy đương nhiệm Phó Thị trưởng Tấn Dương Trần Kinh đã chính miệng làm chứng với tôi về chuyện này. Càng làm cho người khác không thể tưởng được chính là, Trương Bình Thiếu không ngờ đánh phá, gia nhập vào thảo luận. Trương Bình Thiếu là Bí thư Thành ủy Tấn Dương, lời của anh ta tương đương cú đánh kết thúc về sự thật Vương Hướng Tiền vi phạm quy định đề bạt Trần Diễm Hoàn năm đó. Sắc mặt của Vương Hướng Tiền đã biến đổi lại càng biến đổi thêm, trong sự khiếp sợ còn có vẻ khó có thể tin được. Ánh mắt của gã không ngừng nhìn Hạ Tưởng, Trương Duy Chiếu và Trương Bình Thiếu. Ngoài mặt, Lôi Trị Học có vẻ bình tĩnh, ý kinh hãi của nội tâm cũng như lúc hiểm nghèo. Nếu không phải ông ta kiềm chế tốt, từng trải qua trường hợp lớn, thì vừa rồi khi Trương Duy Chiếu phát ngôn, cũng suýt nữa không thể khống chế được. Không nghĩ tới, Trương Duy Chiếu vẫn theo sát chân ông ta, vậy mà chỉ sau khi Hạ Tưởng nhậm chức 3 ngày, liền lập tức phản chiến hoàn toàn, quay ngoắt lại đứng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã ngầm mạnh miệng hứa hẹn với Trương Duy Chiếu điều gì? Lôi Trị Học càng nghĩ càng tức giận, nghĩ lại mà sợ. Vừa nghĩ tới mấy năm qua Trương Duy Chiếu đối với ông ta vô cùng cung kính, không ra lệnh thì không làm. Trong nháy mắt, lại giống như người lạ, cùng Hạ Tưởng mặc chung một quần. Cảm giác bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội làm cho người ta gần như phát điên. Cũng may, Lôi Trị Học nhịn được. Tuy nhiên nếu Lôi Trị Học biết được, trên thực tế, mấy năm qua, Trương Duy Chiếu vẫn ẩn núp ở bên cạnh ông ta, chưa bao giờ từng có một ngày nào thật lòng với ông ta. Hơn nữa, Trương Duy Chiếu vốn là người của Lộ Uyên Nguyên, nói không chừng ông ta sẽ tức giận đến hộc máu. Mấy năm qua, ông ta chuyên tâm loại trừ thế lực còn sót lại của Hình Đoan Đài, Lộ Uyên Nguyên và Tào Vĩnh Quốc. Lại không nghĩ rằng, bên người có một tai họa ngầm lớn nhất vẫn ẩn núp. Có thể nói, mai phục thời hòa bình còn ngoạn mục hơn cả mai phục thời chiến tranh được diễn trên TV. Càng ngoài dự đoán của mọi người, càng chấn động lòng người. Không chỉ Lôi Trị Học khiếp sợ, Đông Phương Hiểu lại không thể tin được cảnh tượng đang rất sống động phát sinh ở trước mắt. Trương Duy Chiếu lâm trận liền quay giáo, cũng khiến cô nhất thời đầu choáng váng hoa cả mắt, thật sự không nghĩ ra Trương Duy Chiếu một người mà Lôi Trị Học nói gì liền nghe nấy, sao lại đột nhiên quay ngược lại, hướng về phía Hạ Tưởng. Bàn về cấp bậc, Lôi Trị Học là nhân vật số một. Bàn về lý lịch kinh nghiệm, Lôi Trị Học đã tới tỉnh Tây trước Hạ Tưởng đến mấy năm. Hơn nữa, chỉ mấy năm nữa, Lôi Trị Học còn có hy vọng vào cục, rõ ràng hơn một khóa so với Hạ Tưởng. Lại thêm vài năm ăn ý và giao tình giữa Trương Duy Chiếu và Lôi Trị Học, Hạ Tưởng làm thế nào để thuyết phục được Trương Duy Chiếu khiến anh ta không tiếc trở mặt ra một đòn dễ như trở bàn tay. Không hề nghi ngờ, bắt đầu từ hôm nay, từ lúc Trương Duy Chiếu trực tiếp chỉ trích Vương Hướng Tiền, anh ta và Lôi Trị Học đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Không đội trời chung với Vương Hướng Tiền, lại càng không thể giải hòa. Hạ Tưởng thực sự có trình độ, mới nhậm chức 3 ngày đã xúi dục nhân vật số 3 của tỉnh ủy, khiến tỉnh ủy tỉnh Tây vẫn luôn bị bao trùm dưới cái bóng của Lôi Trị Học, từ việc chỉ có một phái Lôi Trị Học đảo mắt liền biến thành một phái Lôi Trị Học một phái Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mượn sự kiện Trần Diễm Hoàn, mượn Trương Duy Chiếu ra tay, lại có Trương Bình Thiếu ở bên cạnh trợ uy, mạnh mẽ, cứng rắn vùng lên. Trận chiến đầu tiên liền một kiếm trúng mục tiêu, mở ra cửa chính kín không kẽ hở của tỉnh Tây. Ngoài mặt, sự kiện Trần Diễm Hoàn chỉ mũi nhọn vào Vương Hướng Tiền, trên thực tế, chính Lôi Trị Học là người tổn thất lớn nhất. Không đề cập tới Trương Duy Chiếu xoay người hướng về phía Hạ Tưởng, ngay cả Trương Bình Thiếu cũng phụ họa cho Trương Duy Chiếu, không lưu tình nể mặt mượn sự kiện Trần Diễm Hoàn để công kích Vương Hướng Tiền. Cũng chứng minh một điểm, Trương Bình Thiếu cũng toàn diện quay ngược về phía Hạ Tưởng. Sao lại thế này? Sao có khả năng? Trước kia, Hạ Tưởng chưa nhậm chức ở tỉnh Tây, Trương Duy Chiếu và Trương Bình Thiếu được xưng là nhị Trương, hai người đều là họ Trương tỉnh Tây, Lôi Trị Học nói gì nghe nấy, thậm chí bị người ta coi là ông thiện ông ác của Lôi Trị Học. Kết quả hai người cùng quay giáo đánh một đòn, tin rằng Lôi Trị Học không tức giận đến hộc máu, cũng sẽ đau đầu 3 ngày. Sau khi Trương Bình Thiếu phát biểu, hội nghị thường vụ lại lâm vào tình trạng trầm mặc khó xử. Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ, đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi khói thuốc súng. Từ lúc Lôi Trị Học nhậm chức tỉnh Tây tới nay, đây là lần đầu tiên hội nghị thường vụ xuất hiện dấu hiệu không khống chế được. Uy phong của Hạ Tưởng, chỉ một trận chiến mà tạo dựng được. Dưới hai tầng chỉ trích của Phó Bí thư tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Tấn Dương, sự thật thắng hùng biện, Lôi Trị Học khó xử. Nếu sự tình thật sự phải đào sâu xuống, sẽ liên lụy đến Vương Hướng Tiền thì phiền toái. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ,
lớn, có lẽ sẽ hủy đi tiền đồ của Vương Hướng Tiền, chỉ cần lãnh đạo Trung ương không truy cứu, có lẽ Vương Hướng Tiền sẽ toàn mạng lui ra. Nhưng hiện tại phải kết thúc như thế nào mới tốt? Hiện tại, Lôi Trị Học xem như đã chân chính hiểu rõ dụng tâm âm hiểm của Hạ Tường, mượn sự kiện Trần Diễm Hoàn làm mồi lửa, một ít bom liên tiếp rơi. Nếu thật sự muốn xem xét tới việc dùng người cẩn thận truy cứu tất cả cán bộ liên quan tới sự kiện Trần Diễm Hoàn, không chắc sẽ có bao nhiêu người thất thế. Hơn nữa nói không chừng tất cả còn có thể đều là người của ông ta. Lôi Trị Học nheo mắt lại, quay đầu thoáng nhìn về phía Hạ Tưởng đầy thâm ý, chỉ tiếc, Hạ Tưởng làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của ông ta. Mặc dù phần lớn những người đang ở trong hội nghị thường vụ vẫn chưa tỏ thái độ, Lôi Trị Học biết không thể mạo hiểm. Có trời mới biết được Hạ Tưởng đã xúi dục mấy người, nếu chẳng may đi tiếp toàn bộ đều ra sức ủng hộ Hạ Tưởng thì thật sự không thể xong việc. Với chủ ý trước, ông ta hơi hơi cúi người, quay về phía Hạ Tưởng nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Hạ Tưởng nghe xong, khẽ gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại vài câu. Được Hạ Tưởng đồng ý, Lôi Trị Học liền tuyên bố quyết định. Sau khi thương lượng với đồng chí Hạ Tưởng, sẽ tiếp tục bàn bạc về sự kiện Trần Diễm Hoàn khi có cơ hội thích hợp. Tan họp. Tuy rằng tan họp, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lôi Trị Học đã thua một ván, hơn nữa còn thua cực thảm. Chủ yếu nhất chính là, nếu trợ thủ đắc lực nhất của Lôi Trị Học trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh bị sự kiện Trần Diễm Hoàn liên lụy tới, vô cùng có khả năng, Lôi Trị Học rất có khả năng sẽ mất đi năng lực nắm giữ bộ máy chính quyền trong tay. Chủ tịch tỉnh Hạ ra tay, thật sự là sắc bén, vừa ra tay liền đánh trúng điểm yếu của Lôi Trị Học. Mọi người đã tản đi. Vương Hướng Tiền vẫn ngồi bất động ở trên ghế. Trong hội nghị thường vụ hôm nay, là Waterloo của gã. Tuy rằng gã còn chưa tính là thảm bại, trên thực tế thanh danh đã bị hao tổn nghiêm trọng. Theo nghĩa nào đó mà nói, Hạ Tưởng mượn sự kiện Trần Diễm Hoàn làm lý do, đã đạt được mục đích đả kích hy vọng của gã. Phùng Kiện Siêu nén lại cuối cùng, chờ sau khi tất cả mọi người đi hết, anh ta mới đến trước mặt Vương Hướng Tiền, nhẹ nhàng nói một câu. Đồng chí Hướng Tiền, chuẩn bị trước một chút, lập tức sẽ tổ chức cuộc họp hội nghị thường vụ chính quyền, đề tài thảo luận là triển khai hành động đặc biệt điều tra loại bỏ các xí nghiệp xử lý nước thải trái pháp luật. Nói vừa xong, Phùng Kiện Siêu liền xoay người rời đi, để lại cho Vương Hướng Tiền một bóng dáng đầy dư vị. Triển khai hành động đặc biệt điều tra loại bỏ các xí nghiệp xử lý nước thải trái pháp luật. Vương Hướng Tiền bỗng chốc cảnh tỉnh, đúng rồi, Hạ Tưởng muốn khai đao bắt các xí nghiệp trọng điểm gây ô nhiễm. Mà nắm công tác ô nhiễm môi trường là phần việc của gã. Trong lòng Vương Hướng Tiền trầm xuống, ở bên trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch tỉnh Hạ muốn thu quyền. Sau đó, Hạ Tưởng theo Lôi Trị Học đi vào văn phòng bí thư tỉnh ủy, Trần Hạo vội tiến lên trước một bước, mở cửa phòng ra, vẻ mặt mỉm cười kính cẩn mời Lôi Trị Học và Hạ Tưởng đi vào. Hạ Tưởng cố ý quay lại gật đầu với Trần Hạo, còn chủ động giơ tay bắt tay Trần Hạo. Trần Hạo, không tồi. Cái tên rất hay. Về phần hay cụ thể đến làm sao, hắn lại không rõ nói. Dường như chỉ thuận miệng mà nói, lại dường như có ám chỉ khác. Sau khi ngồi xuống, câu mà Lôi Trị Học mở miệng nói đầu tiên là. Đồng chí Hạ Tưởng, về việc xử lý sự kiện Trần Diễm Hoàn như thế nào, anh có ý tưởng cụ thể nào hay không? Có, thật ra là có, chẳng qua còn chưa thật sự thích hợp. Hạ Tưởng khoe ra một cái nút, cố ý không nói rõ ràng. Hiện tại, Trung ương đã 3 lần 5 lượt yêu cầu phải nghiêm túc khi lựa chọn cán bộ, chỉ sợ sự kiện Trần Diễm Hoàn sẽ làm cho Trung ương chú ý. Trong lòng Lôi Trị Học cả kinh, sao chứ, chẳng lẽ Hạ Tưởng đã báo lên ban tổ chức Trung ương, nhất định phải dồn Vương Hướng Tiền vào chỗ chết hay sao? Quá độc ác! Hạ Tưởng rốt cuộc có báo cáo lên ban tổ chức Trung ương hay không, hắn không nói rõ, để lại nỗi lo lắng cho Lôi Trị Học. Buổi chiều ngày hôm đó, Hạ Tưởng tổ chức họp hội nghị Ủy ban Thường vụ Chính phủ tỉnh lần thứ nhất từ lúc hắn nhậm chức đến nay. Tính cả Hạ Tưởng trong đó, 7 phó chủ tịch tỉnh đều đông đủ, không một ai vắng mặt, làm người ta khó hiểu chính là, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, trưởng Bộ Công an Mộc Thành Kiệt cũng có mặt tại hội nghị này, ngồi ở phía bên ngoài, còn lấy một quyển vở chăm chỉ ghi chép lại nội dung cuộc họp và những điều Hạ Tưởng nói, làm cho người ta không khỏi hoang mang bất định. Chẳng lẽ Mộc Thành Kiệt cũng dựa vào Hạ Tưởng? Hay là xuất phát từ công việc cần làm như vậy? Hạ Tưởng chủ trì hội nghị. Hôm nay nội dung hội nghị chủ yếu thảo luận về vấn đề triển khai điều tra xí nghiệp thải ô nhiễm trong phạm vi toàn tỉnh. Mọi người đều biết,
Tỉnh Tây là một trong những tỉnh ô nhiễm nghiêm trọng nhất, là nơi ô nhiễm cá biệt thậm chí đến mức độ bụi che kín trời. Nên nhớ có một câu nói lưu truyền rất hay, nhất đán lư phương thốn điền, lưu giữ tử tôn canh, để lại một tấc ruộng là để lại một bát cơm cho con cháu tấc đất tấc vàng, nhưng mà tình trạng tỉnh Tây như thế nào, đừng nói một tấc ruộng, có được một tấc trời xanh là tốt rồi. Giọng điệu của Hạ Tưởng rất trầm trọng, biểu cảm rất tập trung, không phải hắn diễn xuất, là thật sự phát ra thật lòng. Lúc thời tiết quang đãng, trời xanh bao la, có cảm thấy bầu trời xanh cách chúng ta quá xa hay không? Vì sự phát triển kinh tế, tỉnh Tây đã hy sinh quá nhiều, không những đào chống đất, mà còn ô nhiễm bầu trời xanh, ông cha ta nói trên không miếng ngói, dưới không mảnh đất cắm rùi, còn người dân tỉnh Tây nói, trên không trời xanh mây trắng, dưới không cây cao bóng cả, nếu chúng ta lấy sự hy sinh sinh tồn của con cháu đời sau vì sự phát triển dị dạng của kinh tế, mấy chục năm sau, khi chúng ta già rồi, tham vọng tiền giảm đi, chỉ muốn hưởng thụ hạnh phúc gia đình thì lại phát hiện, con cháu đời sau hận chúng ta đến xương tủy. Bởi vì chúng ta đã cướp đi không gian sống của chúng, thì chuyện chúng ta làm có ý nghĩa gì không? Không giống những lời nói thao thao khô cằn của người khác, Hạ Tưởng lần đầu lấy thân phận chủ tịch tỉnh chủ trì hội nghị thường vụ chính phủ, rõ ràng đã nói ra những lời tâm huyết, khiến Vương Hướng Tiền khiếp sợ, khiến Phùng Kiện Siêu kinh ngạc, làm cho các phó chủ tịch tỉnh có chút cảm động. Hạ Tưởng là hoàn toàn đứng trên lập trường tỉnh Tây, xem là một thành viên của tỉnh Tây mà nói ra những lời thật tâm như thế, chứ không phải với thân phận là chính khách hay một gã quan liêu, chỉ vì chính thích thành tích chính trị, mà tiếp tục thi hành phương thức phát triển đuổi kịp và cướp đoạt, dù sao chính thích tới tay, cúp đuôi chạy lấy người, thì tỉnh Tây có trời xanh mây trắng không cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Trung Quốc rộng lớn, có nhiều tỉnh có bầu trời xanh mây trắng, ai cũng không thể làm ở tỉnh Tây cả đời. Nhưng Chủ tịch Hạ là thành tâm vì sự phát triển lâu dài của tỉnh Tây, là thật sự đang đứng trên nỗi lo âu của nhân dân tỉnh Tây, ít nhất, trên lập trường, Chủ tịch Hạ một lòng vì nhân dân tỉnh Tây, vì dân tạo phúc. Trong hành động đặc biệt lần này phải nghiêm trị những xí nghiệp làm ô nhiễm môi trường, yêu cầu phải chặt chẽ, bao trùm toàn bộ, từ trái qua phải, từ đầu đến cuối, xử lý tất cả xí nghiệp vi phạm môi trường. Đào thải hoặc đóng cửa. Hạ Tưởng nghiêm túc đề xuất yêu cầu. Công ty không đạt tiêu chuẩn và vượt số lượng ô nhiễm, nhất loạt thực hiện gia hạn thời gian xử lý, gia hạn thời gian xử lý vẫn không thể đạt mục tiêu thì nhất loạt do chính phủ thực thi đóng cửa, đối với phương tiện và công nghệ lạc hậu thì cưỡng chế tiêu hủy, đối với những sự cố ô nhiễm môi trường trầm trọng, dẫn đến tổn thất kinh tế trầm trọng hay tổn hại đến con người, những kẻ liên quan phạm tội, đều giao cho cơ quan tư pháp, dựa theo pháp luật mà truy cứu hình sự. Hành động đặc biệt lần này, dự định do đồng chí Vương Hướng Tiền phụ trách. Đồng chí Vương Hướng Tiền có khó khăn gì không? Hạ Tưởng không hỏi Vương Hướng Tiền có ý kiến gì không mà lại hỏi có khó khăn gì không, hẳn có thâm ý. Vương Hướng Tiền hiện tại tâm trạng suy sụp, y nghe nói kết quả sau khi Lôi Chỉ Học và Hạ Tưởng thảo luận sự kiện Trần Diễm, vẫn chưa nhất trí. Hơn nữa, Hạ Tưởng dường như còn ám chỉ sự việc đã dẫn đến sự chú ý của lãnh đạo Trung ương, làm cho Vương Hướng Tiền vô cùng buồn bực và lo lắng, nếu chẳng may lãnh đạo Trung ương tức giận. Lấy sự kiện Trần Diễm trở thành điển hình chống đối, nói không chừng chức quan cũng khó giữ. Trong chính trị, rất nhiều sự việc có thể lớn, có thể nhỏ. Nhỏ thì có thể không giải quyết được chuyện gì, lớn thì một phó chủ tịch tỉnh cũng có thể âm thầm ngã ngựa. Hơn nữa chính trị trong nước không thể suy nghĩ theo lẽ thường, vừa rồi có một gã quan viên cấp sở ngã ngựa vì tội thông dâm. Trước kia muốn xử lý một cán bộ cao cấp bằng tội danh thông dâm là chuyện không thể, nhưng bây giờ lại xảy ra ngay trước mắt. Vương Hướng Tiền luôn tự nhận thấy mình thông minh, xem xét thời thế và cái nhìn tài tình, mà bây giờ lại bị Hạ Tưởng nhẹ nhàng đẩy, chỉ dùng sự kiện Trần Diễm đã có thể làm cho y phải bất an, xem như y đã được nếm thủ đoạn cay độc của Hạ Tưởng. Mất đi sự điềm tĩnh trước kia, Vương Hướng Tiền bị Hạ Tưởng điểm danh phụ trách hành động đặc biệt, hắn lo lắng Hạ Tưởng sắp đặt cạm bẫy, dù sao hành động đặc biệt là việc cố sức cũng không làm tốt, ngoài việc đắc tội với người khác thì không có lợi gì cả. Hơn nữa bây giờ y không thể thoát ra sự việc Trần Diễm, thì làm gì có tâm trí mà phụ trách hành động đặc biệt. Vừa lúc Hạ Tưởng mở miệng hỏi y có khó khăn gì không, y liền thuận thế nói. Chủ tịch, vì lý do cá nhân, thật sự có chút khó khăn. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Có khó khăn thì nói, bộ máy chính phủ là một tập thể đoàn kết, nếu như anh thật sự có khó khăn không tiện phụ trách hành động đặc biệt, thì có thể nói ra. Lời của Hạ Tưởng thật hợp với ý của Vương Hướng Tiền, lúc này y nói tiếp.
nếu như có thể sắp xếp phó chủ tịch khác phụ trách, tôi rất cảm ơn sự thông cảm của chủ tịch. Hạ Tưởng gật đầu. Con người ai cũng có lúc khó khăn, có thể hiểu được. Hắn quay lại hướng các phó chủ tịch. Đồng chí nào chủ động xin đi giết giặc, phụ trách hành động đặc biệt. Để tôi phụ trách được rồi. Lập tức có người trả lời. Mọi người đều nghĩ là hành động đặc biệt không phải là việc có lợi có thể đạt thành tích, không có phó chủ tịch chủ động xin giết giặc, cuối cùng Hạ Tưởng phải chỉ mặt phân công, coi hành động đặc biệt như một nhiệm vụ mới được. Mọi người cũng không hiểu vì sao Hạ Tưởng dễ dàng bỏ qua cho Vương Hướng Tiền, nếu như Hạ Tưởng kiên quyết chỉ định Vương Hướng Tiền, thì Vương Hướng Tiền nhất định phải tiếp nhận hành động đặc biệt. Quy củ của quan trường là, lệnh của chủ tịch, không thể không theo. Không ngờ, Mã Hoài Minh lại chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu tiếp nhận hành động đặc biệt, làm không ít người mở to mắt. Có kẻ tranh công, có kẻ tranh lợi, nhưng không ngờ có kẻ tranh giành cục diện rắm rối như vậy. Tuy nhiên sau đó mọi người hiểu ra sự sắp đặt tinh ý của Hạ Tưởng, thì không khâm phục sự cao minh và sâu sắc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gật đầu khen ngợi Mã Hoài Minh. Đồng chí Hoài Minh xung phong nhận nhiệm vụ nặng nề, đáng được biểu dương. Tôi hy vọng các đồng chí cũng phải suy nghĩ vì đại cục, xung phong nhận việc, cống hiến để kiến thiết tỉnh Tây. Không nên gặp khó khăn thì lùi bước, bản sắc cách mạng đảng viên Đảng Cộng sản chính là không sợ khó khăn, nghiêm trị việc thải chất ô nhiễm ở tỉnh Tây thật sự là điều khó khăn, nhưng vẫn cần có đồng chí dũng cảm tiến tới, đồng chí Hướng Tiền tạm thời có khó khăn, tôi cũng có thể hiểu được, vậy thì đồng chí Hoài Minh phụ trách hành động đặc biệt này. Hạ Tưởng nói một câu quyết định mọi chuyện. Quyết định Mã Hoài Minh là người phụ trách hành động đặc biệt, kết thúc ở đây, hội nghị thường vụ chính phủ hôm nay cho dù thành công viên mãn, nhưng nếu như không có thêm vấn đề gì để thảo luận, buổi hội nghị của Hạ Tưởng hôm nay cũng xem như là chưa đạt được thành công, mặc dù đã xác định được hành động đặc biệt xử lý chất thải, nhưng hành động đặc biệt là hành động do chính phủ chỉ định, Hạ Tưởng chỉ thuận thế tiếp nhận, cũng không thể coi là thành tích của hắn. Sau khi Hạ Tưởng chỉ định Mã Hoài Minh xong, thì lại chuyển đề tài, nói một câu làm mọi người có mặt trong hội trường đều ngạc nhiên. Đồng chí Hoài Minh phụ trách hành động đặc biệt, là chuyện tốt, nhưng đồng chí Hoài Minh cũng không được phân công quản lý việc bảo vệ môi trường, do đồng chí phụ trách thì dường như rất khó sắp xếp hành động thống nhất với Bộ Bảo vệ Môi trường. Lời của Hạ Tưởng là lời nói thật, nếu không phân công phó chủ tịch phụ trách quản lý bảo vệ môi trường, xử lý chất thải thì nếu cấp dưới không phối hợp hành động, Mã Hoài Minh cũng không có cách gì. Không quản lý thì không có quyền phát ngôn, phó chủ tịch cũng không thể làm gì người ta. Đối với tỉnh Tây mà nói, Cục Bảo vệ Môi trường thật ra là chức quan béo bở, công việc bảo vệ môi trường của tỉnh Tây so với các tỉnh khác thì có vài phần quan trọng hơn, nắm quyền sinh sát các chủ mỏ than, không quan trọng sao được. Vì vậy bình thường việc bảo vệ môi trường của các tỉnh đều do các phó chủ tịch thông thường phân ra quản, chỉ có tỉnh Tây là do phó chủ tịch thường vụ nắm giữ. Lời của Hạ Tưởng ám chỉ rất nhiều ý, khiến Vương Hướng Tiền trong lòng căng thẳng, không được, bị lừa rồi, Hạ Tưởng muốn tiếp tục lấy y khai đao, muốn làm suy giảm quyền lực trong tay y, nghĩ tới việc này, Vương Hướng Tiền mặc kệ, không được, tuyệt đối không để cho Hạ Tưởng xâm phạm, y vừa muốn mở miệng nói, không ngờ Hạ Tưởng không cho y cơ hội. Xét đồng chí Vương Hướng Tiền thời gian gần đây có thể có nhiều việc, hoặc là gặp phải nhiều việc ngoài ý muốn, tôi đề nghị. Phân công đồng chí Hoài Minh quản lý bảo vệ môi trường giúp đồng chí Vương Hướng Tiền, đồng chí Hướng Tiền có ý kiến gì không? Các đồng chí cũng có thể phát biểu ý kiến. Vương Hướng Tiền há miệng thở dốc, không nói một lời, không phải không muốn nói, mà là bị nghẹn lời không thể nói ra được. Và lại cũng là ám chỉ của Hạ Tưởng quá trực tiếp và mãnh liệt, rõ ràng ám chỉ sự kiện Trần Diễm có thể tiếp tục kéo dài, mà y đã dấn sâu vào khó có thể thoát thân ra được. Sự hoảng sợ trong lòng y từ trước đến nay chưa từng mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ, sự kiện Trần Diễm thật sự liên lụy đến tiền đồ của y? Sẽ thật sự thành chuyện lớn. Vương Hướng Tiền nổi sóng gió trong lòng, còn tâm trí đâu mà lo đến việc phân công quản lý môi trường. Dưới sự uy hiếp cực mạnh của chuyện Trần Diễm, Vương Hướng Tiền bị Hạ Tưởng bày bố giống như rối gỗ, đẩy khỏi Bộ Bảo vệ Môi trường, mà lý do của Hạ Tưởng cũng rất thuyết phục, ai bảo y không tiếp nhận phụ trách hành động đặc biệt. Vương Hướng Tiền đã hạ vũ khí đầu hàng dưới thủ đoạn của Hạ Tưởng, sau ván thứ nhất đã bị sự kiện Trần Diễm ảnh hưởng đến danh vọng, giờ lại bị suy yếu quyền lực. Sau đó, Vương Hướng Tiền càng nghĩ càng nghẹn khuất, bị Hạ Tưởng giỡn cợt chưa tính, sự kiện Trần Diễm vẫn còn như một gánh nặng lớn đè lên lưng, ép y không thể thở nổi, rốt cuộc phải làm thế nào?
Vương Hướng Tiền gõ cửa văn phòng Lôi Trị Học, cần nói chuyện với bí thư Lôi, không thể để Hạ Tưởng vừa lên đảm nhiệm liền đắc ý. Lôi Trị Học không ngờ Vương Hướng Tiền tức giận như thế, ông ta thì ngược lại, tinh thần nhàn hạ an ủi Vương Hướng Tiền. Hướng Tiền, không cần cuống cuồng, sự kiện Trần Diễm không bao lâu nữa là sẽ có một kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Vương Hướng Tiền hiểu ý của Lôi Trị Học, nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, mỉm cười nói. Tôi vì quá quan tâm mà tâm trí rối loạn, quên mất thủ đoạn của Trần Diễm. Sở dĩ trong lòng Lôi Trị Học ung dung là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn nghe Lôi Tiểu Minh nói là Giang An muốn lợi dụng Trần Diễm đối phó Hạ Tưởng. Lấy cấp bậc của Trần Diễm chính diện đối kháng với Hạ Tưởng, không thể đối kháng lại sức mạnh của Hạ Tưởng, nhưng đừng quên rằng cấp bậc của Trần Diễm thấp, lại có điều kiện thuận lợi mà trời ban cho, đó chính là cô ta là người Tấn Dương, ở Tấn Dương có mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối. Còn một điểm nữa, Trần Diễm là một cô gái, có được nhan sắc trời sinh, và hơn nữa là vũ khí sắc đẹp không thể kháng lại được. Tác phong của Trần Diễm xinh đẹp là lớn gan, dám làm dám chịu, nếu như cô ta bùng nổ, tin tưởng Hạ Tưởng cũng khó mà đối kháng. Hạ Tưởng dù sao cũng trẻ tuổi, hơn nữa lại còn anh tuấn, ngàn vạn lần đừng đánh mất con đường tiến thân trong tay phụ nữ, Lôi Trị Học trong lòng vẫn còn giả vờ giả vịt lo lắng thay Hạ Tưởng. Đối với Lôi Tiểu Minh và Giang An, Lôi Trị Học cũng âm thầm lo lắng, mấy lần khuyến cáo Lôi Tiểu Minh rời xa Giang An, không học xấu theo Giang An. Lôi Tiểu Minh ngoài miệng đáp ứng rất tốt, quay lưng một cái là cùng với Giang An ăn chơi đàn đúm. Giang An được xưng là ngũ quáng công tử năm mỏ. Thật ra Lôi Trị Học thà kêu hắn là ngũ độc công tử, ăn uống, chơi gái, hút chích ngũ độc công tử đều có. Tuy nhiên, Lôi Tiểu Minh vẫn âm thầm qua lại với Giang An sau lưng ông ta, trong lòng ông ta đều biết, chỉ có điều mắt nhắm mắt mở. Lôi Trị Học vẫn không hạ quyết định nhất quyết đoạn tuyệt toàn bộ mối quan hệ giữa Lôi Tiểu Minh và Giang An, trong lòng vẫn có một chút ý nghĩ riêng, Giang An có giá trị lợi dụng rất lớn. Không chỉ vì Giang An vừa là thủ phủ tỉnh Tây, mà còn vì Lôi Tiểu Minh kể lại giao dịch giữa Giang An và Trần Diễm khiến Lôi Trị Học rất động tâm. Không chiến đấu mà khuất phục mới là thượng sách, ông ta thật sự không muốn đấu chính diện với Hạ Tưởng, không phải ông ta sợ Hạ Tưởng mà là vì để duy trì hình tượng rộng rãi và khoan dung. Chứ không phải ỷ lớn bắt nạt nhỏ, lấy lớn đè nhỏ, làm Trung ương nghĩ là ông ta ăn hiếp Hạ Tưởng. Kỳ thực, Lôi Trị Học không muốn thừa nhận, nếu như ông ta và Hạ Tưởng chống đối lẫn nhau, thắng, không vinh, dù sao ông ta cũng là người cạnh tranh với Cổ Thu Thật, nếu ức hiếp Hạ Tưởng thanh niên thế hệ sau, thì cũng không có ý nghĩa, mà bại thì quá mất mặt. Nếu như ông ta bại bởi Hạ Tưởng, sau này còn mặt mũi nào mà ngồi ngang hàng Cổ Thu Thật. Mà nếu ngộ nhớ bị Hạ Tưởng đánh bại thảm hại, thậm chí có thể bị Cổ Thu Thật nắm lấy sơ hở làm ông ta mất đi cơ hội, chẳng lẽ vì việc nhỏ mà làm mất đi việc lớn. Cổ Thu Thật hiện tại đã vào bộ chính trị rồi, không lâu sau có hy vọng quản lý Bắc Kinh, nghe nói Tổng Thư Ký đang nỗ lực vận động, cố ý khiến cho Cổ Thu Thật làm chủ Hạ Lưu Trường Giang, muốn làm cho Hạ Giang tạo thành căn cứ đoàn hệ, đã đi trước ông ta một bước, ông ta hiện tại đã tụt hậu rất nhiều, đang gấp rút đuổi theo Cổ Thu Thật. Thì làm gì còn sức lực đấu với Hạ Tưởng. Thắng Hạ Tưởng, sẽ bị người đời chế nhiễu ông ta ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Thua Hạ Tưởng, càng sẽ bị người đời cười nhạo trình độ quá thấp, Lôi Trị Học vô cùng đau đầu đối với vấn đề làm sao để đối xử với Hạ Tưởng. Nhưng lại không thể dễ dàng để cho Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tây mà bắt đầu như tầm ăn dỗi, cướp đi thế lực của ông ta. Trương Duy Chiếu và Trương Bình Thiếu tại hội nghị thường vụ xung phong đi đầu phục vụ Hạ Tưởng. Làm cho Lôi Trị Học tức giận trong lòng, bất cứ ai trong chớp mắt phát hiện người tín nhiệm nhất của mình trong giờ khắc then chốt phản bội lại mình, thì người đó cũng khó mà có thể chấp nhận được hiện thực. Nhưng khó chấp nhận cũng phải chấp nhận, thực tế không thay đổi vì ý chí người khác, cho dù ông ta là Tổng Bí Thư cũng bất lực. Nếu như Lôi Tiểu Minh và Giang An quan hệ tốt, có thể dựa vào Giang An, bất cứ lúc nào Giang An và Trần Diễm liên kết đối phó Hạ Tưởng và triển khai mới nhất. Ông ta có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến đồng thời nắm giữ tiên cơ, càng có thể âm thầm hành động trong những thời điểm quan trọng, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Sau khi Hạ Tưởng xúi dục thành công Trương Duy Chiếu và Trương Bình Thiếu là nguyên nhân đầu tiên Lôi Trị Học tiếp tục thúc đẩy sự kiện Trần Diễm phát triển. Nguyên nhân thứ hai là ông ta nghe ngóng tin tức từ phía Trung ương, nghe được câu trả lời là sự kiện Trần Diễm cũng không có kinh động gì đến các lãnh đạo chủ chốt của Trung ương. Nếu lãnh đạo Trung ương không hỏi đến, trong đầu Lôi Trị Học đã có tính toán hết rồi, một việc nhỏ như vậy,
khó lọt vào mắt lãnh đạo Trung ương. Hơn nữa, hiện tại lãnh đạo Trung ương đang cố gắng giải quyết các việc lớn, làm sao để mắt tới cái tên chưa từng nghe như Trần Diễm. Hạ tưởng chỉ phô trương thanh thế thôi. Dựa vào hai nguyên nhân trên, sau khi Lôi Chỉ Học nếm mùi thất bại, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, quyết định thực hiện chính sách ngoài lòng trong chặt đối với Hạ Tưởng, ở mặt ngoài, dùng phương pháp thái cực đỡ đòn của Hạ Tưởng, bên trong, tăng cường thu tóm quyền lực, củng cố trận doanh, tránh việc Hạ Tưởng xúi dục người bên mình. Đồng thời, ông ta bày mưu đặt kế, đối với Âu Khắc Nhân và Trần Hạo Nhân vật số 1 số 2 ở thành phố này thì tiến hành sắp xếp điều tra hệ thống, để tránh sau khi Hạ Tưởng đứng vững ở tỉnh ủy, tiến thêm một bước giành được hưởng ứng của thành phố cấp 3. Nếu như Hạ Tưởng có thể nắm trong tay hơn một nửa hội nghị thường vụ, lại có thêm hưởng ứng tích cực của một nửa thành phố cấp 3, thì có nghĩa là Hạ Tưởng bước đầu đã thành công chiếm được tỉnh Tây. Chẳng những không thể để cho Hạ Tưởng và ông ta vị thế ngang nhau, càng không nói đến việc đánh bại ông ta, cũng không thể để cho Hạ Tưởng tỏa sáng ở tỉnh Tây, hào quang vinh dự của chủ tịch tỉnh càng sáng, thì bí thư tỉnh ủy càng tối, mặc dù Lôi Chỉ Học cũng hiểu rõ, ủy viên thường vụ sẽ là cảnh tượng phân chia ranh giới cục diện chính trị. Nghĩa là tỉnh Tây trước kia chỉ do phái của họ Lôi độc quyền, bắt đầu nghênh đón cục diện hai phái cùng tồn tại, cho dù thừa nhận hay không thừa nhận, bằng lòng hay không bằng lòng. Phải đối mặt với sự thật là, phái của Hạ Tưởng sẽ mạnh mẽ nổi dậy. Ngẫm lại cũng là một việc rất có ý nghĩa, bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường vụ liên hợp, chủ tịch tỉnh liên kết với phó bí thư, song song tương đối, thế cục của tỉnh Tây, càng ngày càng phức tạp. Lôi Chỉ Học vừa nghe nói Hạ Tưởng thuận thế cướp đoạt phân công bảo vệ môi trường của Vương Hướng Tiền, đối với chuyện Hạ Tưởng khắp nơi đều nhắm vào nhất cử nhất động của Vương Hướng Tiền, ông ta có thể hiểu, nhưng không mấy vui vẻ. Đồng chí Hạ Tưởng không nói trước với tỉnh ủy một câu đã điều chỉnh phân công phó chủ tịch tỉnh, thật sự có chút không ổn, tôi sẽ nhấn mạnh tính kỷ luật của tổ chức với anh ta. Lôi Chỉ Học an ủi Vương Hướng Tiền một câu, cường điệu nói. Anh cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý. Sự kiện Trần Diễm sẽ không ồn ào, tỉnh ủy hết sức khống chế trong phạm vi nhất định. Trên nguyên tắc, điều chỉnh công việc của Phó Chủ tịch là công việc của Chủ tịch, nhưng trên nguyên tắc của một vài lãnh đạo đảng, Bí thư tỉnh ủy cũng có quyền hỏi qua sự vụ nội bộ chính trị tỉnh. Hạ Tưởng nên nhắc với Lôi Chỉ Học, nhưng Hạ Tưởng cố tình không nói, trong lòng Lôi Chỉ Học cũng không mấy vui vẻ. Sau khi Hạ Tưởng và Lôi Chỉ Học chạm trán lần trước, kết quả thảo luận chính là, do ban tổ chức ra mặt điều tra chân tướng sự thật. Sau khi báo với tỉnh ủy, lại phân tích tình huống cụ thể, nhưng quan điểm cụ thể đã được định rồi, chính là Trần Diễm phải rửa sạch đội ngũ cán bộ, trả lại tiền lương đã nhận. Nhưng có một chút khiến Hạ Tưởng và Lôi Chỉ Học không nhất trí quan điểm, Hạ Tưởng đề nghị nên thực thi áp dụng xử phạt nhất định đối với Trần Diễm, Lôi Chỉ Học không đồng ý, khăng khăng chờ kết quả điều tra của ban tổ chức cán bộ, thì mới xử trí Trần Diễm. Hạ Tưởng cũng không kiên quyết nữa. Nếu thay người khác, Lôi Chỉ Học đã sớm không lưu tình mà quát mắng, nhưng cố tình là Hạ Tưởng, ông ta khó tránh khỏi e dè thế lực phía sau của Hạ Tưởng, không dám quá mức nghiêm khắc đối với Hạ Tưởng. Chỉ có điều tư thế tấn công của Hạ Tưởng quá linh hoạt sắc bén, làm cho ông ấy có chút không chịu đựng nổi, lại thêm liên tưởng đến Hạ Tưởng và Lôi Tiểu Minh, Giang An trước đó, Lôi Chỉ Học cũng không dám khẳng định là Hạ Tưởng âm thầm gây sự sau lưng, không biết có phải lấy việc công báo thù riêng hay không. Bí thư Lôi, tỉnh Tây bình yên nhiều năm rồi, khi chủ tịch Hạ đến, thì muốn đao to búa lớn thúc đẩy cải cách, tỉnh Tây cần gấp một cục diện chính trị đoàn kết ổn định, không thể loạn, ổn định áp đảo hết thảy. Cho dù là nói chuyện riêng giữa hai người, Vương Hướng Tiền cũng không dám chỉ trích Hạ Tưởng không phải, tư tưởng yên vị làm cho y dè chừng, Hạ Tưởng dù sao cũng là chủ tịch. Nói rất đúng. Lôi Chỉ Học nhẹ nhàng lấy một quyển sách. Cứ từ từ rồi tính tiếp. Đồng chí Hạ Tưởng cũng không phải không có cái nhìn đại cục, hơn nữa anh ta vừa đến tỉnh Tây, nhiều tình huống vẫn chưa hiểu lắm, chỉ là dựa vào sự nhiệt tình mà làm việc, chờ anh ta thật sự hiểu được tình hình của tỉnh Tây, có lẽ anh ta sẽ nhận rõ sự thật. Ngụ ý chính của Lôi Chỉ Học chính là chờ Hạ Tưởng vấp phải trắc trở, Hạ Tưởng sẽ quay đầu lại. Chờ sau khi Vương Hướng Tiền rời khỏi, Lôi Chỉ Học cầm một cuốn sách tên là Vấn Đỉnh, hững hờ lật đi lật lại vài lần, lại đặt xuống. Tâm tư lại nghĩ đến chuyện ông ta và Hạ Tưởng đối đầu. Mâu thuẫn giữa nhân vật số 1 và số 2 là hiện tượng thường gặp, không có mâu thuẫn mới là bất bình thường. Nếu như sau lưng ông ta có một chủ tịch tỉnh nghe lời răm rắp, thì ông ta cũng sẽ cảm thấy không mấy tốt đẹp. Kẻ như vậy, hoặc là kẻ vô năng, không có chủ kiến,
hoặc là kẻ tiểu nhân, nháy mắt lại theo đuôi phía sau người khác. Mặc dù Hạ Tưởng vừa lên đảm nhiệm đã có khí thế làm người khác run sợ, Lôi Trị Học lại tuyệt đối không lo lắng, ít nhất có ba thế lực sẽ không cho Hạ Tưởng như ý, càng không để Hạ Tưởng yên ổn. Thứ nhất, Giang An. Giang An không phải một người, là đại diện của các nhà giàu mới nổi ở tỉnh Tây. Cha của Giang An, Giang Cương được xưng là thủ phủ tỉnh Tây, có vô số chủ mỏ than tỉnh Tây tâm đầu ý hợp liên hợp lại với nhau. Là một thế lực vô cùng to lớn. Thứ hai, Trần Diễm. Người phụ nữ Trần Diễm này, rất không tầm thường, nghe nói các thương nhân giàu có và các quan lớn quyền quý thần phục dưới váy cô ta nhiều vô số kể. Năm đó từng có một cô gái được các vị quan lớn dùng chung, vì để chu toàn cuộc đọ sức giữa các thương phú và quan lớn chấn động một thời, cô gái đó so sánh với Trần Diễm, theo ánh mắt Lôi Trị Học phán đoán, cũng khá tương đương. Thứ ba, các tập đoàn thâm căn cố đế ở tỉnh Tây. Trước tiên, Hạ Tưởng lấy bài trừ ô nhiễm ra quản lý, chẳng khác gì đã đá động đến điểm mấu chốt của các tập đoàn thu được lợi ích khổng lồ. Nhất định bước đi gian nan, tỉnh Tây sở dĩ bần cùng, nguyên nhân căn bản là do tập đoàn thu lợi nhuận quá lớn mạnh, không chia một chén thức ăn thừa nào cho bách tính tầng lớp thấp. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là quan thương cấu kết. Quan thương cấu kết, không phải đơn giản là một ông chủ than cấu kết với một vị phó chủ tịch, mà là cấu kết công an, công thương, thuế vụ và ban thường vụ chính phủ thành phố, hình thành nên một mạng lưới lớn chu đáo chặt chẽ và không có kẻ hở. Ai đụng chạm đến một phần lợi ích thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cả một tập đoàn. Cẩn thận cá chết lưới rách, hai bên cùng chết. Lôi Trị Học tự đắc cười một cái, không cần ông ta ra tay, ba thế lực thay nhau ra trận, Hạ Tưởng không chết cũng bị lột ra, trừ khi Hạ Tưởng nhận thua, từ bỏ suy nghĩ không thiết thực, thông đồng làm bậy. Lôi Trị Học muốn nhìn Hạ Tưởng thất bại trước thế lực. Lôi Trị Học nghĩ về ba thế lực, tương lai của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, đã hoàn toàn có thể đoán trước. Người hiểu biết Hạ Tưởng đều biết, Hạ Tưởng không nắm chắc không đánh, hơn nữa lần này Hạ Tưởng đảm nhận tỉnh Tây, công tác chuẩn bị so với lúc trước càng nhiều hơn. Bởi vì hắn biết rõ hắn ở tỉnh Tây gánh vác trọng trách càng nặng thì đối diện với khó khăn càng nhiều. Trận chiến mở màn giành thắng lợi, Hạ Tưởng cũng không có ý mừng công, chỉ ăn cơm với Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ rồi về tỉnh ủy. Cho dù tỉnh Tây là tỉnh lạc hậu, so với lĩnh Nam thì chênh lệch quá nhiều, nhưng bây giờ hắn là chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng, không phải trình độ phát triển của tỉnh khác nhau mà có đãi ngộ khác nhau, điều kiện ở và văn phòng của hắn, so với lúc ở lĩnh Nam thì hơn một bậc. Đối với vấn đề nhà ở, và đãi ngộ, yêu cầu Hạ Tưởng rất thấp, không để ý. Cũng là bây giờ hắn đi đâu cũng đều có người sắp xếp thỏa đáng, không cần quan tâm. Phòng rất lớn, lại chỉ có một người, Hạ Tưởng cũng không quen có người giúp việc trong nhà, hắn quen ở một mình, cũng dễ suy nghĩ sự tình. Mở cửa, cũng không có ai nói chuyện, tiện tay mở hộp thư điện tử, lại thấy có một bức thư. Thư của Quý Như Lan. Hạ Tưởng ngẩn ra, trong mắt hiện ra dáng điệu nụ cười giọng nói của Quý Như Lan. Đối với Quý Như Lan, trong lòng hắn có chút cảm hoài, luôn cảm thấy mắc nợ cô ta nhiều. Đương nhiên, nếu như để hắn biết Quý Như Lan âm thầm thủy chung vì hắn giai đoạn đầu ở tỉnh Tây mà dốc hết sức thúc đẩy, không biết hắn cảm kích như thế nào nữa. Phụ nữ của Hạ Tưởng không ít, nhưng đa số đều có sự nghiệp riêng, cũng là tụ nhiều ly ít, còn có một điều, mấy người phụ nữ họ không quan tâm chính trị, cũng có một vài người giúp đỡ hắn ở phương diện chính trị nhưng không nhiều. Chỉ có Quý Như Lan có ý nghĩ nhạy bén với chính trị. Mở thư ra, bên trong là dữ liệu chi tiết của Trần Diễm, có các mối quan hệ và gia sử của Trần Diễm, Hạ Tưởng xem kỹ qua một lần, trong lòng càng rõ hơn về Trần Diễm chính là điển hình chế độ phân bố tỉnh Tây. Một điểm tựa tốt nhất quan thương câu kết, nếu như có thể lợi dụng tốt sự việc Trần Diễm, là có thể đánh bại được sự ô nhiễm quan trường ở tỉnh Tây, là chìa khóa vàng giải mã vấn đề khó khăn quan thương câu kết. Nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ Trần Diễm là điểm dựa, nhưng cũng là đạn nổ, nếu như vô ý, không những không thể đánh bại quan thương cấu kết tỉnh Tây, mà còn có thể dẫn họa vào thân, thậm chí sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Hạ Tưởng trước giờ không xem thường kẻ địch, lại càng không dám coi khinh nữ nhân có thể ở giữa thương trường và quan trường, lại là nữ nhân xinh đẹp, thì càng có chỗ thần bí khó lường. Cũng tốt, dữ liệu của Quý Như Lan gửi đến rất kịp lúc, trong dữ liệu có một vài chuyện bí ẩn. Trước kia hắn không điều tra sâu, làm cho hắn thấy mà giật mình. Có thể nói nếu như không có nhắc nhở kịp thời của Quý Như Lan, bước kế tiếp có thể hắn phải đi một đường vòng.
Hạ Tưởng âm thầm cảm kích hảo tâm của cô ta, trong lòng cảm thán nếu Quý Như Lan suy nghĩ cẩn thận thì đáng yêu hơn trước kia nhiều. Đứng dậy, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao, trong lòng yên ả như nước. Kỳ thực hắn cũng sớm biết trước vấn đề khó khăn ở tỉnh Tây, mà so với các vấn đề trước kia khó khăn hơn nhiều, không chỉ là vấn đề tồn tại đã lâu ở tỉnh Tây, quan thương cấu kết là nghiêm trọng nhất, hơn nữa quá trình chuyển hình kinh tế không có kinh nghiệm thành công để tham khảo, có thể xem là vác đá qua sông, mà khai đao với lợi ích của tập đoàn khổng lồ, rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Trước kia, hắn chỉ có chức phó, không phụ trách toàn bộ công việc, bây giờ thì khác, hắn là chủ tịch một tỉnh, cần suy nghĩ toàn cục, cần xem xét các phương diện trong tỉnh, và cần phải nhất quán với Trung ương, còn có một số vấn đề phải đối mặt, đó là Lôi Trị Học không thích thú gì vấn đề chuyển hình kinh tế, thái độ khá tiêu cực. Cũng có thể lý giải thái độ của Lôi Trị Học, ông ta đến tỉnh Tây chỉ vì thành tích, hơn nữa ông ta thuộc phe phản đối, quan điểm chính trị bảo thủ mà không chịu thay đổi, không nói là không có ý tiến thủ, nhưng ít nhất là tư tưởng chống đối cải cách. Trong nước không ít quần chúng hoặc truyền thông không rõ chân tướng, đều cho rằng Ngô Gia là thế lực gia tộc đứng đầu, là tập đoàn thu lợi nhuận lớn nhất trong nước, thực ra không phải vậy, tập đoàn thu lợi nhuận lớn nhất là phái bảo thủ, không chỉ nắm giữ phần lớn nguồn tài nguyên xã hội, mà còn bởi vì nắm giữ phần đông bộ phận then chốt, thậm chí đa số các quan chức cao trong quân đội cũng là người của phái bảo thủ. Sức cản của phe cải cách rất lớn, các lần cải cách trong lịch sử đều kết thúc thất bại, và người tích cực thúc đẩy tiên phong mở đường cho cải cách đều không có kết cục tốt, vì vậy Hạ Tưởng rất hiểu bi tráng, cũng nhận thức được tình cảnh của mình. Ẩn giật ở tỉnh Tây, thậm chí thông đồng làm bậy, hay thật tâm suy nghĩ vì dân, mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế chuyển hình, đối địch với tập đoàn có lợi ích, cho dù tan xương nát thịt không sợ hãi. Hạ Tưởng lựa chọn điều thứ hai, quyết tâm thúc đẩy chuyển hình kinh tế và cải cách thể chế chính trị trọng đại, Trần Hạo Thiên và hắn chính là đội quân tiên phong xông pha chiến đấu. Đảm nhận là người dò đường cho chuyển hình kinh tế và cải cách thể chế chính trị. Tạm thời không luận thành bại, Hạ Tưởng nắm chặt nắm tay, cầu vì nước vì dân, không thẹn với lòng, điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hạ Tưởng. Là Nga Ni Trần gọi tới. Lãnh đạo, hai đứa con gái của em đến Tấn Dương rồi. Nga Ni Trần muốn nói lại thôi, nói một nửa. Hạ Tưởng hiểu ý của cô ta, liền nói. Anh sẽ dành thời gian gặp chúng nó. Lại đột nhiên dừng lại, hỏi. Sự việc tiến triển tới đâu rồi? Kim Ngân đến Tấn Dương có việc gì? Hạ Tưởng không hỏi nhiều, điểm quan tâm của hắn là hoạt động phía sau Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần. Từ lúc Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ đến Tấn Dương, vẫn không rời khỏi Tấn Dương một bước, vì Hạ Tưởng âm thầm gỡ thông rất nhiều mắc xích, và bố trí lại một mạng lưới lớn. Coi như là thuận lợi, chính là nắm rõ phương diện, khá rắc rối, tạm thời triển khai không nhiều. Thuận lợi nghĩa là bố cục âm thầm, không thuận lợi chính là hiểu rõ ngành mỏ An Đạt. Nhiệm vụ của Nga Ni Trần và Ngũ Tiêu rất nặng nề, không chỉ cần sờ vào chính trị và phạm vi thế lực các chủ khoáng sản ở Tấn Dương, mà còn lợi dụng thủ đoạn kinh tế mở ra cánh cửa lớn của ngành mỏ An Đạt, do đó vì Hạ Tưởng nắm trong tay nguồn năng lượng lớn mở ra cánh cửa đầu tiên. Trong lòng Hạ Tưởng đã có tính toán, Nga Ni Trần nắm giữ 5% cổ phần, không đủ để lay động nền móng của ngành mỏ An Đạt, thậm chí ngay cả cửa cũng không mở được, còn cần tiếp tục tăng lớn lợi thế mới được. Nói chuyện với Nga Ni Trần vài câu, Hạ Tưởng cúp máy, trong lòng lóe lên một điểm sáng, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lý Thấm. Lý Thấm, nghĩ một phương án, nghiên cứu hệ thống một chút tính khả thi của việc mua và giá trị của ngành khai thác mỏ ở tỉnh Tây. Lý Thấm đã ngủ được một chút, bị Hạ Tưởng đánh thức, một chút buồn ngủ toàn bộ biến mất. Em đã sớm làm rồi, chỉ chờ anh lên tiếng, tuy nhiên, kết cấu cổ quyền của ngành khai thác mỏ vô cùng phức tạp, khó mua được. Kết cấu cổ quyền phức tạp là đúng rồi, xí nghiệp của quan thương cấu kết cấu cổ quyền không thể không phức tạp, Hạ Tưởng nói. Làm tỉ mỉ một chút, cái cần không phải là báo cáo khả thi, mà là phương án cụ thể có thể chính thức thực thi. Lý Thấm lập tức hưng phấn, Chủ tịch Hạ nói vậy tức là muốn động thủ rồi. Hạ Tưởng thật sự muốn cải cách ở tỉnh Tây, mục đích hắn tới tỉnh Tây chính là đánh bại một vài người là huyền thoại độc bá tài nguyên lâu đời. Hai ngày sau, tỉnh Tây có chuyện, chính xác mà nói, là chuyện của Trần Diễm, lẽ ra lấy cấp bậc của Trần Diễm, việc của cô ta không bao giờ kinh động đến tỉnh ủy, lại cố tình kinh động đến tỉnh ủy. Trần Diễm mất tích. Lúc Hạ Tưởng và Lôi Trị Học chạm trán,
ý kiến của Hạ Tưởng là cần theo dõi Trần Diễm, Lôi Trị Học không đồng ý, nguyên nhân biểu hiện không đồng ý của Lôi Trị Học tự nhiên có lý do đường hoàng, nhưng ý đồ thật sự vẫn là để cho Trần Diễm có đủ thời gian dưỡng sức ra tay với Hạ Tưởng. Ngay cả Lôi Trị Học cũng không ngờ, Trần Diễm có cơ hội thật tốt không tận dụng mà lại chạy trốn. Lôi Trị Học tức giận không thở được, việc Trần Diễm mất tích là châm biếm to lớn đối với ông ta, khiến ông ta mặt mày xám xịt, bởi vì lúc đó chính miệng ông ta nói với Hạ Tưởng, Trần Diễm là một cán bộ có nguyên tắc, trước khi sự việc chưa rõ chân tướng, cô ta sẽ đợi điều tra cho ra kết quả. Không ngờ, Trần Diễm đúng là kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà lại ra nước ngoài chờ đợi. Lôi Trị Học vẫn tự xưng là vững vàng điềm tĩnh, hơn nữa gặp chuyện không hoảng hốt, tức giận cũng để lộ ra ngoài, nhưng cách nghĩ của Trần Diễm thật sự làm cho ông ta chút nữa mất khống chế. Khá tốt, Hạ Tưởng cũng không thừa cơ mà châm chọc khiêu khích ông ta. Đều là người trong quan trường, chút trình độ và kiềm chế này vẫn phải có, nhưng Hạ Tưởng cũng biểu đạt bất mãn. Bí thư Lôi, ban tổ chức vừa mới có manh mối điều tra, Trần Diễm đã mất tích. Nếu truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt với thanh danh của tỉnh Tây, bây giờ trên mạng đã có tin tức rồi. Hạ Tưởng với bộ dạng lo lắng, ngồi trước mặt Lôi Trị Học. Trên mạng đã có tin đồn, là có người trong tổ chức cố ý nói bóng gió cho Trần Diễm. Chính là vì bịt miệng Trần Diễm. Chẳng lẽ, Hạ Tưởng bất chợt dừng lại, ánh mắt nhìn kỹ Lôi Trị Học một lát. Trần Diễm và lãnh đạo tỉnh ủy thật sự đã có mối quan hệ phức tạp như vậy. Lôi Trị Học không trả lời câu nào, sững sờ một lát mới nói. Đồng chí Hạ Tưởng, không nên nói bậy, đều là cán bộ cấp cao, cần chú ý đến thân phận của mình. Đều là cán bộ cấp cao, thật sự cần chú ý đến thân phận của mình. Đồng chí Trị Học, ban tổ chức đã xác thực hoàn cảnh thực tế lúc đề bạt Trần Diễm năm nay, thật sự chính miệng đồng chí Vương Hướng Tiền lúc đảm nhận bí thư tỉnh ủy Tấn Dương chỉ thị Trần Kinh, yêu cầu Trần Kinh phải cam đoan Trần Diễm được chọn. Tôi muốn hỏi một chút, đồng chí Hướng Tiền xuất phát từ điểm gì mà hết sức đề cử đồng chí Trần Diễm? Chủ tịch tỉnh không có quyền nhân sự, nhưng đừng quên, chủ tịch tỉnh là phó bí thư đầu tiên của tỉnh ủy, là nhân vật thứ hai của tỉnh ủy tỉnh Tây, cũng có quyền phát ngôn trong quá trình đề bạt cán bộ. Lôi Trị Học trước giờ thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng là vì quá thuận lợi mà khiến ông ta rất ít bị ức chế, từ lúc đảm nhiệm bộ trưởng Bắc Kinh, ông ta quen với việc được người khác ngưỡng mộ. Không ngờ Hạ Tưởng một nhân vật số 2 ít hơn ông ta vài tuổi, lại muốn khiêu chiến uy quyền của nhân vật số 1, rốt cục đã làm cho ông ta tức giận. Đồng chí Hạ Tưởng, anh là chủ tịch tỉnh lại quá quan tâm tới vấn đề nhân sự, hình như hơi quá phận sự rồi. Lôi Trị Học tức giận chất vấn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không chút hoang mang, đối mặt với áp lực lớn, nói một câu khiến Lôi Trị Học trợn mắt há hốc mồm. Cho dù đường quan của Lôi Trị Học rất bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió khiến nhiều kẻ đố kỵ, nhưng vì quá yên bình, không phải trải qua khó khăn gian khổ, nên sức chịu đựng tương đối kém. Ngọc không mài không có hồn, người không qua rèn luyện không thành tài. Chỉ có thực sự trải qua sóng gió cuộc đời, mới hiểu được giá trị cuộc sống. Hạ Tưởng dường như đã sớm đoán trước được chất vấn của Lôi Trí Học, hoặc nói cụ thể hơn là sự chỉ trích, liền mỉm cười. Có hai chuyện tôi muốn tự phê bình với bí thư Lôi. Thứ nhất là điều chỉnh phân công phó chủ tịch tỉnh, lẽ ra nên nói với bí thư Lôi trước một tiếng. Hạ Tưởng không nói còn được, vừa nói đã khiến lửa giận trong người Lôi Trị Học càng bùng lên. Lão vốn muốn trị Hạ Tưởng, không ngờ Trần Diễm đột nhiên ra nước ngoài làm ảnh hưởng tới dự định của lão, khiến lão quên bẵng chuyện này, bây giờ Hạ Tưởng chủ động đề cập tới, không phải cố ý chọc tức lão hay sao? Đồng chí Hạ Tưởng, anh nên trình bày rõ ràng sự việc này. Lôi Trị Học vô cùng nghiêm nghị nói. Hạ Tưởng gật đầu. Việc thứ hai nên tự phê bình, là tôi không nên quá quan tâm việc của Trần Diễm. Thứ nhất là việc của Trần Diễm xảy ra trước khi tôi được điều tới tỉnh Tây, thứ hai là việc của Trần Diễm chủ yếu đề cập đến việc đề bạt cán bộ. Thái độ của Hạ Tưởng rất chân thành, ngữ điệu khiêm nhường, Lôi Trị Học nghe có vẻ dễ chịu, cho rằng Hạ Tưởng thực sự cúi đầu rồi, liền cười gật đầu, ừ, một tiếng rồi đợi Hạ Tưởng nói tiếp. Điều chỉnh phó chủ tịch tỉnh là việc đột nhiên phát sinh, nếu gián đoạn hội nghị rồi xin chỉ thị của bí thư Lôi xong mới quyết định, sẽ ảnh hưởng tới tính nghiêm túc của hội nghị thường vụ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tính quan trọng của hành động đặc biệt. Lý do của Hạ Tưởng rất hợp lý, đầy đủ khiến Lôi Trị Học không ngờ Hạ Tưởng lại chơi xỏ mình, trước hô sau ứng. Rõ ràng là muốn cho lão một vố, nâng chuyện điều chỉnh phân công phó chủ tịch tỉnh lên thành công tác của ủy ban. Nếu lão còn cứ cố bám lấy không bỏ qua,
lại có vẻ còn muốn nhúng tay vào công việc của ủy ban. Bí thư tỉnh ủy tham gia quá nhiều công việc trong ủy ban, cũng là một trong những việc tối kỵ. Giỏi cho một hạ tưởng giảo hoạt, Lôi Trị Học hừ lạnh một tiếng, đem việc nhúng tay quá nhiều vào việc ủy ban để bịt miệng tôi xem anh sẽ nói thế nào về việc anh nhúng tay quá nhiều vào vấn đề nhân sự. Hạ tưởng hơi ngừng một lát, lại nói. Việc của Trần Diễm bề ngoài như là vấn đề phát sinh trong quá trình đề bạt cán bộ, trên thực tế từ bản chất mà nói, đề cập đến kết cấu cán bộ và thương nhân ở tỉnh Tây, chế độ phân phối bất hợp lý, v.v. Cũng là một vấn đề khó khăn mà một tỉnh cấp y trực thuộc quốc gia với cương vị là tỉnh thí điểm chuyển đổi kinh tế như tỉnh Tây phải đối mặt. Việc của Trần Tuyệt không thể đơn giản chỉ coi là vấn đề đề bạt cán bộ, mà đằng sau toàn bộ vấn đề, có nhiều điều có giá trị cần phải suy nghĩ sâu xa. Lôi Chỉ Học trợn mắt há hốc miệng, lão hoàn toàn bị Hạ Tưởng dẫn dắt. Hạ Tưởng không để ý tới sự kinh ngạc của Lôi Chỉ Học, vẫn tiếp tục nói tiếp lý do của hắn. Phải để Lôi Trị Học hiểu rằng hắn bắn tên không phải không trúng đích, mà có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Căn nguyên vấn đề ở tỉnh Tây chính là sự cấu kết giữa cán bộ và thương nhân làm cho chế độ phân phối diễn ra bất thường, dẫn tới của cải quá mức tập trung. Trần Diễm không đi làm cũng là phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố, không vì đất nước mà cống hiến sức lực, lại cầm tiền của nhà nước, đây là chuyện gì cơ chứ? Đây là ví dụ về chế độ phân phối bất hợp lý điển hình ở tỉnh Tây. Hơn nữa trong những tài liệu báo cáo từ nhiều phía, tôi phát hiện có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trần Diễm từ một nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay đã trở thành tỷ phú nắm trong tay hơn 1 tỷ, lại có danh hiệu Tấn Dương nhất tỷ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, bí thư Lôi, ai mà tin được Trần Diễm không có thế lực đằng sau, không có gì đen tối. Hạ Tưởng bỗng chốc đứng dậy, vì đứng đậy quá nhanh lại quá đột nhiên, suýt chút nữa đã khiến Lôi Chỉ Học giật bắn mình. Có 2 chuyện phải báo cáo với bí thư Lôi. Hạ Tưởng lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Lôi Chỉ Học. Một là đã có phóng viên viết một phần tài liệu tham khảo nội bộ, đệ trình tới Trung ương rồi. 2 là đồng chí Trần Kinh vì muốn chứng minh việc năm đó, khi đề bạt Trần Diễm, Vương Hướng Tiền lúc đó đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Tấn Vương lúc đó đích thân thay mặt nói hộ cho Trần Diễm, kết quả y lại nhận được điện thoại uy hiếp, nói cẩn thận ra ngoài bị xe đâm chết. Việc này tôi đã yêu cầu đồng chí Mục Thành Kiệt điều tra, nhất định phải điều tra ra kẻ đứng sau bức màn đen này. Đợi Hạ Tưởng đi khỏi, Lôi Chỉ Học mới ngơ ngẩn ngồi xuống ghế, không thể đứng dậy nổi. Không đề cập tới một loạt thủ thuật mà Hạ Tưởng thận trọng làm từng bước, chỉ trong việc Trần Diễm đột nhiên ra nước ngoài, tài liệu tham khảo nội bộ của phóng viên và Trần Kinh Đồng nhận được cuộc điện thoại uy hiếp. Mấy chuyện đó liên tiếp xảy tới, trong phút chốc đánh trúng tim đen Lôi Chỉ Học. Khiến lão bất ngờ không kịp đề phòng, khó có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Sau khi lão xem qua một lần tài liệu tham khảo nội bộ của phóng viên, lại càng bừng tỉnh, không được, Hạ Tưởng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với tưởng tượng của lão, chuyện của Trần Diễm chắc chắn sẽ bị làm lớn ra. Trần Diễm mất tích hay chính xác hơn là ra nước ngoài, cũng không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Theo như nội tình Tama hắn biết, Trần Diễm đang thương lượng với Giang An. Chính là vấn đề 5% cổ phần của công ty khai thác mỏ An Đạt, mỗi bên đều rất kiên nhẫn thách đấu. Về chuyện 5% cổ phần, Hạ Tưởng chỉ biết 1, không biết 2, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được có lẽ có liên quan đến việc đối đầu với hắn. Tuy nhiên Hạ Tưởng tin rằng Trần Diễm ra nước ngoài không phải cao chạy xa bay, mà là kế lạt mềm buộc chặt. Sở dĩ hắn bảo Lý Thấm điều tra kết cấu cổ phần của tập đoàn khai thác mỏ An Đạt. Bảo Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ âm thầm điều tra quy mô tài sản của Trần Diễm, chính là muốn nắm trước thời cơ. Tài sản của Trần Diễm vẫn chưa chuyển ra nước ngoài, cô ta sao có thể đi được? Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, không có tiền trong tay, xuất ngoại đi làm thuê. Đi làm cu li hay sao? Không phải ai cũng là kẻ ngốc. Tham quan cũng vậy. Cho nên hàng năm trong nước đều có vô số tham quan bỏ trốn. Hơn nữa xác suất chạy trốn thành công còn tương đối cao. Hạ Tưởng chỉ biết không phải là vấn đề giám sát quản lý, mà là vấn đề lợi ích. Mỗi một tham quan sau lưng đều có tham quan lớn hơn đề bạt y, biết rõ y muốn chạy trốn, cũng ngẽ không ngăn trở, vì sợ cá chết lưới rách, có khi còn chết cùng. Thử nghĩ, nếu giám sát quản lý tài sản của từng cán bộ, nghiêm cấm các cán bộ đồng lõa đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoàn toàn có thể ngăn chặn 90% trở lên việc tham quan trốn chạy thành công. Tham quan trong nước, nếu không phải kiếm đủ tiền rồi thì không kẻ nào lại xuất ngoại. Bởi vì bọn họ xuất ngoại,
ngoài việc ăn tiêu ở nước ngoài, chẳng còn việc gì khác. Tiền của Trần Diễm vẫn còn ở trong nước, người đang ở nước ngoài, hơn nữa lại đang bị điều tra khẩn cấp. Hạ Tường đoán chung ý đồ xuất ngoại của Trần Diễm lần này là tạo áp lực cho Giang An. Vấn đề mấu chốt chắc chắn là Giang An không chịu xuất ra 5% cổ phần, mà Trần Diễm lại là một kẻ tham lam vô độ, việc không có lợi, cô ta mới không thỏa hiệp, liền kiếm cớ xuất ngoại, cùng đọ tính kiên nhẫn với Giang An, muốn Giang An phải chủ động thỏa hiệp. Không thể không nói, trong việc phân tích tính cách người khác và khả năng phỏng đoán nguyên nhân hậu quả của sự kiện, quả thật Hạ Tưởng giỏi hơn Lôi Trị Học nhiều. Không phải hắn thông minh hơn Lôi Trị Học bao nhiêu, mà là Hạ Tưởng kiến thức rộng rãi, từng trải, tiếp xúc với đủ loại hạng người. Kinh nghiệm, chính là tài sản quý báu một đời người. Hạ Tưởng đoán đúng, Trần Diễm xuất ngoại chính là đi một bước cờ hiểm. Trần Diễm vẫn cho rằng với tướng mạo và trí tuệ của cô ta một người phụ nữ xinh đẹp không thông minh, người thông minh nhưng lại không xinh đẹp, cô ta lại là tổng hợp của cả hai, tướng mạo trí tuệ đều có chắc chắn có thể đem Giang An và Lôi Tiểu Minh ra tiêu khiển. Giang An sợ thủ thuật của cô, Lôi Tiểu Minh quyến luyến dung mạo cô, nhược điểm của hai người hoàn toàn bị cô nắm trong tay, 5% cổ phần tập đoàn khoáng sản An Đạt, không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Kết quả, con vịt tới tay còn bay mất. Nguyên nhân chính là Hạ Tưởng đột nhiên làm khó dễ, đem chuyện của cô làm lớn trong cuộc họp thường ủy, dẫn tới phát sinh trận đấu đá ở tỉnh Tây. Trần Diễm hận đến mức nghiến răng, Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, không phải hủy đường tài lộc của cô ta hay sao? Theo tính cách trước đây của cô ta, đã sớm ra mặt trả thù Hạ Tưởng rồi, nhưng lại nhịn. Nếu giờ mà cô đối phó với Hạ Tưởng, chẳng khác nào nằm trong tay Giang An, hơn nữa Giang An cũng không nhất thiết sẽ đưa ra 5% cổ phần. 5% cổ phần tập đoàn khai thác mỏ An Đạt. Một khoản không nhỏ, lại để lỡ mất. Trần Diễm tuy hận chết Hạ Tưởng, nhưng đành nhẫn nhịn, so với việc trả thù thì 5% cổ phần vẫn khiến cô dễ chịu hơn. Hơn nữa Trần Diễm ít nhiều còn muốn giữ thể diện cho Quý Như Lan, cũng không muốn quá sớm đã đối lập với Hạ Tưởng. Cô ta vẫn giữ nguyên tắc lợi ích đứng đầu, hơn nữa sau khi cô ta và Quý Như Lan trò chuyện với nhau, cô ta cũng đã nhận rõ tình thế. Hạ Tưởng mượn chuyện của cô, kỳ thật cũng không phải nhằm vào cô, mà là Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền, Trần Diễm cười lạnh trong lòng, tuy rằng năm đó Vương Hướng Tiền hết sức đề bạt cô ta, nhưng cô ta không có nhiều cảm tình với Vương Hướng Tiền. Vật đổi sao rời, hiện tại mỗi người một việc, giao tình năm đó cũng phai nhạt, Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền. Ai thua ai thắng, ai sống ai chết, liên quan gì tới cô ta? Cô ta chỉ quan tâm tới lợi ích. Chỉ muốn từng bước làm quen với ông chủ ngành than và ngành sắt thép mà thôi, dần dần nâng cao thế lực chính mình. Sau đó, thỏa hiệp được với Giang An rồi. Sau bao cú điện thoại, biết được Giang An nhiều lắm chỉ chịu đưa ra 2% cổ phần, Trần Diễm biết Giang An đã nhận định chắc chắn cho dù gã không cho cô ta lợi ích, cô ta cũng sẽ chủ động đối phó Hạ Tưởng. Cô ta liền cười thầm, muốn đấu trí cùng cô ta, dựa vào trí thông minh của công tử Giang An năm mỏ quặng. Thôi đi. Bà cô không chơi nữa. Trần Diễm lặng lẽ bay ra nước ngoài, cô ta tin tưởng vào kế lùi một bước tiến hai bước của mình, khiến Giang An sốt ruột. Khiến Lôi Tiểu Minh lo lắng, sau đó, cô ta chỉ cần an vị và đợi 5% cổ phần rơi vào hầu bao, nếu không, thiếu một đồng cũng miễn bàn. Còn việc Hạ Tưởng có tiếp tục lấy chuyện của cô ta mà sinh chuyện hay không, kệ hắn, dù sao cô ta xảy ra chuyện, sẽ có một loạt kẻ đứng ngồi không yên, không cần cô ta ra mặt. Tự khắc có người liều lĩnh thay cô dàn xếp. Như một phụ nữ nào đó là kẻ nghi phạm trong việc đầu tư phi pháp ở tỉnh ở phía Nam, bị tòa án địa phương xét tử hình, tội không đáng chết, nhưng vì liên lụy tới nhiều người, cho nên rất nhiều người đều muốn cô ta chết. Cô cũng không ngốc như người phụ nữ đó, chỉ biết kiếm tiền không biết giao tiếp kết đồng minh. Trong xã hội kinh tế, không kéo vài tên quan to cùng xuống nước, thì tiền càng nhiều càng gần cái chết. Trần Diễm không ngờ tới chính là, cô ta đi rồi không quan trọng, lại là dịp để Hạ Tưởng tạo ra một cơ hội hoàn hảo. Khi ở tỉnh Tây đang vì chuyện của Trần Diễm mà sắp diễn một cuộc phân tranh mà không biết kết cục sẽ thế nào, thì ở Bắc Kinh phát sinh hai sự việc, bề ngoài không có liên quan tới việc ở tỉnh Tây, nhưng không thể tránh khỏi lòng người có nghi ngờ. Đầu tiên là Ngô Tài Dương trong một cuộc hội nghị nội bộ của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, có phát biểu quan trọng, nhắc đến việc đặc biệt đề bạt cán bộ trẻ tuổi. Tiêu chuẩn lựa chọn càng cao, phạm vị chọn lựa càng rộng, xét duyệt càng nghiêm. Phòng ngừa chính sách đặc thù bị lạm dụng, dựa vào quyền thế nâng đỡ.
Đồng thời Ngô Tài Dương còn nhấn mạnh, vấn đề dùng người tại một số địa phương, tồn tại không ít vấn đề. Có địa phương đem những người hay làm việc xấu, đem những người giỏi ngụy trang bề ngoài, thậm chí đem những cán bộ kinh tế có vi phạm nghiêm trọng về kinh tế, vẫn được cất nhắc, không chỉ không thể thúc đẩy công tác, tập hợp lòng người, xúc tiến công việc hành chính sự nghiệp phát triển, ngược lại còn khiến công việc trở nên bị động, lòng người hỗn loạn, cản trở phát triển. Ngô Tài Dương còn cố ý chỉ ra, một số cán bộ tại địa phương và đơn vị quản lý yếu kém, đối với một số sai phạm còn giám sát lỏng lẻo. Tuyển người ồ ạt dùng người không hợp lý, không thể đảm đương nhiệm vụ khó khăn. Những vấn đề này không phải quá quan trọng, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tuyển người dùng người. Trước mắt cần giải quyết vấn đề đột nhiên phát sinh trong đội ngũ cán bộ, thực hiện chính trị minh bạch, mấu chốt nằm ở cải cách, hy vọng nằm trong việc cải cách, lối giải thoát là ở cải cách. Ngô Tài Dương nói, dường như cũng không có ý mới, nhưng thực sự đã vạch ra một số vấn đề nghiêm trọng tồn tại trong quá trình đề bạt cán bộ, nhất là anh ta ám chỉ tới, một số địa phương, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc của Trần Diễm ở tỉnh Tây. Mặc dù Ngô Tài Dương cũng không phê bình công tác tổ chức ở tỉnh Tây. Lời nói của Ngô Tài Dương là sau khi nội dung trong tài liệu phóng viên viết về chuyện Trần Diễm trình lên nội bộ không đến 3 ngày đã truyền ra ngoài. Dư luận bên ngoài bình luận Ngô Tài Dương như thế nào tạm không nói đến, tỉnh ủy tỉnh Tây lại được một phen bàn luận, đều rất rõ ràng phát biểu của trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, dường như chỉ thẳng vào tỉnh Tây. Lời phát biểu vừa truyền tới tỉnh Tây không lâu, đã truyền tới văn phòng trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Cùng lúc đó, trưởng ban tổ chức cán bộ thường vụ tỉnh ủy Dương Nhâm Hải vẫn rất bình thản, không chút hoang mang đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng. Khi Dương Nhâm Hải vừa mới nói được mấy câu với Hạ Tưởng, chỉ mới nhắc tới phát biểu của trưởng ban Ngô của ban tổ chức trung ương, còn chưa nói chuyện được gì nhiều, Đông Phương Hiểu lại đến rồi. Lần trước Hạ Tưởng cùng Mã Dục và Dương Nhâm Hải tụ tập, không có Đông Phương Hiểu. Đông Phương Hiểu bây giờ cũng không biết Hạ Tưởng ở tỉnh ủy ngoại trừ được Trương Duy Chiếu và Trương Bình Thiểu ủng hộ, còn giấu những cái đinh nào nữa, do đó khi cô nhìn thấy Dương Nhâm Hải thoải mái ngồi trước mặt Hạ Tưởng, trong nháy mắt liền hiểu ra được điều gì đó. Thảo nào chủ tịch Hạ đầy tự tin đem chuyện Trần Diễm làm mồi nhử khiến tỉnh Tây rung chuyển, hóa ra trên có sự phối hợp của trưởng ban Ngô của ban tổ chức cán bộ trung ương, dưới có trợ giúp của thường vụ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, toàn bộ đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Kỳ thật Đông Phương Hiểu hiểu lầm Hạ Tưởng rồi, cô sở dĩ vội vàng đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, cho rằng phát biểu của Ngô Tài Dương là ám chỉ cố ý nhằm vào vấn đề ở tỉnh Tây và là sự ủng hộ đối với việc Hạ Tưởng ra tay. Thật ra mặc dù Hạ Tưởng có quan hệ rất tốt với Ngô Tài Dương, nhưng không đến mức vì chuyện ở tỉnh Tây mà làm chuyện kinh động đến một trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương cố ý triệu tập hội nghị để tạo áp lực. Đương nhiên, Hạ Tưởng sở dĩ dám đem chuyện Trần Diễm làm lớn ra, không chỉ vì trong tay hắn nắm giữ đầy đủ chứng cứ chính xác, có thể mượn cơ hội khiến cho giới cán bộ tỉnh Tây phải rung động, cũng có ích cho quan hệ mật thiết giữa hắn và Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương triệu tập hội nghị nội bộ. Hắn cũng sớm biết được nội dung phát biểu của Ngô Tài Dương rồi. Nội dung phát biểu của Ngô Tài Dương là bình xét nhằm vào những hiện trạng phổ biến trong nước, không hẳn chỉ tỉnh Tây, nhưng làm cho người ta cảm giác dường như đặc biệt nói đến tỉnh Tây, cũng như Hạ Tưởng đặc biệt nắm được thời cơ tốt đối với chuyện của Trần Diễm. Đông Phương Hiểu vừa đến, Dương Nhâm Hải định lánh đi một lát, nhưng Hạ Tưởng lại khẽ mỉm cười. Nhậm Hải không cần lánh đi, trưởng ban Đông Phương có thể coi như là bạn cũ rồi. Dương Nhâm Hải hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng, rồi lại nhìn Đông Phương Hiểu, chợt nhớ tới sự kiện Trần Diễm bùng nổ trước tiên trên mạng, lập tức hiểu ra, cười ha hả. Trưởng ban Đông Phương là người tài trong tỉnh ủy, tôi rất khâm phục công tác tuyên truyền của cô, rất sinh động. Ai chẳng biết Đông Phương Hiểu ở tỉnh ủy chịu sự áp chế của Lôi Trị Học. Lời nói của Dương Nhâm Hải ám chỉ ý tứ rất hàm xúc. Đông Phương Hiểu lại có vẻ bình tĩnh. Đồng chí Nhâm Hải quá khen, ban tuyên giáo chỉ là nhỏ bé không quyền lực, có gì sinh động. Có thể thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên là tốt rồi. Dương Nhâm Hải ngoài mặt cười, nhưng trong lòng khinh miệt lời oán giận của Đông Phương Hiểu, bị uất ức trước bí thư tỉnh ủy, đừng oán giận trước mặt chủ tịch tỉnh. Lãnh đạo nào cũng không thích cấp dưới ôm lòng oán giận, lãnh đạo cần là hành động, chứ không phải đầy một bụng bất mãn. Hạ Tưởng không tiện trực tiếp chỉ thị công tác của ban tuyên giáo, ý tứ nói. Vừa rồi đồng chí Nhậm Hải nói suy nghĩ của anh ấy về phát biểu của trưởng ban Ngô, muốn triệu tập hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ trong toàn tỉnh, truyền đạt tinh thần chỉ thị của trưởng ban Ngô.
Ban tuyên giáo có nên cùng phối hợp với ban tổ chức cán bộ hay không? Thỏa hiệp hay không, có thể thông báo lại với đồng chí chị học. Đông Phương Hiểu gật đầu. Lời khuyên của Chủ tịch tỉnh rất hợp lý, trên nguyên tắc, ban tuyên giáo không có vấn đề. Chỉ là lo đồng chí Dương Nhâm Hải không làm chủ được ban tổ chức cán bộ, suy cho cùng đồng chí Dương Nhâm Hải cũng chỉ là phó trưởng ban thường trực. Ban tổ chức cán bộ cũng không có vấn đề gì. Dương Nhâm Hải trả lời đầy chắc chắn. Đông Phương Hiểu không ngờ Dương Nhâm Hải lại khí thế như vậy, nghĩ thầm Dương Nhâm Hải vừa được thăng chức là có thể làm chủ ban tổ chức cán bộ hay sao? Chẳng lẽ Mao Thân Văn lại không áp chế được Dương Nhâm Hải? Ngừng một lát, cô lại nói. Gần đây ban tuyên giáo có chút công việc trong vấn đề tuyên truyền công tác trong ủy ban, cần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh. Hạ Tường tiếp lấy đề án của Đông Phương Hiểu. Để đó đã, khi có thời gian tôi sẽ xem sau. Sau đó nhìn đồng hồ, hỏi. Còn việc gì nữa không? Đông Phương Hiểu và Dương Nhâm Hải đồng thời cáo từ, Hạ Tường đích thân tiễn hai người tới cửa, lại lần lượt bắt tay, nói đầy ẩn ý. Gần đây phải chú ý động tĩnh của Trung ương. Lại đặc biệt dặn dò Đông Phương Hiểu một câu. Công tác tuyên truyền không thể xảy ra sai phạm, nhất là gần đây xảy ra khá nhiều việc, cần cảnh giác cao với những thông tin thất thiệt từ. Dương Nhâm Hải gật đầu, hiểu ý rồi rời khỏi. Đông Phương Hiểu cũng gật đầu, không thể không khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Hạ Tường, chỉ nhìn qua cũng biết được mục đích cô đến đây là muốn báo cáo công tác. Buổi tối, khi Hạ Tường đến sân bay đón Phó Thiên Thiên, sau khi đưa Phó Thiên Thiên về khách sạn, mở máy tính, phát hiện trên lại một lần nữa bàn luận sôi nổi sự kiện Trần Diễm. Hơn nữa lại có xu hướng từ Trần Diễm tham nhũng sang những nội tình đằng sau việc tham nhũng. Vạch Trần Vương Hướng Tiền lúc đó đang đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Tấn Dương, bây giờ là chủ tịch tỉnh thường vụ đương nhiệm, cũng có tác dụng quan trọng trong sự kiện Trần Diễm. Đồng thời, còn có người tiết lộ Trần Diễm đã ra nước ngoài, rốt cuộc là bỏ trốn hay là đi nghỉ, không nói cũng biết. Nhưng cho dù là kiểu gì, dư luận trên mạng đã hướng về phía ban tổ chức cán bộ tỉnh Tây. Trong khoảng thời gian ngắn, từ phát biểu của trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Ngô Tài Dương, đến sự kiện Trần Diễm đang ầm ĩ trên mạng, lại thêm tài liệu tham khảo nội bộ của phóng viên đã đệ trình lên, có thu hút sự chú ý của lãnh đạo hay không còn chưa rõ, lại vì lúc này Trần Diễm quả thật đang nước ngoài, áp lực ở tỉnh ủy tỉnh Tây tăng lên rất nhiều. Kỳ thực nói là áp lực lớn lên tỉnh ủy cũng không chính xác, là áp lực lên Lôi Trị Học và Mao Thân Văn thì chính xác hơn. Hạ Tưởng bình thản tắt máy tính, vẫn là máy tính loại tốt mà Phó Tiên Tiên tặng, hắn vẫn mang theo người, chưa từng rời xa. Quay đầu lại nhìn Phó Tiên Tiên đang ngồi thần người trên giường. Lại tới Tấn Dương, lẽ nào em thực sự thích hít bụi than? Em thích ăn anh. Phó Tiên Tiên đột nhiên làm bộ lao tới, hung tợn bổ nhào vào trong lòng Hạ Tường, cắn vào vai Hạ Tường. Em hận anh chết đi được. Hạ Tường ngạc nhiên. Em hận anh làm gì? Anh thứ nhất không trộm, thứ hai không cướp, thứ ba không phản đối đảng, em còn chỗ nào không thỏa mãn? Em chỗ nào cũng rất không thích, là Phó Tiên Phong và anh không đúng, sao cứ phải nhiều chuyện như vậy, hại em làm người ở giữa. Tấn Dương toàn là than bụi, hại em ra bị khô nẻ hết rồi, thật là. Phó Tiên Tiên khi tức giận, phối hợp thêm tư thế chống nạnh, trông có vẻ rất hung hăng. Kỳ thực với mặt nhỏ eo thon của Phó Tiên Tiên, chẳng hề phù hợp làm sư tử Hà Đông, không những không giống, ngược lại còn khiến cô vô cùng đáng yêu. Phó Tiên Tiên lại tới Tấn Dương. Còn là vì ý đồ muốn thâm nhập vào nguồn năng lượng ở tỉnh Tây của Phó Tiên Phong. Sau khi được Hạ Tưởng trả lời chính xác, Phó Tiên Phong mừng rỡ, lúc này tỉ mỉ trình bày tính khả thi của kế hoạch đầu tư cũng như mua lại cổ phần, muốn Phó Tiên Tiên mau chóng tới Tấn Dương gặp Hạ Tưởng, tiến hành đàm phán. Vừa vặn gần đây Phó Tiên Tiên có khá nhiều việc, việc nhà máy may và nhà máy dược của nhà họ Phó, đều cần cô ra mặt giải quyết. Phó Tiên Phong lại muốn cô ưu tiên xử lý việc ở tỉnh Tây trước. Phó Tiên Tiên không đồng ý, Phó Tiên Phong đích thân đàm phán với Hạ Tưởng không phải tốt hơn hay sao, cô đỡ phải là người ở giữa chuyển lời. Phó Tiên Phong lại khuyên nhủ mãi, nói cô và Hạ Tưởng đàm phán tiện hơn, khiến Phó Tiên Tiên tức giận mắng Phó Tiên Phong bán em gái cầu vinh. Phó Tiên Phong thà rằng chịu lời chỉ trích của em gái. Thật là thời thế đổi thay, năm đó Phó Tiên Phong kịch liệt phản đối Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên qua lại, giờ thì hay rồi. Phó Tiên Phong ước gì Phó Tiên Tiên nhanh chóng đến bên cạnh Hạ Tường. Chính vì thế, Phó Tiên Tiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy tủi thân, liền xả giận với Hạ Tường.
Hạ Tưởng khoan dung mở rộng vòng tay ôm lấy Phó Thiên Tiên, như muốn chữa lành vết thương lòng của cô.